đổi. Đúng rồi, đúng rồi. Chị nhắn tin cho em được nhé. Cái này phải mở một cái ra cái mới đẹp. Cho chị cái túi ở đây. Sao định là gì lấy cho chị đeo vòng cổ à? Nó đeo cổ, định đeo cổ. Đấy, đây này. Quả đấy mà đeo vòng cổ hơi giống cái gì nhỉ? Răng thông mạng. Thông. Cái gì nhỉ? Những người khác ngại. Phải ngán em. Vì ngán anh. Đấy, kiểu thế. Này, trả đây. Xách màu trắng à? Màu trắng. Áo mặc bao nhiêu? Ừ quá luôn. Em ơi, thầy đáng lý là ỉm hàng ấy, không lên cái chân này nhưng mà đẹp quá. Từ chị cho đến em cứ bảo là thôi lên đi chị ạ, có ít thì bán ít, có nhiều thì bán nhiều. Tại vì cái này đẹp quá. Không gửi váy cho mình à, lại đòi hàng rồi. Kiểm tra đơn hàng cho mình. Ôi giời, hai comment đòi hàng luôn ý. Mọi người mà chấm tương tác thì mọi người ơi, chấm tương tác với em nhá. Thôi hàng hóa thì chúng ta gặp nhau trên Facebook đi. Đấy, trên livestream như này đừng đòi hàng em được không mọi người? Mọi người mà chống tương tác với em đi mọi người ơi. Chân váy jean thế luôn. Con này đẹp xuất sắc luôn. Đặt hàng từ ngày mùng 10 Tết mà nó không về. Tức là nó không gửi về ạ. Đến hôm qua nó mới về, nó về cùng với cái lô hôm qua. Ui con này xinh dã man, con này xinh hơn cả con hôm qua cơ. Bởi vì con hôm qua là nó a hẳn ra, con này là ôm ở đây xong a ở dưới. Lại còn xẻ đùi này thề. Đi chơi cà phê chân em dài chưa? Các chị vào chống tương tác mọi người nhá. Áo bao nhiêu ạ? Chân váy bao nhiêu? Hôm nay săn giá sốc cho em đi. Các chị vào like, cố gắng chấm tương tác với em này, comment tương tác cho em này. Và mình cứ cho em một vài nút chia sẻ để mình săn quà cho em các chị nhé. Vòng cổ xinh không? Hôm nay tặng vòng cổ này có xinh không? Em vòng cổ có xinh không? Cái chân váy này ý, thế luôn, chân váy này bà nào cũng phải mua cho em nói thật các bác luôn ạ. Các bác phải mua hộ em cái, bởi vì sao? Chân này con này xẻ đùi các chị ơi. Và đây là hàng cao cấp các chị nhá. Chất của nó là siêu co giãn luôn. Chị nào mặc con này mùa hè mà không mát em không lấy tiền luôn. Đẹp quá, em cảm ơn chị Huyền ạ. Em ơi đẹp nhỏ phong. Các chế vào like chấm chấm cho em đi. Chấm chấm cho em, kích cho em một vài nút chia sẻ đi ạ. Điều quà xịn, quà đẹp lắm ạ. Sao đứa nào vô duyên thế nhở? Người ta đặt váy body mà lại gửi về set rời xanh là sao? Mấy cái đứa này. Để em triệt hạ chúng nó. Chị cứ nhắn đi mà đi nhắn đòi hộ em. Chân váy, đợi em một tí mọi người. Xẻ cao thế không mặc được đi xẻ. Không, xẻ đấy xẻ bình thường mà cao gì. Thoải mái luôn, không lộ này, hở gì đâu nếu ạ. Nếu như chị đứng như này nó không thấy luôn ý chị. Còn nếu không có chị mang ra hàng, chị bảo người ta đi cho chị hai cái đường này bảo tí là được. Đấy, còn cái con này nó siêu co giãn mọi người nhá. Mọi người nhìn hộ em cái độ co giãn của nó này. Sướng luôn ý. Chân váy jean nó không làm ngắn quá đâu các chị. Bởi vì vốn bản chất con này là em còn đặt nó kín ấy. Chứ còn có một cái loại hàng nữa em đặt ấy, nó lên tận đây này mọi người này. Để chuyên đi chơi ý mọi người. Đấy, túi okay bao nhiêu ạ? Túi hôm nay cũng tặng luôn được không ạ? Túi có một cái thôi à mọi người. Trời ơi mọi người cứ khen em ạ, khen nhiều một tí. Ôi vui quá, các bác khen em đi. Có lên quần xuôi các bác ơi. Chia sẻ like mạnh mẽ cho em ơi, con này được bao nhiêu con nhỉ? Chẳng biết được bao nhiêu con, thề luôn hôm qua nhá. Khách Hà Nội gọi em cháy máy. Chị ơi cố để cho em một cái chân váy jean. Bởi vì hôm nay mới được xem like nhà chị. Thề, dáng bút chì hay dáng A. Nó không phải là A nhá, cái con hôm qua là nó A. Còn con này kiểu ở trên bút chì xuống dưới này nó có một tí. Đây em đứng nguyên này các chị này. Đấy, được chưa mọi người, nó đẹp mà. Cái chân này đẹp xuất sắc luôn. Dáng nó hơi xuông một chút xíu đấy chị. Hơi xuông một chút xíu ra. Nó có độ co giãn, và độ co giãn là siêu vê luôn mọi người ơi. Trời ơi, hôm nay nghe em đi mỗi bác một cái thôi. Thật sự nó là hàng đắt. Thường là em ít khi lên live hàng đắt. Đầu live stream không bao giờ lên hàng đắt luôn. Nhưng mà hôm nay phải lên bởi vì nó đẹp quá mọi người. Ok chưa? Rồi, đầu live stream nhá. Như hôm qua đã nói này. Áo này nhá. Áo này hôm nay tặng các chị bao nhiêu anh? Các chị chia sẻ like mạnh mẽ lên, em thề luôn hôm nay em bán cái áo này giá 1xx. Em ơi thề sao anh bán 1xx nhở anh nhở? Anh đùa anh hay thế chứ. 1xx các chế chia sẻ càng nhiều cho em thì xx càng nhỏ được không ạ? Nay nhiều hàng mới về mà lại khổ ví rồi. Đáng bao nhiêu sao phải thu nhập mọi người. Chia sẻ like nhanh cho em Lan mọi người ơi. Các bác chia sẻ like nhanh mọi người nhá. Đầu live stream này chúng ta chia sẻ like đi. Lan tặng các bác cái vòng cổ này trước đã. Cái con này mọi người nhá. Thề luôn cái vòng này. Cái dây này và cái dây mà em đeo y chang nhau, chỉ khác nhau mỗi cái mặt. Đấy mọi người, mà cái này được bao nhiêu cái các chị? Con này đến với chị xem được mấy, được bao nhiêu dây. Thề này, mùa hè cứ làm con này cho em, thỉnh thoảng đeo. Ui, xinh không? Chân váy jean bao nhiêu? Chân váy jean rẻ lắm mọi người ơi. Đấy mọi người nhắc kiểm tra đơn hàng cho mình với. Đặt hàng 11 ngày, ngày 11 mà chưa thấy về. Ok, đợi em tí em kiểm tra. Các bác ngắm phía sau của em nhé mọi người nhá. Siêu co giãn mọi người này. Ok mọi người. Đó, chân từ váy của em siêu co giãn mọi người nhá. Được chưa? Lên giá đi. Thế này thì chết thôi. Nó đắt thật sự, nó đắt mọi người nhá. Cái chân này nó đắt thật luôn, nó đắt
nếu như cái giá nhập của nó còn đắt hơn cả cái chân hôm qua. Nhưng em thề luôn mọi người, tại vì nó hàng cao cấp và hàng chính hãng. Hôm nay em kỷ niệm với bác luôn, bởi vì em đặt cái chân váy này còn trước cả cái chân váy ngày hôm qua mà hôm nay nó mới về. Ui, xinh xỉu luôn ý. Em mặc, lúc em mặc em thấy phê luôn mọi người ơi. Chân váy đẹp tuyệt, tiếc là mình mong. Không, chân váy jean là không có mông phải mua. Bà nào mà mông to mặc chân váy jean còn thô ấy mọi người. Tại vì sao? Vì cái chân váy jean này kiểu dáng ai như này thì mông nào vừa vừa ấy là mặc nó rất là đẹp mọi người nhá. Mông lép nữa mà cũng đẹp luôn. Chân váy jean nó không dành cho người mông to đâu mọi người. Các chị em nói thật đấy, chị nào mà mông to mặc chân váy jean còn bị thô cơ. Nên là mông lép mông vừa là phải mua chân váy jean hộ em. Đầu tiên tặng vòng cổ trước anh nhá. Nào đếm cho chị xem có bao nhiêu cái vòng cổ trước là em. Em ơi cái vòng này đẹp, lấy một cái vòng mới ra đây. Đây, vòng này đẹp lắm các chị ơi. Ôi áo bao nhiêu, chân váy bao nhiêu. Em ơi chuẩn bị màu áo đi lên tặng các chị hôm nay áo này nhá. Tặng vòng ok, tặng vòng. Tặng vòng ok. Cái này các chị để cho em Lan là tặng lớn nhá. Tặng lớn lại đúng không ạ? Chơi lớn kèm số lại, tặng lớn làm gì? Chơi luôn đây, chơi luôn. Áo bao tiền? Áo em bán đầu 1. Chân váy không nói nhá. Chân các chị máy... vào like, các chị vào like cái chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em đi ạ. Các chị đã. Cố gắng chia sẻ cho em lên các trang hội nhóm nhá, để mình săn cho em áo này với giá cực kỳ bèo bọt bọt luôn ạ. Các bác nhìn hộ em cái mặt của nó này, phun đá nhá. Em trộn luôn cả bộ nhé. Tức là như này mọi người, cái dây mà bình thường chúng ta mua tiền triệu ấy, mặt nó cũng như thế này. Mà hôm nay em bán cho bác tiền trong, mặt nó cũng như thế này. Chân váy jean xòe em không có đâu chị ơi. Chân váy jean xòe ở Việt Nam chỉ có vải denim thôi. Mà cái vải đấy thì nó rất là mỏng và nhão. Mặc nói chung là chỉ được lần 1, lần 2 là nó bạc màu. Các chị cứ nghe em mua chân váy đi. Không có lộ bụng đâu các chị ơi. Em đẻ hai đứa này, bụng em vẫn to này. Nhưng mà nhìn cả tổng thể cái chân này rất đẹp luôn. Đấy ok cho mọi người đợi. Xe em này có nhá. Xe S không em? Em có đủ size luôn à? SML các chị nhá. Đủ size luôn, SML cho các chị chọn thoải mái ạ. Thôi rồi bán vòng cổ trước đây này. Chân váy mặc bao nhiêu? À lâu quá thôi sorry các bác. Thôi em, bác nào chia sẻ like nhá. Được bao nhiêu suất em? 30 cái nhá. Được 30 suất thôi mọi người. 30 suất vòng cổ này cho em Lan. Em bán tặng các chị bao tiền? Anh thích bán bao nhiêu anh bán? Thích bán bao nhiêu bán luôn. Hôm nay thích mua bao nhiêu bán luôn mọi người. Nào mọi người chia sẻ like lên cho em đi ạ. Vòng cổ này chỉ có 30 suất. Chốt được 30 bác may mắn comment nhất nhanh nhất cho em Lan mọi người nhá. Ok ạ, các chị lấy vòng cổ để lại cho em mã của vòng cổ là chơi lớn kèm số điện thoại giúp em các chị nhá. Màu này của nó không phải là màu vàng, không phải là màu bạc mà nó là ánh hồng đấy ạ. Đẹp lắm mọi người ơi. Màu vàng hồng các chị nhá, vàng hồng đấy ạ, màu vàng hồng ạ. Nhìn mẫu mặc nó mua cả quán. Bác nào mời quả ao ra vào lại giúp em phô câu view cái này. Dây này bán tặng các bác mở đầu livestream, chơi lớn kèm số điện thoại, chị nào chia sẻ lại đủ 3 lần nhân viên chốt. Tại vì thực tế là em nói thật các chị luôn, các chị nhìn view các chị biết là 30 cái không bao giờ đủ chia các chị. Cái này bây giờ có 3.000 cái em chia nó hơi khó, tại vì cái lượng khách inbox nhà em rất nhiều. Chơi lớn kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng ạ. Chơi lớn kèm số điện thoại các chị nhé. Năm này là năm 2022 đúng không? 122.000. Nhưng không gửi một cái. Tại vì sao? Bởi vì bán lỗ không gửi một cái. Phụ kiện em nói rồi, rất nhiều bác thích em Lan đeo vòng cổ và muốn mua vòng cổ Lan đeo nên Lan bán tặng các bác 122.000 một cái vòng cổ như thế này. Em sẽ mặc cả buổi ngày hôm nay, em sẽ mặc cái này nhá. Và em giữ lại một dây này, có nghĩa là các bác còn 29 suất thôi. Chơi lớn kèm số loại bác nào rồi cả 60F0, ok bác không vấn đề gì hết ạ. Chân váy bò có hai màu, xin phép khi nào view lên đầu 8 bắt đầu bán sang chân váy bò được chưa. Mã này là chơi lớn em ơi, bảo các bạn luôn nhá, gọi đúng cho chị thôi. Cứ bác nào chia sẻ like đủ 3 lần thì chốt, tại vì cái này là tặng mọi người, không có lấy tiền thật sự luôn. Các chị bỏ ra cái này chơi lớn kèm số điện thoại cho em để có được 122.000 cho một dây. Cứ bác nào dây này của em là màu vàng hồng các chị nhé, không phải là màu vàng bình thường đâu ạ. Màu vàng hồng rất là đẹp, rất là sang và quý phái luôn ạ. Trên mặt của nó full 100% đính đá luôn. Đính đá nhá, không phải hàng nhựa đâu các chị ơi, con thiên nga. Cái này rất hot được chưa? Rồi, xong, một mã nhá mọi người. Túi còn mấy cái em? Túi mỗi màu còn một cái. Túi này, tem này, đen này, nâu này cho em Lan này. Nâu này còn 3 cái nhá. Các chị để nó mã gì? Túi gì? Túi này để túi gì nhanh để còn bán xong cua chân váy khách hỏi nhiều quá. Túi 2 kèm số điện thoại cho em để có đơn ạ. Túi 2 kèm số điện thoại giúp em các chị nhé. Cái túi này nhá các chị nhá, có những khách hàng chuyển tiền trước không mua được. Của chị này đeo bé là sao? Bé hơn thì vải là sao? Chả hiểu là đang nói gì. À, cái trước em đeo là cái hạt nhỏ mọi người nhá, còn cái này là con thiên nga. Đấy các chị ạ. Set đang mặc bao nhiêu được em một tí, chân váy jean đang mặc bao nhiêu được em một tí. Ôi trời ơi, nhiều khách hỏi quá. Cho em xin phép là bán 7 cái túi này, cả 8 cái túi nhá. Con này là có 4 cái này, nâu có 4 cái. Set mẫu đang mặc đợi em một tí ti thôi. Đúng 1 phút nữa thôi bán luôn. Set mẫu đang mặc đợi đúng 1 phút nữa thôi bán luôn ạ. Các bác đừng ao ra hỏi like, em đọc giá lên luôn.
Đấy mọi người, túi này các bác lên đây là túi 2 à? Túi 2, đúng rồi ạ. Các chị lấy túi này để lại cho em mã sản phẩm của túi là túi 2 các chị nhá. Túi 2 kèm màu kèm số điện thoại để chốt đơn ạ. Bao giá cho các chị cả nước Việt Nam. Giờ này không ai có để bán hết. Thật sự mọi người luôn. Giá tặng, giá tặng câu view luôn. Phải nói luôn là giá tặng câu view đúng không ạ? Được không ạ? Túi 2 kèm số điện thoại cho em để có đơn. 288.000 một túi. 288.000 một túi các chị nhá. Ba màu, màu kem, màu đen và màu nâu. Túi 2 kèm số điện thoại để riêng có đơn nào hàng ạ. Đầy đủ lượt xe like thì mua được túi. Không xe like khỏi mua túi. Giá câu view câu like 288.000 một túi. Túi 2 kèm số điện thoại cho em để có đơn. Các chị ơi không có đâu các chị ơi. Một cái túi form công sở mà như thế này không có luôn. Đảm bảo cho em là hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Hàng loại 1 ạ. Và nói không với hàng gia công tại Việt Nam. Chị ơi em không đeo vòng vàng đâu. Tất cả đồ của em là đều là mỹ ký mọi người. Đồ em đeo đều là mỹ ký. Chỉ có mỗi cái nhẫn ở trên người em thì nó là vàng thôi. Và cái vòng tay, đâu rồi lấy chị cái vòng tay. Chứ còn những cái vòng cổ em không đeo vàng đâu mọi người. Em đeo nó là mỹ ký. Đấy mọi người, giờ ai còn đeo vàng nữa. Vàng nó già lắm, đeo mỹ ký sướng hơn. Mọi người đây hôm nay thiếu cái này quên mất bỏ ra mà chưa đeo. Đeo vào cho các bác cho đầy đủ. Các bác lại bảo ôi chứ không phải có like hôm qua thì không đầy đủ phụ kiện. Lên luôn các bác được chưa? Đấy mọi người nhá, túi 2 rồi. Túi 2 ok ạ, các chị chốt được chưa ạ? Giá của Vico Live 288.000 một túi các chị nhá. Ba tông màu các chị chọn màu thoải mái cho em, màu trắng, màu nâu và màu đen ạ. Ok ạ, các chị chia sẻ like và săn qua set đồ này cho em các chị nhá. Áo lông có luôn, em ơi lấy áo lông các chị. Có luôn nhưng mà áo lông sẽ sau set này nhá. Cái set này đầu tiên lên bàn áo, à khách hỏi chân máy nhiều quá. Xong bị bàn áo nhá, tại vì sao? Vì chân máy giá hơi cao bàn áo. Xin phép tiếp tục lại câu view áo ạ. Áo này lên mã bao tiền? A1 kèm số điện thoại cho em để có đơn. A1 kèm số điện thoại lấy áo để lại cho em mã sản phẩm của áo là A1 kèm số điện thoại cho em các chị nhé. A1 kèm số điện thoại, 3 màu. Các bác cứ nghe em, nó là màu xanh. Form này của em Lan là dạng form vừa nhá. Tức là khi chúng ta mặc nó vẫn hết rốn cho em Lan. Và áo này các chị có thể sơ vin được. Yên tâm sơ vin đưa tay thoải mái, không bị bong áo các chị nhé. Tại vì tay em đang đưa đây không bong áo cho em Lan. Không bị co áo lên mọi người nhá. Có màu trắng, màu đen và màu này cho em Lan là màu xanh cổ vịt. Áo này có 4 form size S, M, L, L, không phải xem giá hệ thống. Hệ thống đang để là 255.000 một áo. Hôm nay em bán tặng tất cả những chị nào xem livestream ở đây chỉ cần cho em Lan 3 nút chia sẻ like. Các bác có thể mặc con áo này với bất kể một cái chân váy suông, chân váy xòe, chân váy bút chì ạ, quần jean ạ, quần loe, quần suông cho em Lan đều hợp hết luôn. Ok mọi người, kỷ niệm các bác luôn 100. Bán bao tiền đấy? em hơi rác không biết lên bao tiền được các bác được. Ok ạ. A1 kèm số điện thoại. Chốt nhanh cho em phá giá luôn em áo này để câu view cô like cho các chị nhá. 165.000 một áo. Ôi giời ơi. 165.000 một áo ạ. Các chị săn áo này để lại cho em mã sản phẩm của áo là A1 kèm số điện thoại. Giá câu view câu like chỉ nhận tại livestream cho các chị chốt nhá. 165.000 một áo A1 kèm áo số điện này, thoại để có đơn ạ. Áo này có size 65 cân và form áo này rất rất đẹp. Nó đẹp từ cái cổ cho đến cái tay, cho đến cái thân cho em Lan. Ok cho mọi người. A1 kèm số điện thoại cho em Lan. Và A1 này chỉ quét lượt xe ra. Cứ ai có lượt xe thì chốt. Chân váy ok được chưa? Lên đơn A1 nhanh. Em vào chân váy. Chân váy này là hàng Quảng Châu cao cấp, không phải hàng Việt Nam. A1 kèm số điện thoại 3 tông màu. Các chị chọn màu, chọn size thoải mái cho em ạ. Màu trắng, màu đen. Và em có một tông màu nữa là tông màu xanh với 3 size thiết kế F, M và L ạ. A1 kèm số điện thoại. Giá Covid Colai của em đầu like là 165.000 cho một áo ạ. Em thấy có chị đang hỏi em là L62 có mặc được không? Nhớ nhá, eo Lan là 61 và đây là chân váy jean hàng Việt Nam. Lưng siêu cao, phía sau còn rất thoải mái. Mặc L61, 62, 65, 66 đều mặc được chân váy này sẽ cho em Lan. A1 chất gì? A1 là một cái dòng chất vải sơ mi không bao giờ nhăn. Nó yeah, là em sẽ mô tả với chất vải cho các chị dễ hiểu nhất nha. Nó là vải lụa này, vải tằm này và vải đũi. Nó pha vào nhau nó sẽ ra được một chất vải này. Nó không nhăn. Nó có ưu điểm của lụa là không nhăn. Và nó có ưu điểm của vải đũi là mặc lên mùa hè rất là mát, rất là thoáng và dễ chịu ạ. Mẫu cao bao nhiêu? Em cao 1m58 mà em nặng có 42 cân. Và mẫu này của em Lan hiện tại có 4 size S, M, L, L. Các bác nhìn hộ em cả một cái đây này. Bác nào muốn trẻ, muốn khỏe, muốn năng động và đặc biệt mùa hè, muốn có một cái chân váy jean để đi du lịch khắp cả đất nước Việt Nam. Chân váy mã gì? Các chị săn chân váy để lại cho em mã sổ của chân váy là CV15 kèm số điện thoại cho em để chốt đơn ạ. CV15 mã sổ của chân váy này các chị nhé. Mà tiền. Chân váy này nha mọi người nhá, em nhập vào eo chắc mãi trưởng luôn. Em đặt hàng từ mùng 10, có hai màu là màu đen và màu xanh cho em Lan. Ok chưa? Dáng này của em Lan không phải dáng A. Nếu như dáng hôm qua nó A thì độ ở dưới nó to ra nó A, còn cái con này là hơi A nhẹ và có độ ôm ở trên. Ok chưa? Em có 3 size SML, em nhận là đến 60 cân chứ các chị mặc thoải mái luôn. Eo này nhá, 64, 65 vẫn vào S cho em Lan được vì phía sau còn rất thoải mái.
Chân váy này các chị lên đơn là CV15 kèm số thoại giúp em. Ai muốn là người may mắn mua được comment nhanh. Tại sao? Vì hôm qua rất nhiều khách Hà Nội không hề mua được chân váy này. Vì sao? Vì em hết hàng. Mà 3 ngày sau nó mới về tiếp thì em không dám nhận của bất kỳ ai. Bởi vì nợ đơn ý thì nhân viên nó lại phải đợi đơn của các chị rất là lâu luôn. Nên là hôm nay em chốt nhanh mọi người nhá. Đấy. Các chị lấy áo để lại cho em mã sản phẩm của áo là A1 kèm số điện thoại để có đơn. Chân váy comment cho em mã sản phẩm của chân váy là CV15 kèm số điện thoại là mình có đơn hàng rồi ạ. Về nhà nhá, các chị bóc ra kiểm tra hộ em la. Đấy, cái đầu tiên nhá, chúng ta bóc ra kiểm tra. Đầu tiên này các chị cầm hộ em la lên cái chất này. Các chị nhá, các chị nhìn hộ em cái độ co giãn này các chị ơi, nó có phải là chun không mọi người? Vải này Việt Nam có không? Không, thật sự. Và em cam kết luôn chân váy này nếu như các chị gặp ở ngoài trường không mua 520.000 em không đi buôn. Thật sự mọi người, lấy áo lên đơn là A1, lấy chân váy lên đơn là CV15 giúp em. Chị cứ đi vào đi, chị đi trước em thôi, xong rồi chị. Ok nha mọi người, áo có 4 size nhận đến 64 cân, chân váy nhận dưới 60 cân. Riêng cái này em không đặt được size L, em bán tặng các bác luôn. Ngày hôm qua tất cả các bác mua chân váy 3 size SML cho chân váy CV15 ạ. 3 size SML dưới 60 cân, các chị vừa thoải mái cho em ạ. Thôi được rồi nhá, em tặng các chị này, giá hôm nay này. Em sợ đấy, em sợ là lỗ quá luôn đấy. Giá sốc câu view đầu like cho các chị luôn ạ. Em dành ra bao nhiêu suất nhỉ? 100 suất được không ạ? 100 chị nhá. Được không ạ? Chơi lớn luôn, hôm nay view các chị đang cao. Tặng các chị 100 chị đầu tiên nhanh tay đặt hàng nhất mã sản phẩm chân váy CV15 cho em ạ. 300. Đấy. Giá không quan trọng, mong là chốt được. Thật sự đúng chị Phương nói tâm lý của em luôn. Em bán tặng các chị 379.000 số lồng phát được chưa? Em thề luôn là em nhập con này đắt hơn. Tính ra tiền đấy mọi người, đắt hơn con kia 7.000 nhưng thôi bỏ luôn. Tặng các bác lại đúng 100 suất thôi. 100 suất là lỗ bao tiền anh? 7.000 một cái. 379k cho một chân váy này. Các chị lấy chân váy comment cho em mã sản phẩm chân váy là CV15 kèm số điện thoại để có đơn hàng ạ. Với thiết kế 3 size SML cho 2 tông màu. Em có màu đen kia là màu đen khói. Và một màu nữa là màu xanh của sẻ quần jean trái, đấy. Màu xanh của trái. Vải jean các chị nhé. Rất là đẹp, rất là cao các bạn này này. Các bác khi mà mình bước ấy mới phát hiện ra phần sẻ nhá. Chứ còn nếu như các chị đứng bình thường không sẻ. Và mọi người đừng ao ra khỏi like của em. Em còn một mã chân váy hàng cao cấp, chân ôm cho các chị luôn, em lên luôn bây giờ. Mọi người ơi, không phải em bán đắt đâu, em nói thật lòng đấy ạ. Mà cái chân váy này nếu như các chị gặp ngoài trường không bán 490, không bán 520 em khỏi đi buôn luôn. Bởi vì cái chân váy này bỏ tiền ra các chị nhập vào nó rất là cao. Mà đợt này hàng thiết kế của em không kịp nên em bị. Chị Lan cao bao nhiêu? Lan đang mặc cao 1m58 và 42 cân. Đang mặc xe S đấy ạ, đang mặc xe S các chị nhá. Em bật mí này. Áo nút thật hay nút giả vậy? Toàn bộ là nút thật 100% luôn ạ. Các bác ơi em bật mí này. Cái con áo này ấy, và cái chân váy này ấy, các chị mua về không phải là không phải là phải mặc với nhau đâu các chị nhá. Đây này, áo nút thật mọi người ạ. Con áo này nó đẹp từ cái cổ cho đến phần tay chúng ta không bàn đến, nhưng riêng con chân váy này để mà ngày hôm nay mọi người mua được nó là sự may mắn của mọi người. Chứ còn em nói thật luôn, giá không quan trọng đâu mọi người ơi. Chị gái bông lúa cho em là xin số điện thoại. Các chị lấy áo comment cho em mã sản phẩm của áo là A1 kèm số điện thoại cho em, giá có view đầu like 165k cho một áo 3 size SML ạ. Và giá sản phẩm của chân váy này là CV15 kèm số điện thoại cho em để có đơn. 379k cho một chân váy á, 3 size SML các chị chọn thoải mái cho em các chị nhé. Các chị ơi, cái chân váy này á, 1m50 cũng mặc được. Mà bác nào muốn trẻ nữa thì đi cái gì cho em ạ? Đi hộ em Lan một đôi giày thể thao. Mọi người nhá, đi cho em Lan một đôi đồ đế màu trắng ạ. Các chị không trẻ ra 5 tuổi, 3 đến 5 tuổi em không lấy tiền các chị luôn. Thật sự luôn, và phía sau rất là đẹp luôn mọi người nhá. Chiều dài bao nhiêu em? 81 các bác ơi, chiều dài 81, chiều dài cực kỳ đẹp luôn. Các bác ơi đừng comment cả set hộ em mọi người nhá. Đấy, chị kết là kết cái sẻ nó mới tôn dáng. Đúng rồi chị ơi, chị đúng chuẩn ý em luôn. Tại vì sao ạ? Đừng nghĩ chúng ta mặc đi làm, chúng ta cứ mặc đi chơi đi thì nó có làm sao đúng không? Đó, vì chúng ta có nguyên một mùa hè để chúng ta đi biển cơ mà mọi người. Đấy, mặc rất trẻ luôn mọi người nhá, cái tà ứng này. Ứng dụng thoải mái cho em đi ạ. Mọi người có thể mặc em chân váy này đi chưa? Làm cũng ok, không lo lộ hở đâu ạ. Mà đi chơi thì lại càng sang, càng đẹp, càng ăn chơi luôn ạ. Mã sản phẩm chân váy, các chị lấy chân váy này comment cho em mã của chân váy là CV15 kèm số điện thoại cho em để có đơn ạ. Luôn đấy. Ôi trời ơi, lúc em mặc lên ấy, em và nhân viên em vừa áo size L mà. mình lấy áo đang mặc này để lại cho em mã sản phẩm của áo là A1 giúp em các chị nhé. Mã áo và chân váy em có ghim giá ở trên livestream rồi đấy ạ. Áo là A1 kèm số điện thoại 165k cho một áo và 3 size thiết kế SM và L các chị nhé. Dưới 60 cân các chị mặc thoải mái cho em. Thật sự luôn, đắt thật đấy, bỏ ra đắt thật đấy, chuyển sang mấy chục triệu. Cả cái hai cái lô này em chuyển ra là gần 200 triệu tiền chân váy. Em đặt nhiều mọi người, em không đặt ít đâu, nhưng mà có nghĩa là ngay bây giờ ở nhà mà có mấy trăm cái cũng có. Thật, không đứa nào dám nói rằng em có mấy trăm cái chân váy này đâu. 3
300 bao nhiêu anh? 379.000 một chân váy ạ, 379.000 một chân váy. Ba size S, M và L các chị nhá. Chị đang sờ mi sơ mi, mua sơ mi bên em. Sơ mi gì chị? Có rất nhiều mã sơ mi mà bây giờ chị muốn mã gì? Mọi người ngắm được màu trắng à, màu xanh thì em sang màu trắng nhá. Em à em sang màu đen nhá. Đen mặc với xanh được không? Thôi đen cứ mặc với trắng đi. Chị ngắm mãi không chán lắm rồi, đẹp nhở. Thật sự đẹp thật sự luôn đi. Trời ơi, phải gọi là một set đồ mix lên nó trẻ trung, nó thật sự là rất là trẻ luôn đấy ạ. Các chị mặc cái set đồ này lên đảm bảo cho em là nó trẻ ra vài tuổi cho em luôn đấy ạ. Em thề các chị nhìn hộ em cái form chân váy này, chỉ cần nhìn ở bên ngoài thôi, xứng đáng với các chị mua về chưa? Một set đồ lên rất là trẻ trung và năng động. Áo thì lại ba màu cực kỳ đỉnh luôn ạ. Áo A1 này của em có ba tông màu, màu trắng, tông màu xanh nữa, và em có một màu nữa là tông màu đen. Mix đồ thoải mái cho em các chị nhé. Lấy áo, các chị lấy áo cứ để lại cho em mã sơ mồng của áo là A1 kèm số điện thoại cho em để có đơn. 165.000 cho một áo ạ. Lấy chân váy lên đơn cho em mã sơ mồng của chân váy là CV15 kèm số điện thoại cho em để chốt đơn. 379k cho một chân váy ạ. Vòng đeo cổ dạ ok ạ, mình cứ để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng rồi ạ. Set dài 81 thì 1m52 mặc đến cổ chân mất. À không ạ, cái dòng này của em là cạp cao các chị nhá, cạp cao mình ướm cho em lên trên trên rốn, ướm lên trên rốn ạ. Mình mặc vẫn đẹp cho em chị nhá. Cho em một trắng một đen nghe, mình để lại cho em mã sản phẩm đi ạ. Mình lấy áo này comment cho em áo là A1 giúp em các chị nhá, để các bạn nhân viên chốt đơn chuẩn cho mình ạ. A1 kèm số điện thoại cho em để có đơn. Màu trắng, màu đen và em có một tông màu nữa là tông màu xanh ạ. 3 tông màu với 3 size để các chị lựa chọn. Ôi, màu đen này dã man nhá. Chuẩn bị ra màu đen. Em ơi, chuẩn bị váy nữa luôn, để chuẩn bị lên váy luôn. Đấy mọi người nhá. Ok mọi người, đợi em một tí ạ. Em sẽ đan váy cho mọi người luôn nhá. Còn áo sơ mi nó cũng nhiều hàng lắm mọi người ơi. Lại còn có cả túi mới nữa chỗ này lên. Trời, cái màu đen của nó này. Màu đen thì nó sẽ nổi được cái biển chữ ở đây nha mọi người nhá. Đây là cái hàng địa chỉ shop. Địa chỉ shop em ở 63 Trần Đăng Ninh Cầu Giấy, Hà eo Nội ạ. 63 Trần Đăng Ninh Cầu Giấy ạ. Ôi, eo nhỏ vãi trưởng luôn đi. Đen mà cọn vãi trưởng luôn mọi người ơi. Lưng của nó là lưng cao, các bạn nhé. Các bạn nhìn hộ em này, lưng siêu cao luôn mọi người nhá. Ok nha mọi người. Chân váy jean đây ạ, mình lấy chân váy jean cứ để lại cho em mã sơ mồng của chân váy jean là CV15 kèm cho em số điện thoại là mình có đơn hàng rồi ạ. 379k một chân váy với thiết kế 3 size SML cho 2 tông màu, màu xanh và tông màu đen các chị nhá. Đen này của em không phải đen tuyền đâu ạ. Không phải đen tuyền, màu của nó là màu đen khói nên rất là sang trọng và trẻ trung luôn ạ. Trời ơi, cái áo này ấy, không cần không, các bác mua về kiểu mùa hè mình không cần phải cạnh kín cổ đâu. Cứ làm này cho em là eo thề luôn đấy, khách hàng vào inbox khách nào cũng em ơi A1 ba màu. Cái áo này mặc với quần short đẹp nhá. A1, A1 của em là hôm nay bán chỉ để phục vụ cho các chị là câu view và câu like thôi ạ. 165.000 một áo các chị nhá, chỉ nhận duy nhất tại livestream thôi ạ. A1 kèm số điện thoại cho em để có đơn. 165.000 một áo với 3 size và 3 tông màu cho các chị lựa chọn. Màu chị đen, gái, màu xanh và tông màu trắng ạ. Chị gái Nguyễn cho em livestream số điện thoại này. Bác Phương Đặng cho em livestream số điện thoại này. Mọi người ơi, có mã có số điện thoại giúp em. Tuyển OMC chất đấy á. Trời ơi, MC này lương cao lắm các chị ơi. MC lương cao khủng khiếp luôn. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Em cảm ơn các chị yêu rất nhiều. Các chị cũng khen em đi ạ. Cuối tháng em đòi tăng lương các chị nha. Thôi các bạn ít khen, các bạn ít khen. Áo bao nhiêu? Áo bao nhiêu? Áo này của em là A1 chị nhá. A1 165.000 giá câu view câu là chỉ nhận ơi, tại live stream thôi ạ. Em nói thật nhá, những ai đang lăn tăn áo A1 đừng nghĩ rằng nó rẻ mà sợ mua nhá. Tí nữa em sẽ vò con áo cho các bác biết luôn. Chân váy này không có giãn thể cũng đi được luôn. Chân váy nó là siêu co giãn bác ơi. Em cho các bác xem cái độ co giãn của nó này. Tập trung nhá, mọi người tập trung giúp em. Phải gọi set đồ này là siêu phẩm cho mùa hè năm nay đấy ạ. Siêu phẩm cho mùa hè năm 2022 các chị nhá. Các chị nhìn này, độ co giãn này. Được chưa, các chị mặc set đồ này đi chơi cho em cũng đẹp này, đi làm cho em cũng sang này. Ôi dồi ôi, và các chị đồng nghiệp nhìn vào các chị mặc set đồ này thì chỉ có ao ước thôi ạ. Chắc ước chắn 100% luôn thôi ạ. Sao mà là đẹp em sẽ thế phải không ạ? Em sẽ giữ lại cái chân váy này để em mặc đi làm như bình thường. Tại sao? Bởi vì thay vì mặc quần short nhiều, chân váy có màu trắng không? Chân váy này em phục vụ cho hai tông màu là màu đen khói và một tông màu nữa là tông màu xanh của jean đấy ạ. Tông màu xanh đây ạ. Đó, các chị ngắm cho em màu xanh này. Khủng khiếp luôn mọi người ơi. Em đứng đây mà em còn thấy choáng. Chân váy jean này lên đâu là gì ạ? Đi tiệc lại càng cưng nữa nè. Dạ đúng rồi ạ, chuẩn, đúng chuẩn luôn rồi ạ. Trẻ dã man. Các bác ơi, mã kèm số điện thoại cho em Lan lấy áo là A1. Lưu ý nhá, em qua váy bây giờ đây. Áo là A1 và chân váy là CV15 giúp em. Có
mã, có số mà em nhận đơn và bây giờ em sẽ lên áo lông. Áo đang mặc có màu khác không chị? Có dạ có luôn ạ. À. A1 của em có 3 tông màu để các chị lựa chọn nhé. Em có màu trắng Lan đang mặc này, và em có một tông màu nữa là tông màu xanh này, rất rất là trẻ trung và năng động luôn. Tông màu đen nữa, tông màu đen đây ạ. Rất là 3 tông màu này đều rất là dễ để cho các chị mix đồ, mix với chân váy các chị nhé. Mã sản phẩm các chị lấy áo comment giúp em là A1 kèm số điện thoại để có đơn 165.000 một áo. Giá em câu view câu like chỉ nhận duy nhất tại livestream ngày hôm nay thôi ạ. A1 kèm size kèm số điện thoại giúp em để có đơn 3 size FM và L ạ. Rất nhiều bác mua số điện thoại, các bác nhìn hộ em này, nhìn cái độ co giãn nó này. Nhìn thấy không? Nhìn độ co giãn không? Rất thật đấy, em người thật việc thật, em làm cho bác xem luôn. Đấy, nó độ co giãn nó này, trời ơi các chị ơi. Mà nó không bao giờ bay luôn các chị nhá. Các chị cho vào máy giặt quay con này thoải mái cho em Lan, và đặc biệt màu đen không bao giờ bạc màu. Áo A1 kèm số loại và chân váy CV15 kèm số loại giúp em. Mà thật sự nó xẻ bên trái rất hay luôn, vì chân em bên phải ngã xe bên này sẹo đầy chi chít, thì bên này lộ ra không có sẹo luôn mọi người. Rất hay luôn các bác ạ. Nên là hôm nay các bác tranh thủ chưa nhận được hàng lâu quá. Dạ chị Thanh Hà, inbox vào giúp em để các bạn kiểm tra đơn hàng cho mình ạ. Các chị lấy áo comment giúp em là A1 kèm số điện thoại để mình có đơn hàng. Lấy chân váy comment cho em mã sản phẩm của chân váy là CV15 để mình chốt đơn các chị nhé. 379.000 cho một chân váy này, và áo là 165.000 cho một áo. Set đồ này em phục vụ size dưới 60 cân các chị mặc đẹp ạ. Size S, size M và size L các chị nhé. Check inbox ok bác luôn, được chưa? Qua mã nhá, sang váy nhá mọi người nhá. Tại vì sao? Bởi vì em nói thật luôn là con này em có đặt hàng về nhiều lắm, nhưng mà sợ nó không có đủ để trả một hôm ấy mọi người. CV12, CV12 em vẫn còn đấy ạ. Mình lấy CV12 cứ để lại cho em mã kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng rồi ạ. CV12 thì nó là dáng A ấy mọi người. Đây này các chị nhìn thấy không? Nó là dáng A nhá, nó to hơn cái dáng em đang mặc. Đó mọi người ạ. Cái con này nó kiểu hơi chân váy mẫu mặc bao nhiêu kg vừa ạ? Chân váy mẫu mặc em nhận dưới 60 cân các chị mặc đẹp ạ. Ba size của chân váy là S, M và size L các chị nhá. 379.000 một chân váy, mã sản phẩm chân váy là CV15 kèm số điện thoại giúp em để hệ thống được lên chưa? Đơn cho mình ạ. Bác nào không thích xẻ trước nhá thì mình lấy sang cái này hộ em. Cái mã này của em Lan là xẻ gì ạ? Cái mã dạ, này của em Lan anh là hay sau. Giống như MC dạ, em là đang là MC đấy ạ. Mã này của em Lan là xẻ sau mọi người nhá, thì mã này có xanh này, có đen này mọi người này. Thì mã này là em vẫn có hàng. Đó mọi người ạ. Thì những bác nào mà chưa đặt được mã này thì mình tranh thủ đặt cho em Lan. Mã hai cúc này của em Lan là CV12 nhá. Còn mã này của em Lan là CV15. Các chị mà ngại về vấn đề xẻ đúng trước rồi. Này đi làm sợ hay là đi dạy mình sợ hở này, ừ, thì rồi. Mình lấy qua cho em dáng xẻ sau nhá, nó sẽ kín đáo hơn một chút xíu đấy ạ. Đúng rồi, nó lịch sự hơn mọi người. Mã sản phẩm của em chân váy xẻ sau này là CV12 ạ. CV12 các chị nhận giá vẫn ưu đãi cho các chị 379.000 một chân váy á. Có cần em mặc qua cái con này không? Thì em mặc qua cho mọi người. 55 cân, bác cao trên 1m6 mặc size M, dưới 1m6 mặc size L. 55 cân mình lấy cho em size L đi ạ. Mình lấy cho em size L là chuẩn đẹp chị nhá. Chị Vũ Mai Hồng đặt hàng áo A1 cho em xin thêm số điện thoại để hệ thống vào đơn ạ. Em cảm ơn. L70 mình lấy cho em size M chị nhá. Cái này nó có sẵn mà. Nay chị nhận được váy và áo giúp em. Lần đầu tiên mà ưng lắm luôn, em cảm ơn chị Linh Hương ạ. Có cần em mặc con xẻ sau đấy không thì em mặc luôn cho. Tại vì có rất nhiều bác ấy là không muốn mặc xẻ đùi. Do là xẻ đùi không đi dậy được thì chúng ta sẽ trải nghiệm xẻ sau nhá. Nhưng mà trải nghiệm xẻ sau thì chỉ mặc đúng duy nhất một màu xanh thôi, không mặc màu đen nhá. Để tại vì sao? Bởi vì em có rất nhiều món phải lên. Cố gắng ok ạ, à, ok ạ, à, em sẽ qua like. Mặc luôn mẫu xẻ sau này để cho các chị ngắm dáng nhá. Ngắm dáng cho chuẩn các chị nhá. 4749 chỉ mặc S thôi. Sơ mi đang mặc bao nhiêu anh ơi, đọc lại giá và màu cho em đi. Em mặc qua nhá. Đầm hoa đi em. Đầm hoa chưa lên được. Các chị lấy áo đang mặc comment cho em mã sản phẩm của áo là A1 giúp em các chị nhé. A1 giá câu view câu like cho em là 165.000 cho một áo. Đây ạ, các chị ngắm lại áo cho em nhé. Màu xanh, màu đen và em có tông màu của Lan đang mặc là tông màu trắng. Với thiết kế 3 size S, M và size L dưới 60 cân các chị diện cho em ạ. Mã sản phẩm của áo này là A1 165.000 một áo ạ. Chân váy đúng rồi ạ, mình lấy chân váy jean cứ để lại cho em mã sản phẩm của chân váy jean xẻ trước là CV15 kèm số điện thoại là có đơn hàng rồi ạ. Như này nha mọi người nha, em giải thích như này này. Bác nào mà kiểu đi chơi ấy, mình tách biệt giữa việc đi chơi và đi làm, thì đi chơi thì lấy cái CV15, còn đi làm thì lấy CV12. CV12 thì nó có một cái điểm cộng như này, các chị biết là gì không ạ? Đó là nó có phần xẻ sau. Và thêm một cái nữa ạ, bản cạp của nó là bản cạp hai cúc. Nên khi chúng ta mặc ấy, bác nào mà có bụng ấy thì mặc rất hay. Đấy, mọi người thấy chưa? Cũng là em thôi. Và nhớ nhá, riêng chân váy jean mông lét mặc đẹp. Mẫu cao bao nhiêu đó shop? Mẫu cao 1m58 đang mặc cho cái chị ngắm dáng đấy ạ. 1m58 các chị nhá. Chân váy xẻ sau này của em, mã sản phẩm chân váy xẻ sau là CV12 cho em ạ. CV12
379k và em cũng có hai tông màu như là CV15 vừa rồi ạ. Màu đen này và tông màu xanh nữa. Hai tông màu lên rất là trẻ trung và mặc lên cực kỳ sang các chị nhá. Đại khái như ấy, bác nào ở Hà Nội ấy mà hôm qua gọi em cháy máy. Chị Thúy Hoàng, Hoàng ơi, mình đặt hàng mà. Comment giúp em thêm số điện thoại nữa để hệ thống lên đơn cho mình ạ. Được chưa? Kiểu như nó vừa trẻ, vừa khỏe, vừa năng động. Còn cái chất này nhá, em nói ra đây, em cam kết rồi đấy ạ. Bác nào mua chất này về nhà nóng mặc khó chịu không co giãn, em tặng thêm các bác một cái nữa về nhà trải nghiệm, được chưa? Đây em đứng xa đây mọi người ơi, hôm nay cái máy của em nó đang bị lệch, anh check cái máy, quay cả cái đèn sang bên này cho em, quay cả cái đèn luôn anh. Đấy, đúng rồi chuẩn luôn, được chưa? Đấy mọi người nhá, thoải mái với bác luôn, và nhớ này, phía sau có sẻ mọi người nhá. Đấy, chân váy bao nhiêu vậy em? Mình lấy chân váy này, comment cho em mã sản phẩm của chân váy sẻ sau này là CV12 giúp em các chị nhá. CV12 379k cho một chân váy á. Thiết kế của em chân váy này hoàn toàn là cạp cao hai cúc, lên rất là sang chảnh, rất là đẹp. Và đặc biệt cái cặp cao là vì sao ạ? Để nó giấu bụng cho các chị một cách tốt hơn ạ. Thật sự luôn đấy, chỉ có tàu mới làm ra được thôi, chứ còn đồ Việt Nam ấy, toàn là cặp trễ thôi mọi người. Không váy bò có được size không em? Dạ, chân váy này của em có 3 size thiết kế đầy đủ FM và size L ạ. FML em nhận an toàn cho các chị dưới 60 cân, các chị mặc đẹp các chị nhá. Mã sơ bồng của chân váy này là CV12 kèm số điện thoại giúp em để có đơn hàng ạ. Đầm vàng này đúng không chị? Đầm vàng này á, tí đợi em tí thì em mặc cho. Đấy, đầm vàng này mới về hàng xong. Áo màu trắng bao nhiêu? Áo màu trắng trắng nhá. Mọi người, áo trắng này của em Lan là 165 nghìn một áo. Túi sách em có bán nha mọi người, túi này có bán, túi này em vừa mới về xong. Dạ ok ạ, à, mọi người đặt hàng cứ để lại cho em mã sản phẩm là kèm ôi, thêm số điện thoại nữa là hệ thống vào đơn cho các chị rồi ạ. À. Em thấy tự nhiên em trẻ quá, em cảm ơn chị Hoàng Diệu ạ. Em thấy tự nhiên em trẻ là mấy tuổi mọi người? Xinh L70, không? L70. L70 mình lấy cho em size M là đẹp rồi ạ. Đấy mọi người nhá, các bạn cảm ơn chưa ạ? À? Mọi người ơi, cái này là hàng tàu, mọi người hàng Quảng Châu đấy. Chứ còn chân váy jean hàng Việt Nam thì làm chị cao 1m65 và 62 cân vừa không? 62 cân khả năng mình vẫn vừa được chân váy này size L chị nhá. Chân váy này nhưng mà eo mình dưới 74 thì mình lấy cho em size L ạ. Chân váy có đen và có màu xanh của em. Chân váy có xanh và có đen, còn áo của Lan thì có 3 màu mọi người nhá. Ô thôi. Lấy chân váy này comment cho em mã của chân váy là CV12 các chị nhá. CV12 em dành thêm cho các chị 10 giây nữa em sẽ qua mã luôn đây ạ. Em qua mã luôn các chị nhá. Mình lấy áo comment cho em mã sở hữu của áo là A1 giúp em ạ. Lấy chân váy sẻ sau này comment cho em là CV12 kèm số điện thoại để có đơn. Chân váy 379.000, áo là 165k cho một áo ạ. Áo và chân váy em có đủ 3 size SML cho các chị mặc đẹp các chị nhá. 3 size SML nhận an toàn cho các chị dưới 60 cân các chị mặc đẹp ạ. Các bác ơi, nếu như không đẹp chắc em thật cho tiền em không dám lượn đâu. Nhưng mà nó đẹp thật sự luôn ý ạ. Đẹp không phải ở đây là do em mặc đẹp mọi người nhá. Các chị phải biết CV rằng là... 12 giờ ok ạ. Các chị đặt hàng cứ để lại giúp em mã sản phẩm kèm thêm cho em số điện thoại nữa để hệ thống vào đơn size cho mình. Size L bao nhiêu á chị? Ở đây có con size L không? Đâu chị đi. Size L nó co giãn nhá mọi người, nó co giãn nhá. Này các chị nhìn này, em mặc S nhá, co giãn này, các chị thấy không? Mặc co giãn như này ở dưới hông nó có co giãn không? Có ạ, co giãn xuống luôn, vải nó co giãn các chị ơi. Các chị jean này của em yên tâm là em sẽ chọn cho các chị chất jean cao cấp nhất trên thị trường luôn ạ. Đảm bảo có độ co giãn thoải mái để các chị mặc làm sao phải thoải mái nhất có thể các chị nhá. Các chị ơi, các chị cứ đợi đi ạ. 1-2 hôm nữa thôi là những cái shop mà nó bán đồ hàng xách tay, hàng kiểu cứ gọi là hàng cao cấp Quảng Châu ấy, nó sẽ bán chân váy này cho các chị và em cam kết luôn không bao giờ có giá đầu ba. Mèo nhất là 490.000 cho đến 500.000. Sẽ eo bao nhiêu ạ? Sẽ em nhận thưa các chị eo dưới 66 ạ, dưới 66 các chị mặc S cho em nhé. Còn trên eo trên 66 thì mình lấy lên size M cho em cho thoải mái ạ. Nhớ nhá là em không hề kẹp nhá, nó vẫn bám vào lưng em. Đặt hàng cả tuần rồi chưa thấy gì chị Rainbow nhắn tin vào tin nhắn giúp em để các bạn kiểm tra đơn hàng ạ. Chân váy bao nhiêu? Chân váy này mình để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV12 kèm số điện thoại. 379.000 cho một chân váy ạ. Tận 76, size L lên tận 76 luôn. Tại vì sao? Vì đây là đo chưa giãn các chị nhá này. Em cho các chị xem này. Và hàng cao cấp không bao giờ lệch size luôn. Này, các chị nhìn nhá, em đóng cúc à, cái này em chưa đóng cúc. Giãn sướng luôn các chị ơi. Này mới có nửa cạp mà nó giãn như này các chị này. Đấy, khi mà chúng ta mặc vào nó có độ mềm của người ấy ạ. Đó mọi người nhá. Size L ạ. Ba mấy rồi? Yên tâm cho em là bình thường các chị hay mặc size gì mình cứ order chuẩn lúc size đấy cho em các chị nhá. Cứ order chuẩn size cho em rất là dễ mặc luôn. Chân váy có độ co giãn thoải mái cho em ạ. Chị Song Hà ơi, chị làm cả hai mẫu cho em đi, cả CV12 và cả CV15. Nói thật sự các bác, đúng con này các bác mua ở shop mà không 550 em không đi buôn luôn. Này, bác nào lấy sẻ đùi à, sẻ đùi nhá thì lấy CV15, bác nào lấy sẻ sau lấy CV12. Cả hai dáng này lấy mỗi loại một cái không có vấn đề gì hết ạ. Khi nào đi chơi thích sexy thì mặc cái con sẻ trước. Khi nào mà cần thì gáo mặc con sẻ sau cho em Lan. Đó, không kẹp nhá. Phía sau co giãn rất sướng ạ. Mọi người nhìn giúp em này. Đấy, okay, chị 60 cân mặc size bao nhiêu? 60 cân mình lấy cho em size L là ok rồi ạ. Size L chuẩn đẹp chị nhá.
chưa? Con mã có đen bác ơi. Áo có 3 màu, màu trắng, màu xanh và màu đen. Em mặc cái áo basic nhất ở nhà em rồi. Em không mặc cái áo lộn lộn đâu mọi người. Trời ơi, các chị nhìn nó basic thế thôi nhưng mà làm sao ạ? Rất là ăn tiền cho em các chị nhá, cực kỳ ăn tiền luôn đấy ạ. Quá sang chảnh. Sang này, basic này hay là lịch sự này đều hội tụ ở trong em áo này luôn, cực kỳ dễ mặc mà nó đa phong cách cho em đúng không ạ? Các chị có thể mặc cho em với rất là nhiều ứng dụng này. Mình có thể mặc cho em đi làm này, đảm bảo cho em là kín đáo lịch sự này, và đi chơi cho em cũng rất là đẹp luôn ạ. Mã sản phẩm của em áo này là A1, giúp em A1. Giá câu view 165k cho một áo ạ. A1 165.000 một áo, thiết kế đầy đủ 3 size F, M và size L cho em các chị nhé. Các chị ơi, mặc lại CV15 không, CV15 không mặc lại đâu. Các chị ạ, tí nữa chị tua lại like giúp em. Tại vì thôi em không có hàng đâu. Ui em thấy số lên dã man anh ơi. Chắc toàn quá. A1 CV12 có màu đen không em? Dạ em có màu đen luôn ạ. CV12 em có hai tông màu, là màu xanh đang mặc đây, và em có một tông màu nữa là tông màu đen đấy. Màu đen khói, không phải đen tuyền. Không phải đen tuyền đâu các chị nhá. Ok cho mọi người, cái nào cũng có hai màu mọi người ơi. Còn chân váy jean ôm không, mang lên luôn Lan. Váy có chun không? Cái này làm gì có chun chị, mà nó co giãn như chun. Hay anh kéo hộ em cái, anh kéo hộ em cái cào cái cho các chị nhìn. Đấy, thoải mái cho em chưa, thấy không ạ? Rất là thoải mái, dễ chịu luôn ạ. Mặc nó sướng mà mọi người. Áo khác đúng không? Áo khác. Thôi, được rồi, qua áo khác nha. Qua luôn cả chân váy, rút luôn cả chân váy nhá. Em rút luôn chân váy này. Ai lấy áo 62 cân thì hiện tại em không nhận nhá. 62 cân chỉ có hàng thiết kế thôi mọi người. Chứ còn hàng Quảng Châu thì nó không, em không đặt được size L mọi người. Set này em có 3 size F, M, L thôi. Em nhận an toàn cho các chị dưới 60 cân. Bình thường mình hay mặc size L thì mình order set này cho em các chị nhá. Đợi em tí nhá. Xinh quá trời ơi. Các chị lấy áo này cứ để lại cho em mã sản phẩm của em áo này là A1 giúp em ạ. A1 kèm số điện thoại để hệ thống vào đơn cho mình ạ. 165.000 một áo, 3 size và 3 màu F, M, L, 3 tông màu trắng đang mặc và tông màu xanh ạ. Em có tông màu xanh và một tông màu nữa là tông màu đen đây ạ. Chân váy jean á, thật dài như này mọi người đừng để ý. Bụng dưới to mặc chân váy jean này có được không? Mặc mà. Ok cho em chị nhá. Mình cứ tự bụng tin mặc cho em đi ạ. Bởi vì làm sao ạ? Dòng chân váy này của em là dòng chân váy cạp cao. Đó, cho nên là đảm bảo cho em là nó sẽ giấu bụng cho các chị rất là tốt ạ. Eo 80 thì không mặc được đâu. Tại vì con này em không đặt được XL, con này em chỉ đặt được ML thôi. Đấy, không có size L để cho mọi người, eo 80. Nhưng mà con này nó có em giảm. A1, mình lấy áo này cứ để lại cho em mã sản phẩm kèm thêm cho em, giúp em số điện thoại nữa để hệ thống vào đơn ạ. Và các chị nhìn nhá, rốn em ở đây nhá. Và em mặc cái chân váy này phải cách rốn được tầm 10 phân. Tại vì sao? Vì mặc như thế này nó mới trẻ mọi người. Phải được mấy phân hả anh? Phải đến 12 phân đấy. 12 phân, và nhớ nhá, về nhà mặc đúng cách rốn 12 phân cho em, kéo đúng cái chỗ nào nhỏ nhất của các chị làm như này. Còn bây giờ nhá, em để cho các chị xem này, thói quen của các chị từ trước nay, các chị mặc như này này, thể nó xấu dã man, trông như kiểu ông đàn ông ấy. Đúng không? Nhớ cái tip đấy của em nhá. Cái này là em hướng dẫn mọi người đấy. Áo trắng cặp dài cao tay, mình cứ kéo cao thoải mái lên cho em để cho nó tôn dáng ạ. Áo trắng dài tay là áo nào hả bác? Áo trắng dài tay là áo nào? Anh B24 à? B24. Áo trắng dài tay hay là áo lụa? Hay là áo này? Là áo này là lai này á? Các chị muốn áo này á hay như nào để em còn biết? Bây giờ lên áo này hay như nào? Nhanh hộ em để em còn qua mã, tại vì chân váy em hết hàng ấy. Áo thì các bác thích đặt cả nghìn nhà em vẫn nhận, như chân váy này tại vì nó hàng tàu ấy mọi người. Chân váy xẻ sau này của em là CV12 các chị nhá, CV12 đấy ạ. Còn nào? Chân váy xẻ trước xẻ đùi là CV15. Trắng nào để lên, trắng họa tiết hay trắng trơn, để con lên cho mọi người luôn để mọi người chốt nhá. Đấy, không thì là em bây giờ em sẽ qua một mã váy đi, tại vì đứng đây lâu là con này không có hàng, qua váy trước nhá. Trắng, áo trắng tinh nhá. Trắng tinh nhá thì nó có hai loại nhá. Trắng tinh thì có hai loại, một là loại này này, hai là loại đây. Thì bây giờ là mặc loại nào? Mặc loại có gân hay là mặc loại suông? Đấy. Dáng em áo rất nhiều chị không số thoại. Áo trắng cổ Đức để đi làm thì em có hai dòng áo để cho các chị chọn nhá. Một dòng áo là em có dáng trơn như thế này này. Đó. Và một dòng áo em có xếp ly như này, dáng trơn này, mình lấy dáng trơn này mình để lại cho em mã sản phẩm áo này là B24 kèm số điện thoại giúp em. Giá chốt livestream 160.000 một áo và thiết kế đến 3 size F, M và size L ạ. Còn các chị lấy dáng xếp ly này để lại cho em mã sản phẩm em áo này là B93 kèm số điện thoại cho em ạ. 3 size SML, thiết kế 3 size SML và giá chốt sale 199k cho em áo này các chị nhé. Các chị với vào like chưa đặt được chân váy, chân váy bao nhiêu ạ? Chân váy, lấy chân váy xẻ đùi này các chị nhé, chân váy xẻ đùi. Mã sản phẩm của chân váy là CV15 ạ, 300
79.000 một chân váy và thiết kế đến 3 size XML. Em nhận an toàn cho các chị dưới 60 cân thì các chị săn hàng cho em ạ. Phía sau của chân váy đây ạ, thì có thiết kế hai túi cách điệu rất là đẹp và trẻ trung các chị nhé. Trắng xếp ly, ok. Thôi rồi, mặc con này đã xong là tí sẽ mặc trắng xếp ly nhá. Ui, lại cả trắng trơn. Bây giờ phải kiếm con nào mặc lên trước đã. À, em có áo lông, em lên áo lông trước đây nhá. Giơ lại áo trắng. Áo trắng thì cái nào có gân ấy thì là CP93. Giơ lại áo trắng đây ạ, em giơ lại một lần nữa cho các chị ngắm nhé. Dáng trơn, lấy dáng trơn này, cổ đức trơn này, mình để lại cho em mã sản phẩm là B24 ạ. B24 160.000 một áo. Lấy dáng xếp ly này, xếp ly dập ngọc, cúc dập ngọc này, lên đơn cho em mã của áo là B93, kèm số điện thoại cho em ạ. 199.000 cho em áo xếp ly này các chị nhé. Xếp ly rất là đẹp, cách điệu cực kỳ trẻ trung và năng động luôn ạ. Hai áo này em đều có 3 size S, M và size L ạ. Các chị chọn màu thoải mái cho em, chọn màu, chọn size thoải mái ạ. Trời ơi, cái vòng cổ này, đấy chưa, cái vòng cổ này phải khi nào mặc với những cái đồ cổ tim như này này thì mới thấy nó đáng giá mọi người ạ. Thì mới thấy nó đáng giá mọi người nhá. Chân váy bò thì lên đơn đúng mã của em, tí nó báo nhân chân viên váy này. Bò, các chị lấy chân váy bò cứ để lại cho em mã sản phẩm của chân váy là CV12 hoặc là dáng CV15 cho em nhá. Lấy xẻ trước thì mình lấy là CV15, có lấy dáng xẻ sau thì các chị comment cho em mã là CV12 là được ạ. Ôi, hôm nay mọi người chia sẻ like ít nhờ. Chết rồi, thế này thì tí nó lại toang đơn đó. Chia sẻ like ít. Có chân váy da không ạ? Chân váy da em không có chị nhá. Chân váy da em không có ạ. Chân váy da mặc mùa hè này thì nó sẽ nóng lắm. Rất là nóng đấy ạ. Khi nào em xuất hiện thì em làm không? Của để dành không xuất hiện được. Ok chưa? Chúng ta sẽ bảo tặng các bác mã váy này mọi người nhá. Em sẽ bán tặng các bác mã váy này bởi vì là từ hôm mà cách đây 4 ngày rồi mọi người hỏi quá trời áo này, váy này mà không ai được mua luôn. Váy em đang mặc không có đỏ đô chị ơi, cái màu này ấy, nếu như gọi của bọn em đặt vải ấy thì nó là màu đỏ đô. Tại vì sao ạ? Màu này các chị yên tâm cho em này, đỏ nó lên tông cực kỳ sang luôn cho em các chị nhé. Nó nằm ở giữa cái tông màu đỏ đô và tông màu đỏ tươi á, mặc mùa hè không gây chói, không gây nóng, yên tâm cho em là nó chỉ lên cho các chị một cái thần thái rất là sang luôn thôi ạ. Sang và đẹp cho em với tông màu đỏ này các chị nhé. Váy này em không có trắng mọi người ơi, túi bao nhiêu? À, có túi này, ừ, các túi này chưa có giá đúng không? Thôi rồi, bán tặng các bác con túi này là 450 nhé. Định bán 480 nhưng mà thôi bỏ qua. Bán 450 nhé. Ok ạ, túi này mình để lại cho em mã sản phẩm là túi 1. Túi 1 giúp em các chị nhá, túi 1 kèm số điện thoại, chú mã mới nhé. Em không có đầm gấm mọi người. Xem lại chân váy bò đợi em tí mọi người. Áo sơ mi trắng cổ vuông. Sơ mi trắng cổ vuông. Ok rồi, đợi em một tí mọi người. Mã này các bác lên. Có bác nào muốn săn mã này không? Em hỏi thật. Nếu như muốn săn thì lên giá. Không săn bỏ qua và mặc mã khác luôn. 450.000 cho 350.000 một túi. 450.000 một túi ạ. Các chị lấy túi này cứ comment cho em mã sản phẩm của túi là túi 1 giúp em các chị nhá. Túi 1 450k cho một túi ạ. Chị lên váy mặc chụp kỷ yếu đi chị. Trời ơi bà, nhà tôi làm gì có váy chụp kỷ yếu. Đây là thuộc cho U bao nhiêu rồi ấy? U mười mấy là không mặc được. Ở đây là cho mình xem lại váy bò với. Dạ vâng ạ. Các chị đợi em xíu nhé, em sẽ sâu lại chân váy bò cho các chị ngắm lại ạ. Váy tặng vòng cổ à em? Không, vòng cổ này đã em bán rồi. Một bao tiền nhỉ? Vòng cổ này bao tiền? 122.000 cho một vòng cổ ạ. Mình lấy vòng cổ này cứ để lại cho em mã sản phẩm của vòng cổ là chơi lớn, kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng. 122.000 một dây cổ với chị nhá. Chân váy bò đợi em tí mọi người. Rồi ok, em lên giá nhá. Anh hôm nay cho giá tặng đi. Em bấm giờ nhá. Con này em chỉ nhận đúng 2 phút thôi và em xong mã luôn. Váy mẫu đang mặc các chị nên để đúng mã. Ok, hôm nay chơi sốc cho em luôn nhá. Mã sản phẩm các chị để lại cho em váy này là xinh đẹp, kèm số điện thoại cho em để có đơn ạ. Xinh đẹp kèm số điện thoại, em chỉ dành đúng 30 suất chốt tại livestream này thôi ạ. 30 suất chốt tại livestream này với giá câu view câu like cho em nhé. Với giá câu view câu like ạ. 30 suất xinh đẹp kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng. Nào có share like thì mình nhận nhá. Ok ạ, ưu tiên các chị có lượt chia sẻ để chốt đơn cho em. 235k cho một váy ạ. 235.000 một váy cho em các chị nhá. Chốt nhanh ạ, chốt nhanh thì mới có cơ hội được sở hữu váy ạ. 4 size, em phục vụ 4 size SML XL cho các chị chốt đơn. Váy này á, váy này ai cũng mặc được. Váy này ai cũng mặc được, nhưng mà để mà mọi người bảo là kiểu như tầm như nhân viên của em nó mặc váy này thì không ai mặc cả. Ít nhất là các bác phải tầm nó 25, 26, 27, 28 có gia đình rồi thì mặc những con này nó mới hợp lý. Chứ bây giờ cái độ sinh viên thì ai mặc cái váy này làm gì mọi người? Xinh đẹp, kèm số điện thoại cho em để có đơn. 4 size phục vụ cho các chị dưới 65 cân, các chị mặc thoải mái cho em SML và XL nữa ạ. Em có 2 tông màu
để các chị mặc đầu năm cho nó thật nhiều may mắn các chị nhá. Màu vàng và tông màu đỏ ạ, màu vàng và màu đỏ. Mã sản phẩm của em váy này là xinh đẹp, kèm số điện thoại cho em. Ưu tiên cho 30 suất các chị đầu tiên đặt hàng tại livestream, 235.000 cho một váy ạ. Kể cả khách hàng của em có những người đã mặc những cái váy tầm 4 5 một chiếc size 60 cân chị Ba Nguyễn Thị ơi, mình comment giúp em mã sản phẩm của váy này là xinh đẹp kèm số điện thoại giúp em chị nhé. Thiết kế cực kỳ hay. Xinh đẹp kèm số điện thoại giúp em mà để hệ thống vào đơn ạ. Đấy mọi người nhá, ok cho mọi người. Giúp em chưa có đâu mọi người. Đó mọi người. 30 suất đầu tiên các chị may mắn đặt hàng 30 suất các chị đầu tiên sẽ được chốt giá cho em. Xinh đẹp này là 235k cho một váy ạ. Được chưa? Qua mã được chưa? Đấy. Trước Tết mà hàng lại gửi chưa nhận được, inbox vào kiểm tra đơn không thấy. Mình có đơn à gửi đổi của chị cái gì hình như gọi em hôm qua ấy. Ok, mình cứ nhắn tin vào giúp em nhé. Mình nhắn tin vào để cho tin nhắn nổi lên đi ạ. Bên em inbox nó hơi nhiều cho nên là các bạn phản hồi nó sẽ hơi chậm một chút xíu. Vành ngắn tay em có chị ơi. Đấy, vành ngắn tay em có mọi người nhá. Ê, chào chị gái Yến Nguyễn. Mọi người lên mã này chốt cho em Lan váy này ạ. Các chị về nhà mặc. Xinh đẹp kèm số điện thoại cho em để có đơn. Chất vải gì? Chất vải này là dòng vải rất là mềm, rất là mịn và yên tâm cho em là có dạng 4 chiều. Mặc mùa hè rất là mát ạ và không nhăn không nhàu cho em các chị nhá. Xinh đẹp kèm số điện thoại cho em để có đơn ạ. Vải răng ở đây nhà còn nhiều mà. Ok chưa? Xinh đẹp. Ok. Em có áo lông này mọi người. Anh có hai cái em mang lên tặng luôn. Em đây áo lông tặng nhá. Riêng áo lông ạ. Em nhìn thấy bác nào chia sẻ like mình lên. Ui. Áo này luôn à? Màu chơi vậy. Rất là hiếm, hai tông màu cực kỳ hiếm luôn ạ. Em lên từng lần lượt từng mã nhá. Cái này áo hiếm này. Con này thật luôn là các bác đặt nó không có. Thử màu vàng rồi đấy em tí mọi người. Em sẽ ướm cái màu vàng lên người cho các bác. Em không mặc thử đâu. Mọi người ơi nhớ chia sẻ like xinh nhá. Đẹp 62 cân dạ ok em nhận đơn chị rồi ạ. Có được kiểm tra hàng không ạ? Mua hàng bên em phải kiểm tra hàng thoải mái cho em các chị nhá. Nếu như hàng không chuẩn, không đẹp, chất vải không đẹp, không cần nhận hàng cho em ạ. Túi có bán không shop? Túi em có bán luôn ạ. Mình lấy túi mẫu cầm vừa rồi cứ để lại cho em. Mã túi là túi 1 kèm số điện thoại cho em để chốt đơn. 450k một túi ạ. 450.000 một túi cho em các chị nhá. Đây ạ, các chị nhìn cho em này, chất da này, đó, đường chỉ này, cho đến cái phần khóa các chị có thấy xịn sò không ạ? Cao cấp không ạ? Nhìn thôi đã thấy nó chảnh rồi phải không ạ? Đầy đủ dây đeo chéo, tag mark đầy đủ cho em và yên tâm cho em hàng Quảng Châu loại 1 nhá. Bên em nói không với hàng gia công tại Việt Nam rẻ tiền ạ. Ok chưa? Áo lông có một suất duy nhất. Xem ai là người may mắn nhờ. Lên đơn là áo lông mũ kèm số điện thoại. Áo lông mũ kèm số điện thoại, màu này là màu nâu ghi. Nó là cái màu đắt hàng nhất nhà em. Ô cái này, à đây đúng rồi. À đây các chị. Em chỉ cho các chị cách mở luôn nhá. Không về các chị là không biết mở như thế nào. Vừa nãy em cũng gạt sang trái cũng không được, không sang phải không được. Em ấn vào nó cũng không mở ra. Đó, em gạt xuống dưới. Em gạt xuống dưới thì chốt nó sẽ bung ra. Đó. Cái này là cũng phải mất công nghiên cứu một lúc thì nó mới ra đấy ạ. Ok cho mọi người. Rồi mọi người nhắc cái này đừng ấy. Đấy, anh để qua đây cho em. Được chưa các bác ơi? Các bác lên mã này cho em cái gì ạ? Ôi dồi. Kiểm tra cái này là phải có lượt xe nhá. Tại vì giá em lên chắc chắn luôn là em túi có mấy màu ạ? Túi này em có hai màu các chị nhá. Đen và be nhá. Em có hai tông màu, màu đen và màu be. Ôi, màu đen nó cũng ăn chơi lắm, nó cũng cực kỳ sang luôn cho em ạ. Đây ạ. Các chị ngắm được chưa ạ? Ôi chất da này xịn chưa này, yêu chưa này. Quá xịn luôn, 450.000 thực sự là quá rẻ luôn ạ. Quá đẹp phải không các chị? Túi 1 nhá, các chị lấy túi cứ comment cho em mã túi 1 kèm số điện thoại cho em để có đơn. À đấy, mình vừa bảo các chị xong mình lại quên. À đó, gạt xuống dưới cho em. Đấy. Cho các bác xem bên trong luôn đi anh. Đây ạ, phía trong có đầy đủ dây đeo chéo cho em này. Dây đeo chéo này. Và đây có một đi kèm một cái túi này nữa. Túi vải này, có túi vải này. Và bên trong cho em đây ạ. Đó, các chị ngắm bên trong cho em nhá. Có đầy đủ ngăn đựng căn cước công dân này, ngăn đựng cái gì nhỉ? Quỹ đen này. Đó, quỹ đen, quỹ đỏ. Đầy đủ hết cho em ạ. Mã sản phẩm của túi là túi 1 ạ. Các chị lấy túi thì comment cho em túi 1 là được các chị nhá. Hai tông màu, màu be và tông màu đen ạ. Ok ạ, 450k cho một túi. Chốt rồi em cái con áo lông nào. Chỗ em đứng gãy ở bay luôn đi. Em bán tặng các bác con áo này là 466 nhá. 466. Thì liệu các bác con này là 466. Bởi vì sao? Bởi vì con này là dạng mũ lông và con này không có ạ. Ok ạ, chốt cho em tặng áo lông kèm số điện thoại. Tặng áo lông kèm số điện thoại để mình có đơn. Các chị nào chia sẻ cũng được chia sẻ like và may mắn nhất sẽ chốt được em áo này cho em nhé. Chỉ còn đúng một áo duy nhất thôi ạ. Một áo duy nhất tặng áo lông kèm số điện thoại để có đơn hàng ạ. 400 bao nhiêu? 400 bao nhiêu? 466.000 cho một áo ạ. A1 mấy size? 4 size FLX.
Ok chưa? Nào anh đọc tên đi các bác ơi. Các bác ơi, con này tranh thủ luôn. Áo lông này không có sai. Và hàng này 65 cân. Không có sai, không có sai. Và em nhận an toàn các chị dưới 60 cân. Các chị đặt hàng cho em dưới 60 cân. Các chị đặt hàng cho em các chị nhé. Tặng áo lông kèm số điện thoại để có đơn hàng ạ. Được chưa? Tặng áo lông cháu ơi. Mã kèm số điện thoại. Nhân viên đang quét lượt share like. Bác nào ok thì sẽ được đọc trơn tên luôn. Đấy anh nhà nó hay quá anh nói mọi người. Rồi ok, em sẽ ướm qua màu vàng cho bác này. Quỳnh ướm màu vàng cho chị Đinh Quỳnh. Tặng áo lông nhá, làm hàng hiếm đấy mọi người, không có đâu. 466.000 là kỷ niệm các bác em thôi. Em chỉ còn đúng một áo duy nhất và tặng cho các chị nhá. Giá chỉ tặng không bán á, 466.000. Màu vàng của nó đây nhá, đừng xa tí em. Rồi ok, cái váy em đang mặc là mã xinh đẹp kèm số mà eo thề. Đặt cái mã rồi là thấy cái sự xinh xắn của nó rồi mọi người. Anh đấy. Bán hàng khoe quá. Anh bán hàng khoe quá hay khỏe quá đấy ạ? Khéo ấy, ôi dồi ông tướng ơi khéo quá ấy. Ờ, o, o, e. O, e thì anh phải đọc o, khéo. O, e phải khỏe ấy. Thì anh phải khéo đi chứ lại, anh phải đọc khéo đi. Anh phải tự nhận mình khéo đi chứ lại. Hay là khoe quá là sao? Khách có thể có nhanh bởi vì là chị đang mải xe like rồi. Mà tặng áo lông em hết rồi các chị ơi. Em tặng áo lông em hết rồi ạ. Các chị cứ chia sẻ đi ạ. Các chị nào có lượt chia sẻ thì anh các bạn nhân viên sẽ ưu tiên chốt đơn các chị nhé. Ok ạ, các chị lấy váy này comment cho em mã sản phẩm của váy là xinh đẹp kèm số điện thoại cho em để có đơn ạ. Váy mã sản phẩm là xinh đẹp kèm số điện thoại, 30 suất tại livestream, 235.000 cho một váy các chị nhé. 235.000 một váy. Và các chị chốt sau sẽ chốt cho em với mức giá là 268.000 ạ. Được không ạ? 30 chị nhanh tay đặt hàng nhất cho em sẽ chốt cho em với mức giá là 235.000. Mã sản phẩm của váy là xinh đẹp kèm số điện thoại cho em để chốt đơn ạ. Đấy chị hoa sen trắng. Có khi áo lông của chị ấy, nó hoàn về. Tại vì sao? Bởi vì bọn trong Tết em gửi nó bị rớt lại mọi người. Trong Tết em gửi hàng hay xong nó không ra nó bị rớt lại. Em mới còn đấy. Xinh đẹp CL rồi. Ok ạ, ok em nhận đơn cho các chị rồi ạ. Vẫn phải mặc vàng à mọi các người. Các chị chỉ cần comment cho em mã sản phẩm kèm cho em số điện thoại là túi các chị có đơn rồi ạ. Túi 450.000, túi là 450.000 ạ. Các chị lấy túi này cứ comment cho em là túi 1 kèm số điện thoại cho em các chị nhá. Túi 1 kèm đâu? Số điện thoại ạ. Cái này á, cái ông em xin nhà em ấy các bác, đi với em ấy thì kiểu đi đến xưởng ấy, mọi người xưởng toàn nhầm là quản lý thị trường thôi. Tại vì sao? Trông dáng rất là gì mà này nọ. Trông rất là nghiêm túc đấy các chị. Thanh niên nghiêm túc phải không ạ? Sao là hôm nay làm MC thì các chị bảo chọn nhầm nghề đấy, chắc là do gặp em là sai rồi đấy. Anh ạ, anh phải xem lại thì có khi gặp em là sai rồi đấy nhá. Xinh đẹp màu đỏ 62 cân. Dạ ok chị ạ, chị lấy cho em sẽ XL là mặc đẹp rồi ạ. Chị Hảo Hoàng ok, chị mẫu XL chị nhá. Lên chân váy bò đi, chân váy bò em lên đầu like rồi chị. Chân bò em lên đầu like rồi ạ. Con này có 4 size XML XL. Kìa chị Thúy Siro có bán anh MC không kìa? Bán luôn, phát giá cho các chị chốt kìa. Các bác có bao nhiêu? Đấy để bán nào. Các bác có mua luôn em không? Hai đứa em về nhà bác luôn. Đâu mọi người. À mang tô dài chắc hết rồi mọi người. Cái này em khuyên xin phép là không mặc thêm vàng nhé. Không phải là vàng không đẹp đâu mọi người, mà tại vì là nếu như mặc nữa thì mọi người lại bảo em like một mẫu lâu quá. Nên xin phép là cho các bác 30 giây để chốt mã này thôi. Chị lên một mã váy mặc trong lễ cưới người hơn 40 tuổi. Thật ra là váy nhà em ấy các bác ạ, váy nó không yêu cầu tuổi. Mọi người thấy hợp lý thì mọi người mua thôi. Các chị lấy váy đang mặc này comment cho em mã sản phẩm của em. Váy này là xinh đẹp cho em nhé. Xinh đẹp kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng ạ. Xinh đẹp kèm số điện thoại. 4 size FML và size XL và 235.000 chốt nhanh mọi cho em nhé. Chốt nhanh cho em 235.000. Mọi người đi ăn cưới ấy, mọi người mặc cái váy này rất hợp lý luôn. Tại vì sao? Vì đi ăn cưới chúng ta không để cái đầu nó như này đâu, mà chúng ta sẽ làm tóc và make up đậm hơn ạ. Nó đi với cái con váy này rất đẹp. Đi tiệc đi ăn cưới thì nên mặc cổ tim mọi người nhé, hoặc cổ vuông để làm gì ạ? Để khi mà chúng ta đi ấy, chúng ta có phần cổ rất là đẹp luôn. Và cái váy này của em khi mà các chị bước ấy, thì cái phần này của em sẽ mở này mọi người. Đấy, ok cho mọi người. Nó sẽ mở ra các chị nhá, rất sang luôn. Nếu bác nào đang có ý định đi ăn cưới ăn tiệc thì các bác nên mua mã này cho em Lan. Và váy này, à cái váy này của em ấy, chúng ta che bụng rất là tốt luôn. Thật sự khuyên chân thành hãy mua con này. Túi bao nhiêu tiền vậy em? Túi là 235.000 cho một túi đấy ạ. Nào. À, túi là 450.000 ạ. Em nhầm ạ, em nhầm sang váy. Xem váy bò bao nhiêu? Chân váy bò là 389. Ok ạ, ok ạ. Đây ạ, em sâu lại chân váy bò để các chị ngắm nhá. Đây ạ, chân váy bò đây ạ. Sản phẩm chân váy bò này của em là chân váy xẻ sau. Chân váy xẻ sau này, mã sản phẩm của chân váy là CV12, 3 size FM và size L cho hai tông màu, màu xanh. Và em có một tông màu nữa là tông màu đen. Màu đen này không phải là đen tuyền mà nó là màu đen khói á. 3 size FML, 379.000 cho một chân váy á. Các chị lấy chân váy xẻ sau này lên đơn cho em CV12 kèm số điện thoại để chốt đơn các chị nhá. CV12 kèm số điện thoại ạ. Còn dáng mặc đầu lai đây ạ. Đầu lai em mặc dáng này là dáng xẻ trước. Đây dáng xẻ đùi cho em ạ. Dáng xẻ đùi cạp lệch cho em các chị nhá. Cạp lệch thiết kế lệch cách điệu rất là đẹp và trẻ trung sang chảnh ạ.
379.000 cho mấy chân váy này. Chân váy này mã sản phẩm của chân váy là CV79 alo CV15 đúng không ạ? CV15 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng ạ. Phía sau có hai túi ạ. Và 379.000 cho em chân váy này thiết kế 3 size SML các chị nhé, cũng có màu xanh và màu đen cho em ạ. CV15 kèm số điện thoại để chốt đơn. Váy xinh đẹp đâu em? Đỏ đô hay đỏ tươi vậy em? Màu đỏ này nó rất là đặc biệt ạ. Màu đỏ này của em nó nằm ở giữa tông màu đỏ đô và tông màu đỏ tươi các chị nhá. Nó lên một cái tông màu đỏ nó cực kỳ sang chảnh và nó sẽ không gây nóng, không gây chói trong mùa hè các chị nhá. Các chị mùa hè mặc váy này cho em vẫn đẹp ạ. Đi ăn tiệc này, đi chơi này, đi làm mà mặc em váy này đảm bảo hết nước chấm cho em ạ. Mã sản phẩm của em váy này là xinh đẹp. Các chị chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm là xinh đẹp kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng rồi ạ. 235.000 cho một em váy. Và một ưu điểm nữa của em váy này rất là tuyệt vời luôn, đó là giấu bụng, giấu eo. Và các chị có eo bánh mì này, bụng mỡ nhiều này, mặc váy này che 100% cho em luôn các chị nhé. Bởi vì sao ạ? Cái thiết kế của cái phần chân váy này nó là hai lớp. Đó, thiết kế đầy riêng phần phía trước này của em là hai lớp xếp nhúm. Đó, nó sẽ tạo cho các chị cái hiệu ứng nó che bụng, che nó che đi cái phần bụng thừa này, rồi mỡ bụng to này, eo bánh mì cho các chị rất là tốt các chị nhá. Mã sản phẩm của em váy này xinh đẹp, kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng rồi ạ. Em xem lại áo lông, áo lông em hết hàng rồi ạ. Áo lông em hết hàng rồi ạ. Mình còn mặc áo lông nào không ra sale nốt cho các chế đấy. Không. Em hết tủ. Áo kia còn con cái à? Áo kia còn cái đội em tí đã. Để em hỏi các bạn xem có đơn chưa đã. Mặc lên cho các chế ngắm đi em ơi. Mặc cái gì? Chắc là các chế muốn ngắm lại chân váy bò đấy. Chân ôi váy không, bò. Em nhận ở trên nó phải 600-700 cái rồi ấy mọi người. Hà nó cũng chả về kín đâu, mọi người cứ chịu khó đội. Gọi là đỏ thuần đi sao? Vâng rồi, em cũng không biết gọi tên gọi nó là cái gì. Nhưng mà màu đỏ nó rất là đẹp, rất là nhã nhặn các chị nhá. Em xin gái mọi người. Đỏ lên rất là sang ạ, nó không đậm giống như đỏ đô mà nó cũng không bị chói giống như là đỏ tươi đó, nó nằm trong giữa khoảng cái tông màu đấy các chị nhá. Các bác ơi, các bác khen em đi, em có xinh gái không? Xinh nhở? Xinh thế. Mặc cái set này em thấy váy đỏ ý, váy đỏ em vừa mặc rồi chị. Váy đỏ em vừa mặc, em vừa qua mã rồi ạ. Lát nữa chị chịu khó tua lại like cho em để mình xem lại rồi cho em nhé. Em qua mã mới rồi ạ. Nhận được hàng của shop. Nhận được hàng. Gì? Lâu nhận được hàng quá, shop ơi. Dạ vâng ạ, để em báo các bạn nhân viên kiểm tra và đôn gấp cho mình ạ. Ok chưa? Nào các bác có thấy em xinh không? Khen em xinh đi. Sao lại xinh nhỏ em ơi, thể luôn đấy. Chị Phương Nguyễn khen quá xinh, em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cái này ấy mọi người, vải này nó không nóng ấy, mặc thích cực kỳ luôn ấy mọi người, mặc thích cực kỳ luôn. Xinh đẹp màu đỏ ok mọi người. Xem lại chân váy bò. Trời ơi chân váy bò sâu nãy giờ luôn ấy, tí ngắm lại dáng sau đi mọi người. Các bác có muốn kiểu khách dáng giống như em không? Bê nguyên set này về cho em đi. Anh ơi hôm nay anh cho em một cái deal sốc sốc của cái set này tính nhắc cho các bác đặt hàng nhá. Đấy. Ok ạ. Thế thì các chế chia sẻ cho em nhé. Các chế tặng cho em một vài lượt chia sẻ nhé. Và em sẽ lên cho các chị với một mức giá gọi là như thế nào nhỉ? Giá câu view câu like đi được không ạ? Giá sập sàn luôn được không ạ? Và em sẽ cho các chị thêm một cái deal rất là hấp dẫn nữa. Đó là thôi. Các chị đặt hai áo này hoặc là đặt nguyên set này sẽ được miễn phí ship toàn bộ đơn hàng cho em trong ngày hôm nay ạ. Được không ạ? Chơi lớn không ạ? Ok luôn phải không ạ? Các chị chia sẻ cho em đi ạ. Có lượt chia sẻ sẽ được miễn phí ship cho em các chị nhé. Mai mà không chốt đơn chân váy bò là chị giận đấy. Chị Vương, nào đứa nào nhắn tin vào tin nhắn chị Vương Nguyễn chốt chân váy chị Vương Nguyễn đi, không chị Vương Nguyễn giận chị là chị buồn lắm. Có áo khoác ấm nữa không chị? Áo khoác ấm có, em vẫn còn hàng đấy ạ. Vẫn còn hàng thì lên tặng các chị nhé. Tầm này không bán nữa, tầm này chỉ có tặng thôi, được không ạ? Các chị ơi, các chị có thấy con này có thấy em không? Chị Lệ Hương Nguyễn, em có thấy chị ạ? Anh ơi, em làm mannequin hơi lâu đấy, anh bán hộ em cái set này em đi vào cái. Mặc lại chân váy bò đi. Thì có mặc lại không? Không, em sợ không có hàng trả mọi người coi. Lát nữa các chị chịu khó tua lại live stream giúp em nhé. Tua lại live stream và đặt hàng cho em ạ. Nói chung nha, chân váy bò ấy, bác nào muốn chắc chắn có đơn, nhắn tin vào tin nhắn kiểu gì ra đơn. Xinh quá chồng, thôi rồi bán đi anh. Ok ạ, chốt nhanh cho em này. Áo mà, này lên đơn cho em áo là B1 giúp em các chị nhá. B1 mã sản phẩm áo này là nhưng B1 cho em. Nhưng mà em chưa thấy ai hào hứng mua áo này hết. Có ai muốn mua áo này không? Chân váy bò và áo này có được miễn ship không? Eo ơi, không, thề luôn chân váy bò, đi về chân váy bò không có một cái gì em miễn ship hết mọi người. Trừ khi sản phẩm đấy là có cái váy nó được miễn ship.
chứ còn đi với áo này không miễn ship được luôn mọi người, tại vì chân váy bò rất khoai luôn. Em chỉ miễn ship cho set này thôi, hoặc là các chị lấy hai áo này sẽ được chốt đìa miễn ship cho em nhá các chị nhá. CV76 có xả không xúc ơi? 86 86 em không xả. Còn không có vải làm cơ. Này mọi người ơi, đặt cái này cho em nhá. Hôm nay là điều hơi sốc đấy. B1 kèm số điện thoại cho em là. Ok ạ, các chị chốt nhanh cho em này. B1 kèm số điện thoại, hai tông màu để các chị lựa chọn. Và đặc biệt hơn nữa là sản phẩm này được thiết kế đầy đủ đến 4 form size cho các chị lựa chọn dưới 65 cân các chị mặc đẹp ạ. Size S, size M, size L và em có size XL nữa ạ. B1 đặt áo này, cứ để lại cho em mã sản phẩm của áo là B1 kèm số điện thoại cho em để chốt đơn. 245k cho một áo ạ. 245k một áo các chị nhá. Giá ưu đãi sập sàn cho em ạ. 245.000 một áo. B1 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng. Không phải có một áo đâu, mà các chị sẽ được mua một áo và em tặng thêm một khăn. Có nghĩa là cái deal này là một cái deal quá hời, bởi vì riêng một cái khăn này của em hết 80 phân vải, có nghĩa là gần 1 mét vải. Thì riêng cái deal này là cực kỳ sốc luôn. Mà hôm nay lại còn thêm nữa là mua một áo này và một chân váy này miễn ship. Thật sự các bác không nhanh không có hàng. Bởi vì cái màu này là một cái màu mà đến bây giờ ở Việt Nam chưa bạn nào có hết mọi người nhá. Ok nha mọi người, lên mã là gì ạ? Áo là B1 giúp em Lan. Sản phẩm B1 này đang được niêm yết tại shop là 390k cho một áo, gồm một khăn nơ rời ạ. Các chị có thể thấy ạ, khăn nơ hoàn toàn là khăn nơ rời, các chị có thể mix tùy chỉnh theo theo phong cách của các chị nhá. Và một đi kèm một cái áo này nữa, một set này cho em, một set áo này là 390k phục vụ tại shop. Nhưng hôm nay tại livestream ngày hôm nay sẽ phá giá cho các chị với mức giá cực kỳ ưu đãi của em áo B1 này luôn ạ. 245.000 cho một áo các chị nhá. Và một cái đìa rất là yêu cho em ạ, là đó là các chị lấy hai áo sẽ được miễn phí ship, hoặc là một áo một chân váy này cũng sẽ được miễn phí ship cho toàn bộ đơn hàng của các chị nhá. Các chị ơi thật sự đấy, nó hời đấy mọi người ạ. Mọi người đặt hộ em chân váy này là chân váy, các chị để lại em cho em mã sản phẩm của chân váy là CV53 kèm số điện thoại cho em. Chốt nhanh 1XX cho em ạ. 188.000 cho một chân váy ấy. 188.000 cho một chân váy các chị nhá. Và set công sở sang chảnh này em phục vụ đầy đủ 4 size S, M, L và XL cho cả áo và chân váy luôn ạ. Chân váy có 3 tông màu, đó là màu đen, màu này là cho em Lan là màu cắt cháy, và một màu nữa là màu trắng giúp em Lan. Các bác lên mã cho em Lan là gì ạ? CV53 lấy chân váy, để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV53 kèm số điện thoại để có đơn hàng. 60 cân mình mặc cho em sẽ XL là đẹp chị nhá. 60 cân lấy cho em sẽ XL thoải mái ạ. Nơ này là rời nhá. Các bác về nhà không thích buộc bên này à thì mình quay sang bên này hộ em. Đấy, không thích buộc bên này để giữa cho em Lan, tùy mọi người buộc kiểu gì đẹp luôn. Đấy, em thì cứ thích hay để bên này vì em thuận bên phải. Đó mọi người nhá, còn bác nào thuận tay trái thì mình cứ để bên trái cho em Lan, được chưa mọi người? Cái con này mà không nhanh là không có, và xin phép luôn này. Tại vì hôm nay lại đưa ra một cái deal là miễn ship. Mà miễn ship thì chỉ áp dụng với bác nào đầy đủ 3 lần xe like thôi. Các bác nhớ nhá, cứ một lần xe like của mọi người là tương ứng với 10k miễn ship nhà em. Đó, áo em có hai màu, màu này gọi cho em Lan là màu xanh ạ. Và màu này gọi là màu đen cho em Lan. Màu trắng size, ạ. À, màu trắng, 4 size SML. Hai tông màu các chị nhá, hai tông màu mình đặt hàng cứ để lại cho em là B1 trắng hoặc là B1 xanh. Kèm số điện thoại cho em là được ạ, 245.000 cho một áo. Một set áo gồm một khăn nơ và một cái dỡ khăn và một cái áo như thế này ạ. 4 size phục vụ cho các chị SML, XL. Set mẫu đang mặc B1 xanh. Ok ạ, ok ạ. Set này của chị sẽ được áp dụng miễn phí ship chị nhá. Đọc, nhiều bác không có số điện thoại lắm luôn ấy. Không có số điện thoại là xíu, không có nhân viên gọi. Ok đơn. Chị Thúy Hoàng em nhận đơn chị rồi ạ. Chị đã đặt trước và có số điện thoại rồi. Ok ạ. CV53 chị Thanh Hiền Nguyễn comment thêm giúp em số điện thoại để hệ thống vào đơn cho mình ạ. Trời ơi, kiểu như là thời tiết nó hơi ấm lên một xíu rồi ạ. Chúng ta 54 cân mình đấy. Mặc cho em size M là chuẩn đẹp chị nhá. 54 cân lấy cho em size M ạ. Áo 245k cho một áo, còn chân váy là 188.000 một chân váy. Thiết kế 3 size S, 4 size S, M, L, XL dưới 65 cân ạ. Lên lại chân váy bò đi chị ơi. Ok ạ, lên lại chân váy bò các chị nhá. Lên lại chân váy bò với ảo ma Canada chứ. Đấy mọi người, mã áo là gì ạ? B1, mã chân váy là CV53. 30 giây nữa thôi mọi người nhá. Bây giờ em sẽ có một mã áo lông, em hỏi rồi. Các bạn bảo là vẫn còn sót lại một cái, em tặng các bác một cái này. Tiếp tục mã áo lông nào. Màu nâu ấy ra đây, màu hot nhất của em luôn. Đúng một cái. Riêng đồ xả không có lượt xe like khỏi chốt đơn. Lên chân váy bò thôi, được rồi, đợi em một tí. Em có thể luôn đấy. Ok ạ, các chị săn cho em áo lông đặc biệt này. Chỉ còn lại đúng một áo đúng không ạ? Chỉ còn lại một áo duy nhất sẽ tặng cho các chị nhá. Các chị để lại cho em mã sản phẩm của em áo này là
M10 nâu kèm số điện thoại để có đơn hàng M10 nâu kèm số điện thoại ạ. Em có hai tông màu, màu nâu này em chỉ còn đúng một áo thôi ạ. M10 nâu kèm số điện thoại cho em các chị nhé. Một cái màu be và một cái màu nâu. Màu này gọi là nâu nhé, còn cái màu kia gọi là màu be hồng. Cái màu mà be hồng ấy là màu nhà em hot nhất. Tại sao ạ? Bởi vì là cái màu này không kén da ai, treo lên em mà cầm cái áo nó sướng khủng khiếp luôn. Con này em tặng các chị ạ. 435 hay 455. 422k đi. Ôi trời ơi, còn mỗi một áo thì bán gì nữa, tặng các chị đi 422.000 các chị nhá. À, bộ này đang mặc bao nhiêu? Áo lông này từ từ đã. Áo này các chị để là M10 kèm số điện thoại nhá. Nâu có một chiếc thôi ạ. Còn be hồng. Be hồng các chị ơi, nghe em. Ai được thì quý nhá. Be hồng ai được thì quý giúp em. Đó tại vì sao? Bởi vì cái be hồng này á, cái màu này là một cái màu mà không kén da, không kén tuổi ạ. Trẻ cũng mặc được, tầm như các bạn nhà em các bạn vẫn mặc được áo lông màu này nhá. Mà tầm trẻ em mình 45 tuổi vẫn mặc được màu này cho em. Vì màu này là màu be pha một xíu hồng. Kiểu be hồng ạ, màu rất sang và nền luôn mọi người. M10 kèm số điện thoại giúp em. Ai nhanh tay thì có, chậm hơn thì hết nhá. Bởi vì thật sự luôn là áo này kể cả bây giờ có 100 cái em vẫn bán hết. Nhưng mà em không có hàng. Bên kia nó vẫn gửi về đấy. Nhưng mà các chị biết không, gửi tàu từ tàu về ấy. Sao đến lúc nó nóng thì làm nào đúng không? Nên thôi bỏ qua luôn. Đấy, 422.000 giúp em. Lông be hồng, lên đơn cho em là M10 kèm số điện thoại. Cho mình set này, lên giúp em mã của set này. Áo là B1 và chân váy là CV53 giúp em mọi người nhá. Áo B1 chân váy CV53. Cái chân váy này nhà mình chưa có, chưa thử được mẫu Lê Phương. À Lâm, tí nó Lâm treo lên đây, Lâm chụp đẹp cho chị nhá. Ừ, đấy. Ok cho mọi người, lên mã cho em là gì ạ? Mã này là gì ạ? B1 kèm số điện thoại cho em là áo nhá. Áo lông này toàn bộ các bác phải đầy đủ. Các chị lấy áo đang mặc cứ để lại cho em mã sản phẩm của áo là B1 kèm số điện thoại cho em để chốt đơn ạ. B1 kèm số điện thoại 245.000 một áo các chị nhá. 245k mã kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng ạ. Chân váy là CV53 cho em nhé. CV53 188k cho một chân váy ạ. Lên sơ mi đi ạ. Ok ok ạ. Sau set này em sẽ lên lại chân váy bò để cho các chị ngắm nhá. Lên lại chân váy bò thôi, em lên mã mới luôn thì khỏi phải lên lại. Cho chị mượn một cái đi, cho chị mượn cái shop ơi, đơn của mình 2 tháng rồi chưa xử lý. Ôi dồi ôi, chị Hoàng Yến okay. Chị nhắn tin vào giúp em để cho các bạn nhân viên kiểm tra nhé. Lấy cho chị cái áo áo tiếp màu trắng. À, tiếp màu trắng với khách hàng. Vest xanh biển có size S không shop. Xanh biển em hết mò, em hết size rồi, em hết size S rồi, em chỉ còn lại size L thôi. Nhớ cho chị một áo với lông M10 chị Phượng. Mọi người ơi, nhớ chia sẻ like nhá. Để em nhắc các bạn đấy cho. Áo này là B1 mọi người ơi, mọi người chốt này, áo là B1, cứ comment thôi, tí mình tua lại like. Áo B1 chân váy CV53, có mã có số điện thoại là được nhá. Cho chị quần áo đen được, áo đen được. Các chị lấy áo lan mặc vừa rồi cứ để lại cho em mã sản phẩm của áo là B1 kèm số điện thoại cho em để hệ thống vào đơn ạ. Sản phẩm B1 này em có hai tông màu để các chị lựa chọn, đó là tông màu xanh và tông màu trắng ạ. Giá chốt ưu đãi tại live stream 245k cho một set áo này, gồm một khăn nơ và một áo như thế này ạ. Đó, các chị ngắm lại áo cho em nhé. Form áo cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn ạ. Đi làm công sở mà không diện với em áo này cho em thì cực kỳ là đáng tiếc ạ. Thiết kế đầy đủ đến 4 size cho các chị lựa chọn là S, CM, CL và XL. Em nhận an toàn cho các chị dưới 65 cân các chị mặc đẹp ạ. Mã sản phẩm của em áo này là B1 cho em các chị nhé. B1 kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng rồi ạ. Và một ưu đãi cực kỳ lớn, cực kỳ hấp dẫn nữa. Đó là làm sao ạ? Các chị lấy nguyên set áo và chân váy CV53 sẽ được miễn phí ship cho em cho toàn bộ đơn hàng ạ. Và các chị có thể lấy cho em hai áo này, hai áo B1 này cũng được miễn phí ship toàn bộ đơn hàng cho em các chị nhé. Áo 245.000, chân váy CV53 là 188k cho một chân váy á. Lần đầu em mua hàng em nhận được váy G6 nhà mình, thấy rất ưng, đẹp rẻ chất ưng ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Áo nông sau bao nhiêu ạ? Áo nông sau em chưa hiểu chị hỏi là áo gì. Áo lông bao nhiêu? 422.000 ạ. Áo lông là 422k một áo chị nhá. Mình lấy áo lông này cứ để lại cho em mã sản phẩm là M10 kèm số điện thoại cho em ạ. Giá bán tặng lẻ kho 422.000 ạ. 422.000 cho một áo ạ.
Các chị đặt hàng cứ để lại cho em đúng mã sản phẩm, kèm thêm cho em số điện thoại nữa để hệ thống vào đơn cho các chị ạ. Mã kèm size kèm số điện thoại cho em các chị nhé. Ok, mỗi bác kích cho em một nút chia sẻ like đi. Lưu ý chân váy bò chỉ đứng ạ. Chỉ đứng mấy phút nhở? Một phút rồi ạ. Em ơi lấy đồ khác để mặc luôn nhá, vì chân váy bò không hay trả. Lên một món đồ khác đi để mix được với đai. Cho chị cái chân váy A đi, lên chân váy A luôn. 95. Áo mặc áo họa tiết cũng được mà, lên áo họa tiết đi, tại vì áo họa tiết nhà mình đang hot quá luôn ấy. Bao nhiêu bác đặt mà không có hàng. Đấy đợi em một xíu nhá. Em sẽ mix cho bác một nguyên một cây đen luôn. Cho bác biết rằng là cái chân váy jean này của em ấy, nếu mà chị em mình mặc họa tiết rất xinh. Và Quỳnh ơi đứng ra đi, Quỳnh cho mình ngắm mình cái. Quỳnh ơi Quỳnh to quá, mình không nhìn thấy gương đâu. Xong được cái ship nhanh. Đấy, có mỗi mình bác khen em ship nhanh. Thật ra là nhà em ship chậm đấy. Bác nào may mắn thì được đi nhanh nhá. Nhà em ship nhanh nhưng mà bọn bưu điện nên nó làm không kịp. Nên thành ra là toàn bị các bác mắng. Chân váy mẫu mới mặc bao nhiêu xẻ? Tất cả giá là 379.000, có nghĩa là 380.000 một cái. Cái này là hàng đắt nha mọi người nhé, không phải em bán đắt đâu. Nhiều bác lại bảo chứ ôi dồi ôi, bình thường đó, toàn bán chân váy có 200 mấy, bây giờ tự nhiên lên 300 mấy. Không phải em bán đắt đâu mà là cái này hàng tàu nhập nó đắt. Cho chị cái màu xanh thì comment là B1 kèm số thoại giúp em. Rồi ok. Chúng ta vào cái set này của em nha mọi người ơi. Anh ơi đọc comment đi anh. Ok ạ. Chân váy bò đây, em lên lại chân váy bò đây nhé. Rất là yêu chiều các chị em mới lên lại đây ạ. Bởi vì mã chân váy bò này em đã lên đầu live rồi ạ. Đầu live stream lên và nó đã được hưởng rất là nhiều ưu đãi rồi đấy ạ. Chân váy bò, ok ạ. Em sẽ đọc mã của chân váy bò này để cho các chị chốt đơn nhé. CV12 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng ạ. Chân váy bò, mã sản phẩm chân váy là CV12 cho em ạ. Bác nào mà ở nhà nhá, nghe thoại. Bác nào mà ở nhà có một chiếc áo này rồi hoặc bất kể một cái áo sơ mi nào nhà em, mua giúp em một cái chân váy bò. Và chân váy này nếu như về nhà mặc không sướng không phê, quay lại đây trả hàng cho em nhận lại, em trả lại tiền cho bác được chưa? Chân váy này mặc đỉnh cao luôn mọi người. Chân váy này là CV12 kèm với số điện thoại mọi người nhá. Đấy, có hai màu ạ, là màu đen và màu xanh cho em lan. CV12 kèm số điện thoại để được có điện tư vấn và chốt đơn hàng ạ. Có các chị nào muốn được chốt ngay ấy thì mình chủ động inbox vào, nhắn tin vào là các bạn sẽ lên đơn cho chị ngay nhá. Đấy. Áo họa tiết nhá, các chị có thể đi với lại áo màu chân màu xanh, chân màu đen cũng được. Nhưng mà em mới thích đi với chân màu đen, tại sao? Vì nó có cái nền đen ở trên là nó đi xoẹt tông rất trẻ và đẹp luôn. Đó, chân váy này 3 size, em nhận từ 40 cân cho đến tầm 60 cân, các chị có size hôm trước luôn. Chị Lan hứa lên vòng cổ, chị Lan lên đi ạ. Em lên rồi chị ơi, em lên rồi ạ. Chơi lớn kèm số mà. Chơi lớn kèm số điện thoại cho em ạ. 122.000 cho một giây ạ. Cái dây này nhá. Cái dây này mọi người mặt không nói ạ, nhưng mà cái dây này nó y chang như cái dây em mua luôn. Là cái dây của em là hàng đắt đấy mọi người. Đấy, tại vì cái dây của em là hàng chính hãng order đấy. Còn dây này là tàu nó sản xuất ra. Nó đẹp thật sự mọi người. Cái này á, các bác của bền tại người các bác muốn dùng lâu ấy thì khi nào các bác đi tắm ạ, các bác tháo ra cho em Lan. Em nhắc cái dây này nhá, em chỉ lên live thôi và khi nào mà em đi chơi thì em đeo. Còn nếu như bình thường ở nhà ấy, tại vì thằng Bi nhà em nó nghịch ấy mọi người. Nó túm một cái thì nó giật thì có khi là nó đứt. Chính vì vậy nên là lúc nào mà em đi ấy thì em mới dùng mọi người ạ, chứ còn bình thường ở nhà là em biết khi em đeo mấy cái dây này lắm. Tại vì nó trang trí ấy, nó không làm gì cả. Nhưng mà kiểu các chị đi làm cả ngày á là các chị đi cái dây này đẹp luôn. Cái mặt con thiên nga và con thiên nga ở trên này là đá full 100% nhá. Các bác không nhìn thấy điểm chết của cái này đâu. Mặt bên trong của nó là đồng này. Đó, các chị nhìn thấy chưa? Cái ánh của nó đẹp chưa? Ôi, dây hàng có cấp đấy. Áo 66 cân. Vừa size L. Áo này có size L đúng không? Đúng rồi, 4 size. Ok ạ. Các chị lấy chân váy để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV12 các chị nhá. 379.000 cho một em chân váy này ạ. Mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Giá thị trường các chị mua cũng phải là từ 550 cho đến hơn 600.000 cho em chân váy này, nhưng chốt tại livestream với giá ưu đãi là 379.000 cho em nhé. Mã sản phẩm chân váy là CV12 kèm số điện thoại là có đơn hàng rồi ạ. Lấy áo. Ok ạ, chốt luôn cho em áo này nhé. Cực kỳ ưu đãi luôn ạ. B9. Mã áo này là B9 đúng không? Không, áo này không phải áo B9 đâu anh. A2 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng. A2 kèm số điện thoại các chị nhé. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Các chị muốn săn em này về giá bao nhiêu ạ? Giá đang phục vụ tại shop là 350k cho một áo này. Tại vì cái form này là form áo mới mọi người nhá. Tay bảng tay khác ạ, thân áo khác. Tí em sẽ cho mọi người xem luôn. Áo này xứng đáng để các chị ring về cho em Lan và màu nó rất chơi. Những chị nào mà kiểu mình có những cái dòng chân váy suông, chân váy A mặc với con áo này rất hợp lý mọi người. A2. Các chị lấy áo này lên đơn cho em mã sản phẩm của áo là A2 kèm số điện thoại một màu đúng không? Em có màu vàng, hiện tại màu vàng hết sạch luôn hôm qua. Một màu ạ, một màu duy nhất. A2 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng. Chốt nhanh cho em 225k cho một áo á. 225.000 một áo A2 này các chị nhá. Đầy đủ 4 size thiết kế F, M, L và em có size XL nữa. Dưới 65 cân, 66, 65 cân các chị mặc thoải mái cho em.
chân váy để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV12 cho em là có đơn rồi ạ. Áo là 225.000 mọi người nhá. Lấy túi màu thôi đưa một cái này. Áo là 225 và chân váy là 379. Chân váy này là hàng Quảng Châu cao cấp, không phải hàng Việt Nam. Và các bác nhìn hộ em cái form của các bác biết ngay nó hàng đắt rồi. Tại vì sao? Eo rất gọn luôn mọi người nhá. Nhưng phía sau eo này nhìn nó rộng quá mọi người. Mặc thoải mái dã man ạ. À. Hông nó nở ra, xuống dưới là phần A các chị nhá. Chân váy này bấm giờ của em cái, em rút luôn này thì em sợ không có hàng trả. Đấy các bác ạ, chân váy này nó có thể trả lâu hơn so với bình thường. Ok ạ, ok ạ. Vậy thì các chị chốt nhanh cho em nhé. Em sẽ dành ra thêm 1 phút nữa để các chị chốt cho em mã chân váy này ạ. Các chị lấy chân váy để lại cho em mã sản phẩm của chân váy là CV12 kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng. Hai tông màu của chân váy là tông màu xanh và tông màu đen. Màu đen này không phải là đen tuyền ạ, mà nó là màu đen khói lên rất là trẻ trung và sang ạ. Lấy áo comment giúp em mã của áo là A2 các chị nhá. A2 225.000 cho một áo ạ. Lấy áo lên đơn là A2 còn lấy áo để lại cho em mã sản phẩm của áo là A2 kèm số điện thoại để được chốt đơn 225.000 cho một áo ạ. Chân váy là CV12 kèm số điện thoại cho em để có đơn các chị nhá. 379.000 một chân váy ạ, 379.000 giá ưu đãi rất lớn cho em chân váy này đấy ạ, 379.000 các chị nhá. Ok chưa? Em sẽ sang một set nữa cho các chị nhá. Một set đồ công sở, một cái chân váy A để em mix với cái đai em mới về. CV12 xanh đây bác ơi, CV12 xanh đây. Ok ạ, em qua mã luôn các chị nhá. Em qua mã luôn đây ạ. Mọi người đặt hàng thì về thật là nhanh các chị nhá. Các chị đặt nhanh cho em ạ. Lấy chân váy comment cho em là CV12 kèm số điện thoại để được chốt đơn. Áo của em là A2 kèm số điện thoại 225.000 một áo. Chân váy là 379.000. Sản phẩm chân váy này em có 3 size F, M và size L dưới 60 cân. Còn riêng áo này em đẹp size đến này. Cả XL và dưới 65 cân các chị mặc vẫn đẹp đấy. Xịn xò thật sự luôn mọi người, nó đến cả cái cần cúc nó cũng xịn luôn mọi người. Này. Đấy. Bạn ấy đổi nghề làm nghề gì đấy là làm nghề gì vậy anh? Mẫu dáng em có 1m58 42 cân chuẩn cái gì à các chị? Em cảm ơn em cảm ơn các chị rất là nhiều ạ. Nghề của em hiện tại nghề của em đang là đang là làm đẹp làm đẹp phục vụ cho các chị đấy ạ. Áo lụa xanh mã và giá bao nhiêu vậy ạ? Áo lụa xanh vừa rồi chị hỏi mã áo cổ nơ phải không ạ? Áo lụa xanh cổ nơ mã là B1 245.000 một áo ạ. Đây ạ, các chị lấy chân váy này thì để lại giúp em mã sản phẩm của chân váy là CV12 các chị nhá. CV12 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng ạ. Cạc cao 2 cúc thiết kế cực kỳ sang chảnh và trẻ trung năng động. Phía sau của em có thiết kế thêm 2 cái cúc nữa ạ. Điểm nhấn cho các chị như thế nào nhỉ? Em nói như thế nào để mô tả nhỉ? Hai cúc hai cái túi này không phải thừa đâu ạ. Hai cái túi này nó sẽ lên một cái hiệu ứng như thế nào để cho cái vòng mông của mình nó sẽ to hơn đấy ạ. Nó để làm nó nổi cái mông hơn các chị nhá. Đó, CV12 kèm số điện thoại cho em để có đơn 379.000 cho một chân váy 3 size S, M và size L đấy ạ. Các chị mới vào like chưa đặt được áo này thì comment cho em mã sản phẩm của áo là B1 giúp em các chị nhá. B1 kèm số điện thoại cho em để có đơn. Mỗi áo này em đều được thiết kế với 4 size F, M, L, XL, 245k cho một áo. Và thiết kế của áo là gồm một áo này này và gồm một cái dây nơ rời này các chị nhé. Các chị có thể buộc tùy chỉnh được ạ. Mã của áo là B1 245k cho một áo ạ. B1 245.000. Chân váy jean này của em có hai màu ạ. CV12 có hai màu để phục vụ cho các chị lựa chọn. Đó là em có tông màu xanh này và em có một tông màu nữa là tông màu đen ạ. Màu đen của nó không phải đen tuyền. Đó, các chị có thể thấy được là cái hiệu ứng đen này nó lên những cái khói ấy. Đó, nó rất là trẻ trung và năng động các chị nhá. Hai tông màu mã sản phẩm của chân váy là CV12 kèm số điện thoại cho em để có đơn ạ. Chị nó sẹo mà. Đi về con gì đó. B1 xanh ok mọi người. B1 á, các bác không mua là hơi bị phí. B1 em có hai tông màu các chị nhá. Tông màu này các chị gọi cho em là tông màu trắng. Còn tông màu em màu phía sau kia là tông màu xanh ạ. 4 size SML, chọn size chọn chọn màu thoải mái cho em ạ. Thì bao giờ ra chưa? Đưa gần chân váy bò á chị. Chân váy bò màu đen. Đưa gần chân váy bò, chân bò em đưa gần rồi mà. CV12 là 379.000 một chân váy đấy ạ. Đây ạ. Các chị muốn nhìn gần chân váy màu đen đúng không? Đây ạ, chị ngắm gần cho em nhé.
Đó, ở trên live thì nó sẽ hơi thôi, lóa quá. Hơi bị lóa đấy. Các chị xem ở màn hình điện thoại khó chịu lắm. CV12 ok mọi người. Rồi em lên một cái áo sơ mi trắng nhé. Em cho các bác xem là tại sao các bác nên mua B1 của em. Chất vải thì bao đẹp cho em luôn. Rất là mịn, rất là mát. Và đặc biệt chân váy bò này, chất vải jean của nó co giãn thoải mái cho em các chị nhé. B1 CV12 dạ ok ạ, em nhận đơn các chị rồi ạ. Đai nhá, lên đai nhá. Đai bao nhiêu người hỏi không có này, giờ mới có để bán đây. Đai này hàng rau buôn hàng 23 đây. B1 ok mọi người, B1 đẹp lắm. Đai bán cho các chị sốc. Cho các chị đỡ phải mua ngoài trường 450 một cái dây đai. Em bán cho đâu. Ôi, đai xịn này. Xịn sò luôn đấy nhỉ. Đai này á, quá hè, sang chảnh luôn phải không ạ? Mùa hè nên có một cái đai này ở trong nhà các chị ạ. Để làm gì các chị biết không? Để khi các chị mặc với chân váy jean này, hoặc là nói chung là tất cả những cái váy của chị mặc đều được ạ. Hoặc là đặc biệt mùa hè chúng ta hay có sở thích là mặc cái áo suông ấy mọi người. Mặc kiểu áo suông mà họa tiết ấy. Các chị biết cái này rất là hợp nhé. Cái thiết kế của cái đai này nó lại rất là hay các chị ạ. Bởi vì sao ạ? Mọi người bình thường chỉ mix đai với váy thôi phải không ạ? Nhưng cái đai này các chị có thể mix với quần jean này, cũng lên một cái phong cách rất là đẹp, rất là trẻ trung. Và mix cho em với chân váy cũng được ạ. Mix với váy thì lại càng sang ạ. Váy body, váy xòe các chị mix cùng đều đẹp các chị nhá. Thôi bà Quỳnh ạ, bà đừng mang cái đấy đeo cổ, tôi khiếp lắm. Ok, cái này đai là để là đai gì? Đai ngọc. Không ạ, các chị lên cho em mã sản phẩm của em. Đai này là đai xịn kèm số điện thoại cho em để có đơn. Đai xịn kèm số điện thoại các chị nhá. Đai xịn kèm số điện thoại để có đơn hàng ạ. Các bác lưu ý nhá, cái phần ngọc này nó có cái móc để bác tháo nhá. Bác nào không thích thì tháo ra được cho em là. Đấy, ok cho mọi người. Ok cho mọi người. Đấy các bác nhá, mọi người nhớ lên cho em này mọi người ơi. Đúng mã của em nhá. Cái đai này là đợi mãi nó mới về hàng đấy mọi người ạ. Và cái đai này nhá, những ai mà đang là khách hàng mà kiểu đang đi buôn giống Lan ấy, thì đai này mọi người mua buôn là 230.000 một cái nhá. Lan không chấm gió đâu, bởi bản đai của Lan chuẩn là đai xịn luôn. Ok chưa? Lấy ảnh riêng của đấy nhá. Mọi người nhá, chị một áo lúc đầu nhé. Áo lúc đầu là áo gì? Áo lúc đầu là A1 rồi chị. Áo lúc đầu là A1 đúng không? Đó. Mọi người ơi, tại sao hôm nay em lại mix cái áo này em lại mix cái này với lại một cái áo trắng trơn? Tại vì áo họa tiết em vừa mặc xong. Các chị ạ, và cái con này khi mà cái chân váy A này khi mình đi về đai rất hợp lý luôn. Đấy. Chị một áo lúc đầu nhé, mình lấy áo nào là... nhỉ? Mình lấy áo. Nếu như lấy áo cổ nơ này, chị để lại giúp em mã là B1 cho em nhé. Comment lại giúp cho em là B1 kèm số điện thoại cho em ạ. 245.000 một áo ạ. Cái này các chị nhá, toàn bộ cái phần dây này các chị không thích cái đoạn ngọc này bỏ được ạ. Không thích cái dây trùng ở dưới bỏ được cho em Lan. Kiểu như chúng ta về nhà cứ rất tùy chỉnh ạ. Mặc chị rất vừa luôn. Chuyển khoản lấy A1 và CV12 rồi nhé. Dạ ok chị rồi ạ. Được chưa? Rồi, đai này lên đơn cho em Lan là tính ra bán đai sau đi. Tính bán đai sau đi, bán áo trước đã, bán áo với chân váy trước đã. Là mang màu chân váy ra đây cho chị em. Rồi ok, có bác nào khoái cái món này không? Cái chân máy A này. Ok ạ, các chị kích tặng cho em một vài nút chia sẻ nhá. Lên chơi lớn cho em set đồ này đi. Set đồ này đẹp quá, các chị thấy đẹp quá. Nếu như thấy đẹp đấy. Em chơi lớn luôn cho các chị săn nhá. Chân máy này gọi là chân máy A ấy, mọi người nhá, nó kiểu hơi suông một xíu, rất là dễ mặc luôn. Đấy, có sẻ thì sao. Dòng này của em là dòng A dài đấy ạ. Dòng A dài nhá, lên rất là đẹp. Sang, rất là đẹp, rất là chảnh luôn ạ. Chân váy bao nhiêu ạ? Ok ạ, chốt nhanh chân váy cho em luôn nhá. Hôm nay đừng bán đầu một anh nhá. Không bán đầu một, đừng bán đầu một toang lắm ý. Trời ơi thề luôn, lúc nào thì khách hàng luôn ý. Suốt ngày bán lỗ luôn mọi người, em buồn khủng khiếp luôn. Các bạn phải chia sẻ đi. Ok đó. Ok ạ, các chị kích chia sẻ cho em lên đi ạ. Để em lấy lý do em phá giá được không ạ? Ôi lấy lý do phá giá. Các chị phải cho em lý do chứ được không ạ? Em không cần, em chỉ cần lý do, em không cần gì, em chỉ cần lý do thôi phải không ạ? Ok không ạ mọi người. 4 size S, M, L, L. Ít mẫu quá, trời ơi các chị ơi, làm không kịp luôn mọi người, cố gắng đang phấn đấu về nhiều mẫu hơn. 4 size S, M, L, L. Chân váy này là gì? Chân váy ôm út chỉ giá em vừa lên rồi mà chị, em vừa lên rồi CV53. Thôi lên giá đi anh, nhanh qua mã luôn. Ok ạ, các chế chốt nhanh cho em áo, để lại cho em mã sản phẩm của áo này là B24 kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng. Lấy chân váy, lên cho em mã của chân váy là CV95 kèm số điện thoại cho em, giá yêu thương 198k cho một chân váy á. 198.000 một chân váy các chị nhá. Và size mình có size gì? SML. Ôi lại còn chơi lớn hơn nữa này, SML và phục vụ đến hẳn size XL luôn ạ. Các chị dưới 65 cân các chị mặc đẹp cho em các chị nhá. Lấy chân váy này lên đơn cho em là CV95 kèm số điện thoại để có đơn hàng ạ. 198.000 cho một chân váy. Có chân váy bút chì ôm dài không em? Em có hàng ạ. Chân áo trắng Lan mặc bao nhiêu em? B24
160.000 ạ. À. Lấy áo comment cho em mã sản phẩm của áo là B24 kèm số điện thoại cho em với chị nhá. Mọi người vào mua cái áo B1 ấy xong về thỉnh thoảng ấy mọi người. Mặc hay hay á, bác nào kiểu hay mặc sexy ở bên trong mà mọi người mặc bra ấy mọi người. Mặc bra ấy ạ à, thì mọi người mở hết cái cúc ra cho mọi người cho cái inner này vào bên trong. Đấy thì cái phần cổ các chị rất là đẹp luôn. Thay vì chúng ta đi vòng cổ ấy mọi người thì mọi người đi như thế này. CV95 em có hai tông màu để các chị lựa chọn nhé. Đó là tông màu đen thì rất là cơ bản rồi phải không ạ? Và em có một tông màu nữa, đó là tông màu be ánh ô liu ạ. Be ánh ô liu các chị nhá. Đó, không phải là màu be thường đâu ạ. Be này lên cực kỳ sang và mix với áo thì cực kỳ nổi bật luôn đấy ạ. CV95 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng. 198.000 cho một chân váy ạ. Áo ren trắng, cái con áo ren màu này này. Đấy, 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 tay đấy, màu đâu đấy. Ừ, con này đang còn hay sao ấy. Ok chưa? Chân váy đẹp lắm, chị gái lên lên cho em xin. Chân váy quá đỉnh luôn, dạ đúng rồi ạ. Chân váy cực kỳ đỉnh cao và sang trọng đấy. 60 cân mặc size L mọi người nhá. Cái form của nó em thề luôn, khách hàng nào của em mua chân váy đẹp ưng rồi sao nó không bị sát dáng các mọi người. Các chị nằm ở trong khoảng cân từ 60 cân cho đến 65 cân thì các chị cứ lấy cho em size XL cho thoải mái á. Và từ 59 cân trở xuống đến 55 cân mình lấy cho em size L. 54 cân cho đến 49 cân. 49, 50 cân thì mình lấy cho em size M các chị nhá. Và dưới cân nặng đấy thì mình lấy cho em size S là chuẩn đẹp luôn ạ. Lên con này á chị, lên con này á. Hay là con nào à, chị bây giờ chị muốn lên con nào thì comment đi. Tại vì em không biết mọi người lên con nào được không mọi người ơi. Trời ơi, hàng lẻ quá trời muốn lên được luôn. Áo là B24, ui con áo này hôm nay em có bán có 160.000 thôi anh. 160k đúng rồi ạ. Áo này là 160.000 một áo đấy ạ. Áo này là tăm áo thì phải gọi là cực kỳ đẹp luôn. Tăm hàn, mặc lên rất là nhẹ, rất là mát cho em các chị nhé, mặc mùa hè bao phê luôn cho chị em ạ. Trần Nga, em đọc được cái comment inbox của chị từ trong đấy. Mọi người ơi, tất cả hàng nhá, về nhà mọi người bóc hàng ra kiểm tra cho em, cứ cái nào đẹp mọi người nhận, không đẹp hoàn về cho em. Để mọi người làm gì ạ? Để cho chúng ta đỡ phải mất công, đỡ phải bực mình nhá mọi người. Bởi vì tay chúng ta cũng có ngón dài ngón ngắn thì nhân viên của em nó có thể sai, có thể sản phẩm đấy đáng lý ra không được gửi, nhưng mà lỡ đâu các bạn ấy gửi rồi thì các chị hoan hỉ hoàn về hộ em. Em xin phép được phục vụ cái mới, bởi vì vấn đề quan trọng nhất nó vẫn là chất các chị nhá. Còn đường kim của chị thì em nói thật lòng luôn này, có thể tự nhiên đến cái đoạn đấy ạ, thợ của em ngủ gật chẳng hạn, không kiểm được hết lỗi thì đến nơi các chị kiểm giúp em, báo giúp em Lan ơi áo này bị lỗi rồi, Lan đổi cho chị cái mới đi, rất vui luôn các chị. Ok không, mọi người đồng ý không? Đấy mọi người nhá, đấy là em mong muốn các chị như thế luôn đấy ạ. Quần u mì á chị, quần nhà em thì không có quần u mì đâu mọi người, quần u mì là quần ôm á, quần legging nhà mọi người đấy. Áo sơ mi đen áo sơ mi đen nhà mình có không nhỉ em nhỉ? Trời ơi, bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà lại còn phải thắc mắc những vấn đề đấy phải không các chị? Quá là nhạt luôn đúng không ạ? Bởi vì làm sao ạ, mua hàng được kiểm tra hàng thoải mái, nhận hàng chuẩn chỉ, đẹp đẽ, vui vẻ thì mình nhận hàng phải không ạ? Thỏa mãn cả đôi bên luôn ạ. Các chị nhận hàng về, mua hàng về, cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em, chuẩn đẹp thì mình nhận hàng vui vẻ các chị nhá, không vấn đề gì cả. Các bạn đừng lăn tăn cái việc là thỉnh thoảng mà nó có một cái sản phẩm gì đấy nó bị lỗi, giống như hoặc là có thể một cái khóa nào đấy nó bị lỗi chẳng hạn. Vì cái chân váy này đồ mới 100%, không có ai thử cả. Nếu như em mặc thử ấy thì em còn biết được là nó lỗi thì em giữ lại, chứ còn bây giờ thì không biết được, nên các bác khoan hỉ của cứ em kiểm tra đó, hàng nhá. Cho em. Còn trường hợp mà các chị đã nhận hàng rồi mà cảm thấy nó bị lỗi này hay là màu các bạn nhân viên gửi nhầm màu này, ok bên em hỗ trợ đổi miễn phí cho các chị luôn phải không ạ? Các chị không mất thêm 1.000 chi phí nào cả, đổi bên em là đổi miễn phí cho các chị nhá, các chị nhá. Ok anh ơi, anh đọc cho khách đọc comment hộ em áo giá áo cứ thoải mái luôn, mua hàng là phải thoải mái cho em ạ. Đúng rồi, thoải mái vui vẻ thì mình mặc nó mới đẹp được phải không ạ? Mình mặc lên nó mới sướng con người đúng chưa? Đúng chưa? Luôn là cầm tiền mà các bác không vui em chẳng thoải mái gì cả. Mình là thế kỷ 21 rồi, mình làm ăn nó phải sòng phẳng, phải vui tươi phải không ạ? Chân váy bò với chưa xem được thì tính xem lại like giúp em B4 kèm số điện thoại giúp em chị ơi. Áo sơ mi đợi em tí ạ. Cái đai á chị, em ơi thề đấy, đai bây giờ mới được hỏi ấy. Đai không bán đâu, dỗi rồi. Không bán nữa. Cho em xem áo lụa 225. Áo lụa 225 là áo này bác nhá. A2 ạ, mã sản phẩm của em áo này là A2 cho em nhé. Áo nào A2? 225, 225 là cái áo A2 kia. A2 ở đâu rồi? Ở đây. Đó, đúng rồi, chính xác. Đây, áo này đúng không bác? Áo này đúng không? Chất này của em là dòng vải phong lụa đấy ạ, dòng vải lụa phong dài các chị nhé. Mình mặc thoải mái cho em sơ vin cũng được này, hoặc là mình mặc kèm với cả quần sóc jean thả buông cũng rất là đẹp các chị nhé. Chị nào ấy mà chưa có một chiếc áo sơ mi lụa của nhà Lan ở trong tủ đồ thì khuyên chân thành vợt một cái đi, để làm gì ạ? Để về trải nghiệm một cái chất áo không. Mình lấy áo sơ mi trắng này để lại cho em mã sản phẩm của áo sơ mi trắng này là B24 cho em ạ. B24 kèm số điện thoại cho em để được chốt đơn. 3 tông màu để các chị lựa chọn này. Em có màu trắng Lan đang mặc. Màu xanh này của em các chị gọi cho em là xanh hàn.
màu be ánh ô liu. Và thiết kế của áo này được thiết kế mấy size? 3 size SML. Mã sản phẩm của áo này là B24. 160.000 cho một áo ạ. Chân váy, các chị lấy chân váy lên đơn cho em. Mã sản phẩm chân váy là CV95 kèm số điện thoại 198.000 cho một chân váy thiết kế 4 size SMXL ạ. Cái chị cầm lần trước á, dây chuyền bán không shop, dây chuyền em có bán luôn ạ. Dây chuyền làm cái đen đúng không? Đợi em tí em lên luôn bây giờ đây mọi người. Cái này của em Lan là chơi lớn anh ạ. Đúng rồi ạ. 122. Các chị lấy dây chuyền này cứ để lại cho em mã sản phẩm của dây là chơi lớn kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng ạ. 122.000 cho một dây các chị nhá, 122.000 một dây ạ. Các bác đợi em tí. Điện thoại cả ngày. Anh đọc comment của em. Lấy áo cứ lên đơn cho em, các chị lấy áo cứ lên cho em. Mã sản phẩm của áo là B24 ạ. B24 160.000 cho một áo. Chân váy là CV95 198.000 cho một chân váy ạ. Áo mã gì? Áo mã là B24 chị nhá. 160.000 một áo thôi ạ. B24 160.000 cho một áo. Rồi ok, chẳng ngắn tay lên luôn. Áo này, chân váy này không cần lót chị, mùa hè làm lót làm gì chị ơi. Mùa hè làm lót làm gì ạ? Cái này chị về nhà chị mặc mà lộ gân quần gân áo, hoặc là chị đi mà nắng nó xuyên thấu em cho chị trả lại hàng luôn. Vì sao? Vì tất cả khách hàng đứng đây nhá, mọi người nhớ này. Bóc hàng cho kiểm tra, đẹp thì nhận đẹp thôi. Hàng thật thiết kế của bên em rất là cẩn thận, các chị yên tâm ạ. Cái nào từng cần sản lót, phẩm thiết kế ra rất là tỉ mỉ và cẩn thận, qua rất là nhiều công đoạn của thợ kiểm tra soát hàng này, phải đến ba giai đoạn kiểm tra hàng thì mới được xuất xưởng về tại shop đấy ạ. Vòng tay em không bán, đợi em đấy nhá, để em tìm mối em bán đấy các chị. Cái vòng này em mua đắt lắm, còn bây giờ cái vòng mà người ta nuôi nhân tạo ấy thì em lại không đeo. Cái này là em đeo là vòng tự nhiên, nó hơi đắt một tí, nhưng mà em mua 5 năm rồi em không nhớ nó bán cho thằng nào nữa cơ. Không biết cái thằng nào mà nó bán cho em không nhớ nữa. Em được giới thiệu nhưng mà cũng quên luôn lú ấy. Lên một mẫu vài mẫu vét em không lên nữa rồi. Chân váy này là CV95, còn áo là B24. Lấy áo là B24 cho em ạ, 160.000 cho một áo ạ. Mang cái chân váy ra đây cho chị, chân váy xòe ra đây. Rồi ok, em sẽ lên cái áo cộc tay này cho các chị nhá. Thật ra là em thích mặc con này. Đợi em một tí thôi, em cứ lên trước cho các chị chốt rồi em mặc nhá. Không là nhiều bác lại có việc thì các bác lại out mất. Đấy mọi người. Rồi cộc tay này anh này. Chất này nhá, lưu ý này. Chất em đang mặc là tâm hàn. Đó, nó sẽ có hơi, tức là nó đã được xử lý là tối đa độ nhăn. Nhưng riêng cái con áo cộc tay em đang cầm ở trên tay, mặc con này không bao giờ nhăn cho em Lan. Đây là mọi người này, chất này không bao giờ nhăn luôn. Bởi vì chất này là em đặt riêng, em bắt nó phải xử lý 100% độ nhăn là không được nhăn luôn cho em. Mà cái chất này các chị biết không, có những shop bán áo này nhá, cái chất em đang bán ấy hơn 500.000. Chân váy bò em xem với em mới vào. Dạ ok ạ, à, mình chỉ có đợi em một chút xíu nhá. Sau mã này em sẽ sâu lại chân váy để cho chị ngắm ạ. Các chị lấy áo này comment nhanh cho em mã sản phẩm của áo là B5 kèm số điện thoại cho em để chốt đơn ạ. B5 kèm số điện thoại để mình có đơn hàng. Giá yêu thương 100. 100. Không được giảm nhé. 100. Bán đầu một mà giảm rồi. 185.000 cho một em áo này ạ, thiết kế 3 size SM và L. 4 size luôn, SML với L. B5 kèm số điện thoại cho em để có đơn các chị nhá. Hai tông màu, màu đen và màu trắng ạ. Phần tay của nó rất đẹp luôn các chị. Nói chung là các chị nào mà kiểu mình cái con người mình là cái cơ thể mình mà cứ mùa hè là phải mã cộc tay thì phải vượt con này cho em Lan. B5 ấy. Đúng rồi ạ. B5 kèm số điện thoại cho em để có đơn. Các chị lấy áo này lên đơn cho em. B5 kèm số điện thoại các chị nhá. 4 size SML 100. Chốt sale tại livestream 185.000 cho một áo ạ. 185.000 một áo. Thôi mà chụp cho em ạ. B5 kèm số điện thoại. B5 kèm số điện thoại để có đơn hàng hai màu, màu trắng và màu đen ạ. Màu trắng và màu đen cho em Lan. Ok cho mọi người. B5 kèm số tài giúp em. Chơi lớn sợ không còn đấy mọi người. Chơi lớn sợ không còn luôn. Áo em mặc là B24. Nói chung ấy là một cái dòng áo basic như này thì các chị nên có, bởi vì riêng con áo này nhá, các chị mặc sơ vin được. Chân váy có sẻ sau không? Dòng chân váy này của em có sẻ sau chị nhá. Có sẻ sau và được thiết kế hai tông màu, màu be ô liu và tông màu đen ạ. Mỗi chân váy đều được thiết kế cẩn thận, có sẻ sau này và có thiết kế hai túi sườn cho các chị mặc thuận tiện hơn các chị nhá. Mã sản phẩm của em chân váy này là CV95 kèm số điện thoại cho em để có đơn. 198.000 cho một chân váy ạ. 198.000 một chân váy. CV95 kèm số điện thoại để được tư vấn và chốt đơn ạ. Rồi các bác nhìn hộ em này, mặc áo B5 rồi ok rồi, em thì em vào mặc áo B5 cho. Đấy các bác nhìn hộ em, phía sau có sẻ mọi người nhá, phía sau có sẻ ạ. Áo này của em Lan là cổ chúng ta thích kín nhất, thích
thở thở cho em Lan. Cho chị mượn cái này mặc với lại một cái chân máy thôi rồi chị sẽ mặc cái màu đen đi với chân ô liu nhỉ anh ạ. Cho hợp lý nhá. Ok. Ô liu size M á? Ô liu size S đâu? Trong nhà có. Tìm lại xem nào. Chứ ô liu size M to như thế mặc kiểu dưới. Đúng mọi người, mặc kiểu gì? Chân váy xanh bao nhiêu? Chân váy xanh nào? Chân váy xanh dáng xòe mình để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV86 cho em nhá. Áo này đúng không? Mọi người sợ áo này đúng không? Áo này các chị nhìn của em này, mặt vải có độ bóng nhá. Không bao giờ nhăn luôn, thề. Khách hàng rất thích con áo này. Các chị ơi. Vải gì không quan trọng đâu, quan trọng là em bản thân bọn em khi mà nhập vải, bọn em nhập vải có xịn cho các chị không thôi mọi người. Tại vì nếu như các chị không biết mua ấy thì cái vải này các chị vẫn mua 500.000 một áo. Đó mọi người. Chân váy xòe em bán tặng là 245.000, lên đơn là CV86 kèm số điện thoại giúp em. Set em nó mặc áo là 160, chân váy là... Chân váy bao nhiêu anh? Chân váy 198.000 một chân váy. Chân váy bán 198 em không ưng một tí nào luôn, bởi vì cái chân váy này xuất sắc, bán 198 cuốn. Thấu lòng luôn. Ok ạ, các chị hỏi chân váy xòe này phải không ạ? Dáng chân váy xòe này của em mã là CV86 các chị nhá. Mã của sản phẩm chân váy này là CV86 ạ. Bao nhiêu ạ? 245.000 cho một chân váy. 245.000 một chân váy và thiết kế của em có 4 size S, M, L và XL, có thiết kế có khóa kéo sau này, có hai túi hai bên này. Đó, cặp cao lên tôn dáng cực kỳ đẹp cho em luôn. Đó, cái cặp rất là cách điệu rất là đẹp luôn ạ. Và chân váy này em có 4 màu. Màu này của em gọi là màu xanh cổ vịt, em có một tông màu nữa là tông màu be anh ô liu và tông màu nâu, tông màu đen nữa. Có tổng cộng là 4 màu để cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. Mã sản phẩm của em chân váy này là CV86 kèm số điện thoại cho em để có đơn các chị nhé. 245.000 cho một chân váy ạ. Chân váy bò nãy đâu rồi em nhỉ? Chân váy bò còn hàng không? Chân váy bò xin nhận cho khách hàng rồi. Ở trong kho mà chưa mang ra. Có size M không em? Chưa bù ra đi. Đây ạ, các chị lấy chân váy bò này comment cho em mã của chân váy bò là CV12 cho em nhé. Chân váy xẻ sau ạ, xẻ sau đó, phía sau có thiết kế hai túi này và có khóa kéo trước này, hai đặc biệt hơn nữa là nó có đến 3 cái cúc luôn ạ, phía trong có một cúc luôn này. Đó, và hai cúc cà cao nữa. Chân váy, mã của chân váy này là CV12, 379.000 cho một chân váy với hai màu, màu xanh và em có một tông màu nữa là tông màu đen khói ạ. 3 size SML. Các chị đặt hàng cứ để lại cho em mã sản phẩm kèm thêm cho em số điện thoại là hệ thống vào đơn cho mình rồi ạ. Đó, màu đen khói của em đây ạ. Màu xanh và màu đen các chị nhớ, 379.000 một chân váy 3 size SML ạ. Mã của chân váy là CV12 kèm số điện thoại cho em để có đơn. Áo trắng vừa mặc mã gì em? Áo trắng vừa mặc mã áo trắng trời, áo này phải không ạ? Cổ Đức dài tay form basic B24 ạ. Áo trắng này của em là B24 chị nhá. B24 160.000. Em có 3 tông màu, màu trắng là mặc vừa rồi, màu này của em gọi là màu xanh hàn. Và em có một tông màu nữa là màu be anh ô liu đấy ạ. Màu be anh ô liu đấy ạ. Mình đặt áo này cứ để lại cho em mã của áo là B24 cho em các chị nhá. 160.000 cho một áo ạ. Các bác ơi, các chia sẻ like đi. Đây. Thôi đứng đây cho bác ngắm áo thôi nhá, em đi vào, em đỡ phải đến lựa. Tại sao vì áo này vừa bán rồi, B5 hả anh? Đúng rồi ạ, áo này là B5 ạ, B5 kèm size, kèm số điện thoại cho em để có đơn. Đúng ra là em mà còn chân váy jean, em mặc con này với chân váy jean là đẹp hết nước chấm luôn. Mà em lại không mặc. Tại vì sao? Chân váy jean đang sợ hết hàng, không hàng trả. Nhân viên vừa báo là mấy trăm cái rồi ấy. Quá đẹp đúng không ạ, một set đồ các chị thấy thế nào ạ? Sang chảy đúng không ạ? Rất là basic luôn. Không phải là basic đâu, nó lên một cái xu hướng rất là sang chảnh và đẹp luôn đấy. CV86 mình quất hai cái rồi, phải thừa nhận là form đẹp, chất vải mặc phê luôn. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Áo tay phồng á chị Liên Lê ơi, từ lúc mà ở cái thị trường miền Nam này chưa biết áo tay phồng là gì thì em đã bán cách đây 3 năm rồi. Và bây giờ thì em chuyển. Các chị ơi, các chị cho em tâm sự mỏng của các chị một chút xíu được không ạ? Làm sao mà có một cái livestream nào mà toàn feedback xịn sò của mọi người như thế đúng không ạ? Toàn là feedback xịn luôn ạ. Cho xem áo A1. Dạ ok ạ, mình đợi em một chút xíu ạ. Các chị ngắm set này và chốt set này cho em nhé. Mã sản phẩm của em áo này là B5 kèm số điện thoại cho em ạ. B5 kèm số điện thoại 185.000 cho một em áo này ạ. Trời ơi,
ai mua được cái áo này 185 luôn ý, đừng nói là có thể bán lẻ ra được, mọi người mua buôn thì chẳng có. Mã của áo này là B5 cho em các chị nhá, B5 185.000 một áo, thiết kế 3 size SML chất vải thì bao phê cho các chị luôn ạ. Không bao giờ nhăn. Em không bao đẹp, em không bao đẹp, em bao phê luôn, các chị mặc vào không chân phê em không lấy tiền các chị nhá. Chân mày dáng A là 198.000, chân váy dáng A là bị phá giá đấy, 198.000. Còn con chân váy này của em là 199.000 nhá. Con này là CV76 ạ. Các chị lấy chân váy bút chì này thì cứ để lại cho em mã của chân váy là CV76 kèm số điện thoại cho em để có đơn. Nó đi với chân váy ôm đẹp, chân váy xòe đẹp ạ, quần bét ghi đẹp ạ. Quần bét ghi đi với con này đẹp cực kỳ luôn. Đó, và các chị mặc với chân váy xòe thì lại càng xịn luôn phải không ạ? Đấy, các chị lấy quá xịn luôn này. Đi với chân váy xòe này đẹp chưa? Xịn chưa? Xịn chưa? Quá xịn luôn phải không ạ? Chân váy mặc bao nhiêu ạ? Chân váy ôm là 199.000. Mã của sản phẩm của chân váy nâu này là CV76 cho em các chị nhé. CV76 3 màu ạ, 4 size SML. Chân váy Lan đang mặc, các chị để lại cho em mã sản phẩm của chân váy là CV76 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng. 3 tông màu, em có màu trắng này, màu trắng này. Lan đang mặc là màu nâu cắt cháy. Một tông màu basic nữa là tông màu đen, không thể thiếu được rồi phải không ạ? 3 màu, 3 size và được thiết kế đến 4 size SMXL CV76 199.000 cho một chân váy các chị nhá. Lấy áo các chị có để lại cho em mã sản phẩm của áo là B5 kèm số điện thoại cho em để có đơn. B5 185.000 một áo 3 size SML, màu trắng và màu đen ạ. Đó, mỗi màu các chị mix nó lại lên một phong cách khác nhau, một thần thái khác nhau ạ. Kiểu như là các chị mix với cái này nhá thì trông nó rất là gọn, nó rất là khỏe, nó rất là năng động. Nhưng mà khi các chị mix với chân váy xòe thì nó lại theo một cái phong cách kiểu như nào ạ? Khác hoàn toàn luôn ấy mọi người. Đấy mọi người. Xem đằng sau đi Lan, đằng sau của nó có thiết kế có xẻ các chị nhá. Có xẻ để đảm bảo mọi đây, người đi lại đi xe máy được thoải mái cho em ạ, đi xe máy di chuyển dễ dàng cho em. Đó, phía sau đây ạ, phía sau có khóa kéo và có xẻ đắp tà rất là sang xịn mịn. Thì mọi người biết là có đắp tà nhá, còn không em đứng thì mọi người không biết đâu mọi người ơi. Đấy mọi người, tại vì sao các chị biết không? Tại vì khách cái chân váy này là khách vừa mới mặc, mà khách hơn 50 cân. Khách mặc thử cái size của em nên nó làm nó bị rộng ấy mà em chưa kịp lấy cái con mới. Đó mọi người ạ, này các chị nhìn này. Cái này chỉ cần được giặt thôi ạ, nó về form ngay nhưng mà bây giờ nó không được giặt đấy mọi người. Chân váy dáng A là CV95, chị Trịnh Thị Yến cho em xin số điện thoại. Các bác ơi mình nhớ chia sẻ like hoàn thành đơn của em mọi người nhá. Đó, mỗi bác thích cho em xin một nút chia sẻ like nữa đi. Gì vậy trời ơi. Like cái gì đây? Các chị lấy áo. Các chị lấy áo, cứ comment cho em mã sản phẩm của áo là B5 kèm số điện thoại cho em. Áo em mặc có 2 màu đen trắng thôi. B5 các chị nhá, áo B5 này em có 2 tông màu, màu đen và màu trắng. Thiết kế 3 size SML, em nhận an toàn cho các chị dưới 60 cân, các chị mặc đẹp ạ. Chân váy A mã gì vậy? Chân váy A của em mã là CV95 cho em các chị nhá, CV95 ạ. CV95 đây, em sẽ cầm CV95 cho mọi người nhá. Chân váy A CV95. Chân váy A, cái con này là CV76 nhá. Con này là 76 ạ. Ôm có nhúm là 76, còn A suông là 95 nha mọi người ơi. Đấy Quỳnh ơi, Quỳnh lấy chị 295 rồi đấy. Áo em mặc có màu khác không? Em có 2 tông màu đấy ạ, màu đen và màu trắng. Em không bán đồ nào, em bán mới phục vụ được đồ nữ hả mọi người, chưa phục vụ được đồ nam. Cái chân váy suông nhá thì em có 2 màu mọi người ạ, em có màu ô liu. Dạo này hay ghê, có mấy bác ở nước ngoài comment đặt hàng. Có mấy bác ở nước ngoài comment đặt hàng chứ. Các bác là theo công không để sản xuất. ngày xưa lúc mà Lan trước khi mà đi bán buôn thì Lan làm xuất khẩu nên các bác có đặt theo công rồi để Lan còn sản xuất. Trời ơi, bác này không biết là ở Brazil hay ở đâu đây nói tiếng này tiếng Tây Ban Nha sao. I don't know. Em nhìn thấy không phải tiếng Anh đâu. Cái này là em của em là CV95 mọi người nhé, CV95 kèm số điện thoại được chưa? CV76 kèm khách hàng số điện thoại. Chân váy jean. Công chuyện chân váy jean xa xôi. Trời ơi, chân váy jean từ nãy giờ em quẩy quá là sung luôn đấy ạ. Em sợ là cũng không còn đủ hàng để phục vụ cho các chị luôn đấy. Đến cả nghìn cái á. Xuông em mặc rồi mà chị, xuông em mặc rồi. Đây ạ, em sẽ sâu lại một lần nữa nhá. Sâu lại một lần nữa để các chị đặt hàng ạ. Đây xuông em. Chân váy jean đấy ạ. Ok, từ em sâu chân váy xuông này trước nhá. Chân váy xuông này của em mã là CV95 ạ. CV95 198.000 cho một chân váy này ạ. Các chị lấy chân váy suông này cứ để lại cho em mã sản phẩm là CV95 kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng rồi. Em mặc rồi, tí mọi người xem này like là được. Gửi cho em chưa, mình nhắn tin vào tin nhắn của em. CV53 có đen. Hết hồn con Lâm. 53 nó khác với 76 là 53 là trơn còn 76 có nhúm. 76 có nhúm. Đó, chân váy 76 này của em thì được thiết kế có nhúm này. 53 này, 53 là
trơn này, trơn không có gì hết. Còn 76 có nhúng và 53 dài hơn 76 nhá. 53 dài hơn 76 ạ, dài hơn tầm khoảng 7 phân 8 phân gì đấy. Mọi người ạ, ok chưa? Để qua đây mọi người ơi. Đấy, chị gái Mộc Hương cho em Lan xin số điện thoại này, có mã số giúp em. Cái này có hai màu nhá. Cái này có hai màu 4 size, tất cả đều có full size S, M, L, XL. Em nhận được 40 cân. Đấy, bảo rồi mà kích thước nó to quá mà khổ. Sao đấy, sao đấy? Quá khổ, quá tải. Quá khổ, quá khả tải. Thôi khổ lên cho em thôi. Tăn lóc đấy giờ qua từ cái này sang cái kia. Đấy, ai lấy xuông thì lên đơn 95, còn ai lấy ôm lên đơn 76 nhá. Ôm nhúng thì 76, ôm trơn thì 53. Yên tâm luôn, khoảng tầm độ 3 ngày nữa về thêm một mã chân váy. Thề, mã đấy về chắc hot lắm anh nhỉ. Ok chưa, rồi chúng ta có mã tiếp theo mọi người nhá. Em sẽ xong một mã váy liền cho mọi người. Rồi xong cho mọi người đi. Ok ạ, các chị ngắm lại cho em chân váy jean để đặt hàng nhé. Mã sản phẩm của em chân váy jean này là CV12 ạ. Cạp cao 2 cúc. Đó, thiết kế của nó rất là tỉ mỉ, cực kỳ cẩn thận luôn ạ. Đấy, các chị thấy không ạ? Đó, phía sau của em là có hai cái túi để hai cái túi này có tác dụng gì ạ? Hai cái túi này không phải là để nó làm cảnh cho đẹp đâu. Hai cái túi này nó có tác dụng là tôn mông cho các chị nhé. Mặc lên cảm giác mông của mình rất là to, tròn và đẹp ạ. Đó, lấy chân váy này các chị chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV12, kèm giúp em số điện thoại là được. Em có hai màu cho chân váy này nhá, màu xanh và em có một tông màu nữa là tông màu đen khói á. 3 size SML nhận an toàn cho các chị dưới 60 cân, 379.000 cho chân váy này ạ. CV12 kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng rồi ạ. Dáng của nó hoàn toàn là dáng suông, có sẻ sau ạ. CV12 kèm số điện thoại là có đơn hàng. Các chị lấy chân váy Gucci lan mặc vừa rồi cứ comment cho em mã sản phẩm của chân váy là CV76 cho em nhé. CV76 kèm số điện thoại cho em để có đơn. 40 cân chị Hạnh Nho mặc cho em sẽ là đẹp rồi chị nhé. 3 tông màu trắng, màu đen và em có một tông màu nữa là màu nâu cát cháy ạ. Riêng thiết kế của chân váy màu trắng này được thiết kế có lớp lót để làm sao ạ? Đảm bảo cho các chị đi làm này, đi dạy kín đáo lịch sự 100% luôn cho em, không lo lộ hở với chị nhé. Mã sản phẩm của em chân váy này là CV76, 199k cho một chân váy ấy. G6 là form dài, còn G67 là form ngắn. 67 là trên gối, còn G6 là qua gối. Thật ra là nếu như mà xét về giá thì hai cái em đang bán giá như nhau. Nhưng hôm qua nó còn lẻ mấy cái này là sẵn nốt cho các bác. Thì những bác nào là thích mặc trên gối mình chốt G67. Nhưng nó còn đủ size đâu mọi người. CV12 ok mọi người. Ôi, cứ cầm chân váy bò lên là đơn lơn dã man luôn. Shop vừa lại, đúng rồi chị ơi, sẽ có nhân viên gọi đơn luôn. Tại vì nếu như không gọi đơn luôn thì sẽ không kịp ca tối mọi người. Em đã phải dừng like nhá, em phải dừng like mất 3 ngày. Thực sự để cho các bạn mua một số. Like ra vài nghìn đơn cho nên là các bạn nhân viên sẽ phải gọi chốt đơn cho các chị luôn đấy ạ. Nếu không thì sẽ không thể kịp được. Mà nếu như mà không chốt ngay thì sẽ phải sau 1-2 ngày gì đấy các chị mới được chốt đơn đấy ạ. Bọn em phải đua số rất là nhanh ấy mọi người ạ. Trời ơi, hôm trước em đã phải nghỉ mất 2 ngày nhờ anh ạ, mình phải nghỉ mất 2 ngày. Em phải nghỉ 2 ngày cho các bạn nhân viên của em đua số. Và hiện tại bây giờ nhá, cái số nhà em mà cái số ở ngoài hệ thống ấy vẫn đang còn rất nhiều luôn mà không thể gọi hết được ấy mọi người. Nên là bác nào kiểu mình xem live mà mình thấy lâu gọi đơn thì mình cứ nhắn tin vào tin nhắn cho nó nhanh mọi người ạ. Đó, và những chị nào mà sau live, 95, chị không có 90 đâu, 90 là mã khác nhá, 90 đặt hàng là thành ôm đấy. Chân váy suông là CV95 ạ, chân váy suông của em mã là CV95 chị nhá. Chân váy suông A là CV95 ạ. Hai tông màu, màu đen và màu be, 4 size SML XL. Sale 198.000 một chân váy ạ. Được chưa ạ? Nếu đây ạ, các chị chốt qua cho em với em váy body này các chị nhá. Một em body siêu thần thánh của bên em này ạ. Cái hàng màu be này là hiếm này, hàng màu be là hiếm thì không có vải. Chị gái Tuyên Trần cho em Lan xin số điện thoại. Mọi người ơi, nhớ đầy đủ mã kèm số điện thoại cho em Lan nhá. Còn sai số màu sắc mình báo nhân viên sau. Thật sự luôn, riêng nhà em nếu như tư vấn các bác không ok, hủy đơn thoải mái. Hàng về nhà kiểm tra không đẹp, hủy đơn. Nếu như vấn đề vẫn bất kể vấn đề gì lỗi ạ. Đó, báo nhân viên đổi hàng. Nếu như lỗi bên em 100% miễn phí. Tại sao? Vì bán hàng mình là dịch vụ mà. Bây giờ mà khách hàng không lý thì lần sau khách đến nhà mình được đúng không? Nên là các bác cứ thoải mái đi. Cái này rất là rõ ràng luôn. Muốn đi lâu đi xa ấy mọi người ạ, thì phải tử tế. Còn bây giờ mà muốn chụp giật đi thì nhanh lắm. Bán cái ngày mai biến mất em đố chị nào tìm được em. Cũng có đâu. Em ở đây 8 năm rồi, năm nay là năm thứ 8 rồi các chị ơi. Đấy, chị ơi sắp có vest sắp lách không? Vest sắp lách chưa có chị ơi, vest sắp lách chưa có. Hình như là em đang có làm một set vest sắp lách xinh lắm. Đợt tới em sẽ về cho mọi người, được chưa? Có bác nào khoái con váy này không? Màu mới đấy, màu be. Be này kiểu màu be sáng ấy ạ, màu rất là chơi luôn mọi người. Váy này em có 4 màu mọi người nhá. Em có be, có đỏ, có đen và có xanh cho em Lan.
form đuôi cá các chị nhá, form này rất đẹp. Xong rồi gọi chốt đơn vậy, B24 em không có size L nhưng hiện tại em đang nhận là dưới 2 à dưới 62 cân. Vẫn vừa mọi người. Đó, B24 vẫn nhận dưới 62 cân. Hình như không có bác nào khoái con này, không có bác nào khoái con này, em rút mã này. Đó. CB76 á, ok đợi em show lại cho mọi người. CB76 đúng không? CB76 cho cái mình chưa các bạn ơi. Đây CB76 đây. CB76 là con có nhúm nhá. Ở bụng nó sẽ có 3 đường link nhúm mọi người ạ. Đấy, mọi người ạ. Đó, con này đây mọi người nhá. Chị ở nước ngoài, chị muốn đặt CB95, CB76. Ok chị. Vâng ạ, chị nhắn đi vào tin nhắn đi cho các bạn xử lý hộ em. Cho mình xem bộ lụa áo cộc quần dài chưa có hàng chị, chưa có hàng. Chị Trần Hà em vừa giải thích rồi đấy ạ. B24 chưa có size L. Ok ạ, ok ạ, ok ạ, ok ạ. Bây giờ nhá, chị em mình vui vẻ một chút xíu được không ạ? Các chị cố gắng kích cho em, tặng cho em một vài lượt chia sẻ để mình lên xét mình săn cho em váy đuôi cá này các chị nhá. Ba tông màu để các chị lựa chọn cho dòng váy đuôi cá này, đó là màu be này, màu be này, em có màu đỏ này, màu xanh và màu đen. Ôi, bốn màu luôn, chơi lớn nhỉ. Hôm nay chơi cả bốn màu luôn à? Ok, ok, các chị kích tặng cho em một vài nút chia sẻ nhé. Sau đó comment cho em mã K1 kèm số điện thoại cho em vào đây để mình chốt cho em váy đuôi cá này. Hôm nay phá giá luôn ạ. Hôm nay phá giá luôn được không ạ? Phá giá để các chị chốt nhanh em váy này các chị nhá. K1 kèm số điện thoại cho em để có đơn ạ. Chốt nhanh cho em này. 200. 200. Bán đầu hay ứng. 225k cho một váy ạ. 225.000 một váy K1 này, chỉ chốt nhanh tại livestream này cho em thôi các chị nhá. Thôi không vào, em đi vào đây, em đi vào đây. Nhận được hàng mà ưng quá, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Đổi hàng dễ không số phận, rất là dễ luôn ạ. Đổi hàng bên em chưa bao giờ dễ đến thế. Các chị nhận hàng, nếu như trường hợp mà không vừa size hoặc là muốn đổi màu đổi size, các chị chỉ cần gửi lại cho bên em. Đó, gửi lại cho bên em là đổi được rồi ạ. Thật ra các chị thấy khó thôi, giống như kiểu là mình đi ra bưu điện mình gửi hàng thôi mà, nó đơn giản mà. Kể cả như là mẹ em bây giờ là 6 mấy rồi vẫn biết gửi đồ ra cho con, giấy tờ gì cần vẫn gửi được mà, có vấn đề gì đâu. Nói chung là mình cứ thấy nó khó thì mình nghĩ nó dễ thì nó dễ, giống như là cái cuộc sống của mình cũng vậy, mình nghĩ nó đơn giản thì nó đơn giản. K1 các chị nhớ mã sản phẩm của em váy đuôi cá này ngày hôm nay là K1 cho em để có đơn ạ. Giá chơi bời 225k cho một váy á. Con này hơi bị chơi luôn rồi đấy, mua bao nhiêu cái mà không chê được cái nào. Chị Thảo đây, chị chê em thì làm sao mà chị vào like của em được. Thật ra nó sẽ có cái chê đấy mọi người ạ. Nhưng mà cái nào mà các bác chê các bác cứ hoàn về. Đó mọi người ạ, chứ chúng ta đừng đánh đồng là chúng ta mới mua một cái rồi lỡ đâu cái đấy lỗi cái xong bảo cái shop này làm ăn không. Trời ơi, đúng kiểu luôn là đúng bán không? Cho vui này chứ lời lãi gì tầm này phải không ạ? Đỏ làm sao mà có thể mà có lãi 225.000 cho một em váy thiết kế quá xịn như này đúng không ạ? Bán buôn còn không bạn nào bán được ấy, đừng nói bán lẻ. Các chị chốt nhanh cho em nha, mã sản phẩm của váy đuôi cá là K1 kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng. 225k cho một váy á, thiết kế mấy size? 4 size luôn ạ. Ôi, quá xịn sò như này, 4 size luôn ạ. SML XL cho em các chị nhá. K1 kèm số điện thoại cho em để có đơn. Em cảm ơn chị. Mọi người ơi, vì shop uy tín với chị rồi, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Đuôi cá lan mặc ngoài màu be nổi lên tôn da lắm chị ơi. Em không hiểu sao mà cái hiệu ứng của cái màu be lên rất là tôn da luôn đấy ạ. Đáng lý ra là em không làm con này lâu, em nói thật luôn đấy, nhưng mà sau cùng em vẫn làm mọi người. Đấy mọi người nhá, ok cho mọi người. 225.000 một váy giá chồm em siêu phẩm đuôi cá. Và làm sao ạ? Em váy đuôi cá này nó một cái ưu đi, có một cái ưu điểm nó rất là hay ho ạ. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất là nó che bụng rất là giấu các chị nhá, và cái phần xếp này nó sẽ tôn vào một cho các chị lên rất là đẹp, rất là ăn chơi luôn ạ. Chị Xuyên ơi, em bán cái giá đấy là rẻ nhất. Và một điều nữa là làm sao ạ? Cái chân váy đuôi cá này nó sẽ giấu khuyết điểm cho các chị rất là tốt, đối với các chị có chân vòng kiềng này, chân cong này, chân quá bé này. Khuyết điểm về chân các chị mặc em váy này nó sẽ che hết cho các chị luôn ạ. Nó giấu tuyệt vời luôn cho các chị nhá. Các chị lấy váy này để lại cho em mã sản phẩm của váy là K1 kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng. K1 kèm số điện thoại 225k chốt tại livestream này ạ. 225k cho một váy các chị nhá. Ok cho mọi người, K1 kèm số lại. Váy này của Ella là siêu co giãn. Tại vì sao ạ? Bởi vì nếu như nó không co giãn chúng ta không đi được. 1m71 thì cái con này là nó hơi, chị mặc là không được đâu. Tại vì con này là 1m71 thì sẽ hơi ngắn. Đấy chị ạ. À rồi, ok, những sản phẩm khác chị mặc rất ưng đúng không? Em ơi, chiều cao 1m71, chị san cho em xíu đi. Ôi, cao 1m71, mông 102.
siêu mẫu đây. 1m7 nên mặc ưng vào ưng lắm, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Đúng. Và đặc biệt hơn nữa, ở cái dòng váy này, thiết kế của em váy này là nó không kén chiều cao một chút nào đó. Chị khách 1m71 mặc lên mà vẫn còn đẹp này đấy, mặc lên rất là đẹp này. Và 1m50 các chị mặc lên cũng rất là đẹp các chị nhá. Riêng váy đuôi cá thì bác là 1m50 là mặc đẹp luôn. Nào, quay ngay sang đây. Đen không thử đâu mọi người ơi, đen dễ mặc lắm luôn đấy mọi người. Đấy mọi người này. Okay, em phá giá cho nên là em sẽ ướm nhanh để các chị ngắm nhá. Em ướm nhanh để các chị ngắm ạ. K1 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng 225k cho một em váy thiết kế K1 như thế này. Lưu ý luôn cho em, váy này của em là hàng thiết kế độc quyền chỉ Green Shop mới có để phục vụ cho mọi người thôi ạ. Mã sản phẩm của em váy này là K1 cho em các chị nhá, 225k cho một váy. Thiết kế đầy đủ cho em đến 4 size S, M, L, XL, chất vải mịn mướt và yên tâm cho em mặc mùa hè rất là mát các chị nhá. K1 kèm số điện thoại cho em để chốt đơn ạ. Chanh xanh nhá, thề các chị luôn, chạy khác là 53 cân mà eo mình gọn thì mình lấy cho em size M là chuẩn đẹp luôn rồi ạ. Cái này có co giãn các chị ạ, các chị nhìn em cái độ co giãn của nó này. Đó, các chị thấy độ co giãn của nó chưa? Trời ơi, co giãn cực kỳ sướng luôn, cực kỳ thoải mái cho em luôn ạ. Được chưa? Co giãn được chưa? Vải co giãn sướng luôn mọi người, cứ mua về đi ạ. Màu nào cũng đẹp nên mọi người cứ mua đi, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Mỗi màu lên một phong cách, mỗi màu lên một thần thái á. Và em có màu xanh coban này, màu xanh dương đấy ạ. Màu be, tông màu be, tông màu đỏ và tông màu be, tông màu đen ạ. Tông màu đen, 4 tông màu cho các chị lựa chọn màu thoải mái cho em nhé. K1 kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng rồi ạ. Váy đuôi cá, màu chị đang mặc là màu gì ạ? Màu đang mặc là màu be ạ. Đúng rồi ạ, mình để lại cho em là màu be được chị nhá. Đo bẻ be đỏ xanh đen, đo bẻ đấy các bác ơi. Trời ơi, nói nhiều quá, nó dính vào với nhau rồi. 1m58, 60cm mà size L thì gái ơi. 60cm lấy lên cho em sẽ XL cho thoải mái. Dưới 60cân thì các chị lấy cho em size L ạ. Đấy, cái vòng cổ của em nhá, mặc cái gì nó hợp luôn mọi người, mà thấy xinh không? Xem thử CV76 ok mọi người. Cái này của em Lan làm mã gì nhỉ? K1 ạ? K1, đúng K1 rồi ạ, K1 4 size M lấy L và đây nhá mọi người nhá. Cái váy này mặc lúc nào nó cũng đẹp và dễ mặc luôn. Chụp mã ai? Máy là thì có biết màu hay như nào. Em cầm lấy áo ren luôn. Đây, còn mấy áo ren này lên luôn. Bây giờ nha, bây giờ sẽ đến chuyên mục hời xin phép bắt đầu. Em có 1m58 mà nặng 42 cân. Nhớ nhá, Lan 1m58 nặng 42 cân, mặc đuôi cá. Đuôi cá này dành cho bác nào càng thấp mặc càng đẹp. Tại sao ạ? Bởi vì thấp ấy. Các chị mặc đuôi cá các chị ạ. Cái việc mà các chị mặc đuôi cá trên gối ạ, nó sẽ khác hoàn toàn với việc các chị mặc đuôi cá dưới gối nhá. Mặc đuôi cá dưới gối rất sang luôn. Ok mọi người, cực kỳ sang luôn các chị ạ. Đấy, các bác cứ nghe em đi, vật con này đi. 1m50 mà 1m57 và 50 cân mặc size M thì cái ơi. Lên mẫu khác đi, bây giờ em sẽ qua mẫu luôn. Bây giờ là đến chuyên mục rất hời cho các bác. Vì sao? Vì em sẽ còn những cái mã áo mà hàng thiết kế ạ, nó còn một vài cái sẽ tặng các bác luôn bây giờ. Đấy, các bác có thấy hời không? Chia sẻ like nhanh. Nào Quỳnh, lấy like. Lâu em chụp mã này chưa? K1 đụng bủ màu nhá, thôi tí nữa lên mã về. Cái chụp đi, báo cả có cả màu be nhá. Đấy, mẫu nào cũng đẹp mà lùn quá không mặc được. Trời ơi, lùn thì chị gặp em váy này nó phải là chân nái luôn rồi chứ ạ. Đúng ạ, 1m71 các chị mặc vẫn đẹp này. Và em váy này 1m50 các chị mặc vẫn đẹp cho em các chị nhá. Đảm bảo luôn. Bởi vì làm sao ạ, nó không phải là giống như là những cái dòng váy ôm body bình thường đâu. Thiết kế của nó là chân váy để đảm bảo làm sao ạ, không kén chiều cao cho em các chị nhá. Tự tin mặc đẹp em K1 này cho em ạ. 225.000, khách của em còn vừa kiện đấy, là hôm nào chị mua đắt hơn. Em chủ chưa lắm? Ghi 4 màu và 4 size vào cho anh nhé. Con này còn hôm qua là lên được màu be, hôm nay lên màu trắng này, con này còn 3 cái. Màu đen luôn nhé, hôm nay nhận trắng đen. Chủ vào mã xả. Đen còn 3, trắng còn 3, đen còn 3. Mình đổi K1 đỏ sang màu xanh được, được ạ, ok ạ. Mình thay đổi đơn thoải mái cho em, các bạn chưa chốt đơn thì mình cứ đổi đơn thoải mái cho em ạ. Kể cả là hủy đơn không lấy hàng cũng không vấn đề gì cả các chị nhá. Mua hàng bên em là phải vui, các chị phải vui thì em mới bán. Các chị không vui em không bán hàng, được chưa ạ? Nhưng các chị đừng ghét em mà đặt hàng vì đam mê nhá. Bom em buồn lắm, tiền đấy. Trường hợp đặt hàng vì bom thì rất là buồn rồi, đáng buồn, điều đáng cái buồn. Cái đấy buồn lắm, cái đấy buồn lắm, đấy không nói. Nó là một vấn đề rất là nhức nhối của xã hội hiện nay mà chưa có phương án nào để xử lý được ạ, đúng không ạ? Chưa. Các bác đừng vì ghét con bé này chui vào đặt cho nó vui là chết em đấy nhá. Ok chưa? Rồi chúng ta vào mã này mọi người nhá. Trời ơi, các chế bom hàng thì thật sự là em buồn lắm, nhưng mà em vẫn phải yêu các chế bom hàng và gửi hàng cho các chế thôi. Đúng ạ, không còn cách nào khác ạ. Bên em vẫn gửi hàng cho các chế nhá. Ok chưa? Rồi, lên mã này cho em đi là... Hôm nay là mã gì ạ anh?
đen trắng nhá, mỗi màu còn đúng 3 cái thôi. 3 cái đen, 3 cái trắng là hết ạ mọi người. Áo này phi size nhá, từ 45 cân trở lên là mặc đẹp. Thật ra là em 42 cân em vẫn mặc được, nhưng nhiều chị khó tính ấy. Kiểu 42 cân thì cái gu của em thấy như thế là đẹp, nhưng mà các bác lại thích nó phải chật hơn, thì các bác thôi cứ từ 45 cân. Đó. Mã áo này của em là T21 ạ, T21. Chốt là... nhanh cho em. 179k cho một áo á. Áo này xinh lắm đấy, nó có cổ nhá. Đợi em tí em sẽ lại gần cho các bác xem luôn cả dáng luôn. Đây, anh nhìn đồ em này. Đấy, nó có cổ. Cái áo này mình còn số lượng như nào? Em còn 3 đen 3 trắng. 3 đen 3 trắng trắng nhanh nhá. 3 đen 3 trắng. Đấy, ok chưa? 3 đen 3 trắng ạ. T21 kèm số điện thoại comment nhanh. Bảo nhân viên trên tin nhắn dùm. Ok, đợi em tí tại vì inbox nó hơi nhiều ấy. Chân váy là mã CV53. 53 hay 76 cũng 76, 76, coi nhúng là 76. Chân váy là CV76 nhá. Cái con này này mọi người này, nghe em đặt đi. Comment nhanh, nếu không tí nữa một loạt comment nổ lên là không có ai luôn. 65 cân T21 không vừa. T21 áo T21 này em có hai tông màu, hai tông màu cơ bản thì các chị lựa chọn đó là tông màu trắng và tông màu đen. Chốt nhanh cho em nhá. Chốt nhanh, nói nhỏ bí mật sẽ được bật mí. Đúng không ạ? 179k cho một áo thôi ạ. Hàng Quảng Châu free size, em nhận an toàn cho các chị dưới 58 cân ạ. Dưới 58 cân các chị bác có đáo này cho em. Bác nào kiểu đi dậy á, mà cần ấy thì mặc quay. Tại vì em đang mặc quay bên trong. Mọi người thấy không? Có quay này. Thì bác nào cần thì mặc quay. Quay nhà em rất là nhẹ và mát nhé. Còn bác nào không cần thì cứ mặc bình thường. Nếu như em thì em chẳng bao giờ mặc quay cả. Bởi vì là thật ra cái ren này nó khá dày rồi mọi người. T21 đen và T21 trắng, mỗi màu còn đúng 3 cái thôi, được chưa? Rồi, chân váy của em đang là CV76, 199.000 một chân. K1 1m63 có ngắn quá không? Không, ngắn gì chị, 1m7 người ta còn mặc chưa kêu ngắn. Đó mọi người, đa phần các bác, thật ra nếu như các bác gặp em ấy, các bác mua hàng ấy, thì em phải nói với các bác rằng là đuôi cá các bác nên mặc hết gối. Chứ còn ở ngoại trường ấy, người ta làm ngắn thì lấy đâu ra các chị mặc hết gối được, đúng không? Mọi người ạ, nên là những chị nào mà 1m50 em khuyên chân thành mua cái đuôi cá của em đi. Khi các chị về nhà bước ấy, 100% quyết điểm các chị che hết luôn. Bởi vì em là đứa mà em bán đuôi cá từ cách đây bao nhiêu năm. Cái thiết kế đầu tiên đuôi cá của em là dài gần đến bắp chân, đúng là kiểu dài như này. Mà ngày đấy không ai bán đấy các chị nhá. Đấy, avatar của tôi để hình nền mặc nguyên set nhà chị ấy. Trông ngưng hết nước. Em cảm ơn chị rất nhiều. Đấy mọi người, cao 1m57, nặng 67 cân, mặc size không bao nhiêu em? Bình thường mình mặc size XL thì mình lấy size XL cho em nhá. K1 có che bích để vòng 2 không? K1 ấy, váy đuôi cá nó sẽ tôn vòng 2. Nó làm sao ấy ạ? Ưu điểm của dòng váy này đó là cái thứ nhất là nó tôn vòng 1, nó tôn vòng 1 trước ạ. Đó, cái thứ hai là nó giấu khuyết điểm ở vòng 2 này. Có hiệu ứng một tí. Đó, và cái thứ ba nữa là cái chị chân cong này, bắp chân to này, hoặc là chân vòng kiềng này, chân quá nhỏ này, mặc cái dáng đuôi cá này nó cũng che hết cho em các chị nhá. Hiệu ứng của nó lên rất là ảo ma luôn đấy ạ. Ảo ma lên rất là ảo diệu cho em các chị nhá. Lấy váy này để lại cho em mã đặt hàng của váy là K1 kèm số điện thoại cho em để chốt đơn ạ. K1 chốt nhanh cho em 225k cho một váy ấy. Xem còn bao nhiêu cái, được chưa? Chân váy, ok, xong mẫu khác. Váy đang mặc là kem, không phải trắng. Trắng là như này mà, như này là trắng này. Trắng đây, đây là kem. Trắng đây, kem đây. Kem, mọi người nhá, nó là màu kem hoặc là màu be. Ok rồi Quỳnh ơi, Quỳnh cho chị cái màu nâu đi. Cái màu nâu ở chân váy lúc nãy đi cho các chị xem màu luôn. Con này thì còn 4 hay 5 cái nhá. Mã này để là T bao nhiêu? T21 ạ. T21. Không phải. Mã này cái gì? Mã này mã mới đúng không? Đợi em tí đợi. T29. Đợi em tí đợi. Rồi ok đợi. T bao nhiêu? Em đặt từ 14 giờ chưa nhận được ạ. À, mình nhắn tin vào giúp em để các bạn kiểm tra đơn hàng cho chị nhé. T chuẩn bị cho em mã tiếp theo là T29 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng ạ. T29 các chị nhé. Nào em ơi, ra đây. T29 ạ, các chị săn áo này để lại cho em mã đặt hàng là T29 cho em các chị nhé. T29 kèm số điện thoại cho em để có đơn. T29 này của em là hàng Quảng Châu free size, nó chỉ có một size duy nhất thôi ạ. Một size này em nhận dưới 59 cân các chị mặc cho em ạ. T29 kèm số điện thoại để chốt đơn hàng. Tặng các bác con này là 155.000 nhá. 155k cho một áo ạ, 155.000 một áo các chị nhá. Áo này các chị mặc không cần quay, không lộ ạ. Chỉ trừ khi là các
chị mặc bên trong màu đỏ với màu hồng với màu xanh thì nó lộ hơn. Chứ còn các chị mặc màu trắng màu da không giống. Shop mình ở đâu vậy? Shop em ở 63 Trần Hưng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Xin số lượng anh ra con này nhá, tại vì chị thấy ở trong kia của Phương có đấy. Đếm xem có tổng của mấy con. May ra thì được 5 cái, còn nếu không thì chắc là tầm 3 cái thôi. Đó mọi người, con này rất hiếm luôn. Vải của con này rất rất đẹp mọi người, các chị nhìn hộ em này. Đấy các chị nhìn thấy không ạ? Chị Thu lấy hơi ca một em lại đẹp. Không có size XXL rồi ạ. Em chỉ có 4 size SML với XL. Em được an toàn dưới 65 cân cho các chị ạ. Ok chưa? T29 nhá. Bắt đầu lấy được con này rất là quý luôn. Cái phần tay của nó rất xinh thật. Nếu mà nhiều em mặc cho các chị xem, em rất thích con này luôn. T29 phải gọi là áo ren tiểu thư luôn ạ. Rất là đẹp lên, rất là tiểu thư bánh bèo luôn các chị nhá. Tay mặc này xinh cực kỳ luôn. Mà cái này không ngứa nhá. Ren này không ngứa. Ai mặc cái con này ngứa em cho trả lại hàng luôn. Chân váy có hai túi hai bên, chân váy hai túi hai bên là CV95 bác ơi. CV95 kèm số điện thoại nhá. Con này là CV95. Đây. CV95 kèm số điện thoại giúp em, màu ô liu này và màu đen. Con này 4 size cho 198.000. Con này là đang bị phá giá đấy. Chứ còn em nói thật luôn là em nếu mà em báo giá em không bán con này 198 đâu vì nó rẻ quá. T29 hết rồi mọi người, rồi em sang mã tiếp theo mọi người nhá. Nào còn áo không em? Cho chị con chấm đi đen, con chấm đi đen cho bác. Đấy. Ok cho mọi người, rồi tiếp thêm một áo nữa cho mọi người này. T29 bỏ qua đi mọi người, hết rồi đấy ạ. Lên T30 của em. T30 thì bây giờ chỉ còn XM thôi nhá, hết L rồi. Cái này là hàng thiết kế. CV76 bao nhiêu vậy? Chân váy 76 199.000 cho một chân váy ạ. CV76 em vẫn có thiết kế đầy đủ đến 4 size các chị nhá, 4 size SML XL. Con này thì áo ren này mềm đẹp cực, em cảm ơn chị Tâm Phạm ạ. Con này bây giờ nó chỉ còn mỗi màu đen và chỉ có size S và size M thôi mọi người nhá. Phối lụa rất là đẹp luôn, rất ăn chơi luôn. Ok ạ, các chị chốt cho em mã sản phẩm áo chấm bi này nhá. T30 kèm số điện thoại cho em, số lượng rất là ít, còn lẻ size rồi ạ. Lẻ size rồi cho nên em xin phép tặng các chị không bán nhá. Tặng các chị không bán 100 bao nhiêu ạ? 125k cho một áo được không ạ? 125k cho một em áo T30 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng. Bán cái áo sơ mi 125.000, các chị lại bảo là cái hàng này là hàng xấu thì chết. Đẹp lắm các chị ơi, tơ. Kệ đi, các chị nào mà cảm thấy xấu các chị không cần đặt hàng thì nhường cho chị khác, số lượng rất ít. Không đặt, không nhanh, không có hàng luôn cho em. T bao nhiêu? T30 kèm số điện thoại cho em, cảm thấy nghi ngờ hàng xấu, hàng rẻ tiền, không cần phải đặt hàng đâu ạ. Dưới 56 cân vượt đẹp luôn các chị ơi. Nhắm mắt cũng lo một cái đi ạ, để làm gì ạ? Thỉnh thoảng sơ cu ấy ạ, mình có một set đồ như thế này mình đi ở chấm bi này. Chấm bi áo chấm bi này của em thiết kế chất vải là này. Chất vải tơ cao cấp cho em luôn này. Phối lụa nhá. Và thiết kế áo hai lớp rất xịn sò cao cấp các chị nhá. Chứ không phải là hàng rẻ tiền một lớp đâu ạ, em nói luôn là hàng hai lớp đấy. Cao cấp cho em. Cổ phối lụa cho em Lan đẹp. Và chốt nhanh thì có đơn, chỉ còn đúng rất là ít đấy. Và các chị nào đặt nhanh, đặt trước, đặt nhanh thì sẽ chốt được áo ạ, đúng ạ. T30 còn không nhận 58 cân cơ. T30 bây giờ chỉ có SM thôi. Ai mua được cái nào thì quý cái đấy, tại vì em hết sạch xinh xanh rồi. Mọi người ạ, đến cả vải cũng không về nữa tặng rồi. Tặng không bán các chị nhá, tặng không bán 125k. Xả không, không phải nói là xả, nó chả không phải xả, nó đẹp em bán quanh năm được ấy, nhưng mà tặng lỗ luôn. Đó. Tặng lỗ luôn, đúng ạ. Bác ơi cho em Lan xin số điện thoại đi, đừng ai không cần phải suy nghĩ về tiền vải, giá vật liệu của em vải này bao nhiêu, giá thành em... nhân công bao nhiêu, em bỏ qua hết. Hôm nay còn số lượng lẻ em tặng các chị luôn, được em không thích ạ? Cái cổ T30 các chị nhớ, T30 kèm size kèm số điện thoại cho em. Ủa, để có đơn. Này, dã man không các chị? Tại sao nếu như nó là chấm bi cả trên dưới thề quê thật. Kể gỗ cũng chấm bi này, nẹp cũng chấm bi, tay cũng chấm bi, quê không mặc. Nó phải phối như này nó mới ăn chơi các chị. Chân váy trắng có đen, chân váy 3 màu, T50 55 cân mặc size M được bác ơi. Trời ơi, à, săn em áo này, mặc em áo này thì chỉ có một từ thôi, chỉ có gu thì mặc được thôi ạ. Có cái chị nào mà cảm thấy giá em tặng này mà cảm thấy nghi ngờ không cần đặt hàng, đừng đặt hàng. Đặt hàng đến rồi thì thế này thế kia mất công lắm. Không để nhường lại cái phần quà tặng này cho các chị khác ạ, được không ạ? Không bao giờ nhăn luôn. Không bao giờ là nhăn các chị, mà tơ nó rất dai luôn, hàm hai lớp. Cô giáo đi dạy thoải mái, mặc có nóng lan, không bao giờ nóng. Thề mọi người luôn. Có để bán hay không thôi. Em mang màu đây. CV76 kèm số điện thoại nhá. Cho chị màu CV76. Đấy, khổ thân. Mình ra phải phụ chị Quỳnh đi. Chị Quỳnh vất vả đi thì nãy giờ tí lại giảm cân chết. Chị Quỳnh đi nãy giờ. Ok chưa? Xịt gì đấy? Xịt gì đấy? Áo chấm bi bao tiền? 125.000 một áo. Thật sự luôn, hết vải em đi bán ấy. Không, không bán đâu. Tê bao nhiêu? Tê bao nhiêu? Chấm bi á. Chấm bi em hết rồi. Chắc hết rồi. T30 các chị nhá. Các chị đặt quá nhiều luôn rồi. T30 ạ, áo chấm bi của em là T30 các chị nhá. Chân váy màu cắt cháy này, kiếm chị một cái váy nữa cho mặc. Chân váy màu cắt cháy ạ, chân váy
đen và chân váy màu trắng cho em Lan mọi người nhá. Ok chưa? Đây. Ok ạ, các chị lấy chân váy có xếp nhúm. Chân váy có xếp nhúm ở bụng này. Mọi người để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV76 kèm số điện thoại cho em để chốt đơn ạ. T30 lên dã man luôn. Ôi T30 thôi em dừng nhận đơn rồi các chị ơi. Quà em có hạn thôi, em chỉ có quà có hạn thôi ạ. G6 á? Lên G6 thôi chứ không sale G6 các bác ơi, 270.000 một con đấy. Form của nó là form thiết kế độc quyền, không đâu có luôn nhá. 59 không cân mình mặc cho em size L, 59 cân mình mặc cho em size L ạ. Nếu như là T30 không có đâu, T30 chỉ có SM thôi. CV76 là 199.000, 4 size S, M, L, XL, 59 cân mặc size L. Chân váy 2 túi comment là CV95. Bởi vì là không phải ai, nhân viên nào cũng biết là chân váy có 2 túi các chị. T30 cho chị nha, dạ ok ạ, lát nữa nếu may mắn thì chị sẽ được chốt đơn chị nhá. Anh ơi đọc lại mã này đi để qua mã luôn. Các chị lấy váy body này lên đơn cho em mã của váy body là K1 các chị nhá. K1 ạ, K1 này của em có 4 màu để phục vụ cho các chị lựa chọn, đó là màu be này, màu xanh, xanh này của em là xanh dương, và tông màu đỏ, đỏ lên cực kỳ sang, và màu đen thì rất là basic rồi phải không ạ? 4 size của váy K1 là S, M, L cho đến XL em nhận an toàn cho các chị dưới 65 cân các chị mặc đẹp ạ. Và giá chốt phá giá cho em là bao nhiêu ạ? Nói nhỏ thôi ạ. 225.000 một váy các chị nhớ, 225k cho một váy ạ. Mã sản phẩm của em váy đuôi cá này là K1 cho em để chốt đơn hàng. K1 kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng rồi ạ. Xem áo A1 dạ ok ạ, ok ạ. Em lên ngay, em sâu lại ngay áo okay. A1 đấy ạ. Nhỉ, 93 mã. Còn không? 93 là gì? CV93 ờ. Còn mắt đây. Màu đỏ. Màu đỏ sẽ. Mỗi bác cho em like xin một nút chia sẻ like. Váy em mặc 225.000. Em thấy hôm nay phá giá quá đáng luôn ý. Phá giá quá đáng. Ôi chết rồi. Em nói loạn nãy giờ anh. Mới đẻ hai đứa mà nói. Eo ơi nghe nói loạn hết cả lên đứa. Rồi buồn hết cả người các chị ạ. A1 đây ạ, à, A1 đây ạ, à. Các chị ngắm lại cho em áo A1 nhá các chị nhá. Đùa chứ A1 đầu like em lên A1 là để mục đích của em lên A1 là để câu view, câu like đấy ạ. Nhưng mà thôi bây giờ là thời điểm cũng gần cuối like rồi phải không ạ? Cũng sẽ áp dụng giá câu like cho các chị luôn nhá các chị nhá. Xong là sâu CV95 nhá. 165.000 em này các chị nhá. 93 nâu mà. 165.000 chị nào coi lấy A1 comment cho em là A1 ạ. Dáng của nó là dáng crop top các chị nhá. Cúc bọc ạ. Không phải crop top đâu mà nó là hết gối ạ. Hết rốn ạ, che rốn 100% luôn. Che rốn nhá chị nhá. 165.000 ạ. Comment cho em là A1 và kèm số điện thoại. 3 gam màu ạ. Đen, trắng và màu xanh cho em nhá. Màu nào mà cũng dễ mặc, màu xanh này mặc cực kỳ là tôn da luôn ạ. Comment cho em là A1 các chị nhá. 165.000 ạ. Váy mẫu mặc các chị comment cho em là K1 ạ. K1 của em 225.000 các chị nhá. 4 màu và 4 phong size luôn ạ. K1 kèm số điện thoại cho em nhá. Các chị lấy áo này để lại cho em, áo vừa rồi cứ lên đơn cho em áo là A1 các chị nhá. Dòng vải này của em là dòng vải thiết kế áo A1 thì phải bao luôn là bao phê, bao mát, bao không nhăn cho mọi người ạ. A1 100 vẫn giữ giá đầu like cho các chị chốt đơn nhá. A1 165k cho một áo, 165.000 một áo ạ. 3 size S, M và L cho 3 tông màu. Áo này có mấy size, 4 size à? 4 size luôn, S, M, L, XL. SMXL A1 165.000 3 tông màu ạ. Chính ra nhá, cái dáng này rất dễ mặc luôn ấy. Dáng này cực kỳ dễ mặc, dài, đẹp hơn dáng dài nhiều các chị ạ. A1 có giống B50 là sao? À chất áo nó lấy nhau. Chất áo thì nó giống nhau đấy, nhưng mà form áo thì nó hơi khác một chút xíu. Khác hẳn luôn ấy. Nó khác nhau đấy ạ, bởi vì form của B50 nó là form dáng dài bình thường. Đó, nếu như các chị muốn cái form dáng dài ấy thì các chị đặt cho em áo B50 nhá. Còn áo dáng ngắn này thì nó là A1 ạ. Trời ơi, áo lên, áo lan rách dưới của Lâm. Áo đấy là nhân viên em đấy chị. Áo đấy em không có chị ơi, em không có. Cái đấy của nhân viên em đấy ạ. B5 đây các chị nhá. B5 ạ, B5 là dáng dài ạ. Áo này bây giờ mà bán thì chỉ có bắt nó cởi trần ra bán nữa chị rồi ạ. Để em bắt nó cởi ra rồi bán nữa. K1 mới 5. Chị mặc K1 nhá. Chị K1m50 đúng không? Chị nghe em. Chị cứ đặt đi. Chị về nhà chị chỉ cần cho em một đôi giày đúng 5 phân. Thật ra 5 phân nếu chị không đi được chị đi 3 phân. Em cam kết luôn, ai mà chê em tặng thêm chị một cái nữa luôn. Tại vì sao? Vì em đã bán rất nhiều. Đây, đóng thùng đây.
thoải mái đưa tay, không bao giờ lo bị bong áo ra. Mọi người, tại vì em tính cho mọi người hết rồi. Áo này em sơ vi mà em đi quẩy cho các chị được luôn. Bây giờ nó bong ra. Tại vì em cũng phải làm crop top đầu đây này. Cái áo này này, cái cúc của nó các chị nhìn thấy không? Nó che rồi cho các chị mà. Nó bị đẹp, bây giờ làm ngắn quá không đẹp. Đấy mọi người ạ, xinh quá. Chị khen áo của Lâm xinh đúng không? Lâm phát áo Lâm. Đấy, xịn luôn. Xịn đúng ạ, bao nhiêu tiền em chốt luôn cho em này. Chốt nhanh và chốt luôn cho em nhé. Áo này để lại cho em mã sản phẩm của áo là thôi, A1. Không bán áo nữa, bây giờ bán chân váy thôi. Chân váy đúng ạ. Lấy áo lên cho em A1, lấy chân váy lên cho em CV93 các chị nhá. CV93 chốt nhanh cho em này. Phá giá luôn, 225k cho một chân váy, được không ạ? 225.000 một chân váy cho em các chị nhá. Chân váy đẹp nhỉ. Lên váy hoa trên giá kia là với hoa kia em còn lẻ size rồi, lát nữa sẽ lên tặng cho mọi người nhé. Tặng luôn không bán, được không ạ? Lẻ size rồi chỉ có tặng chứ không bán nữa. Ok ạ, các chị chốt cho em chân váy trước này. Lấy chân váy này để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV93 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng 225k cho một chân váy ạ. 225k một chân váy. Và chân váy này của em có thiết kế đầy đủ đến 4 size S, M, L, XL các chị nhá. Chân váy này cực kỳ thần thánh bởi vì làm sao ạ? Một chân váy này của em được thiết kế không phải là một lớp đâu ạ. Bình thường các chị mua chân váy là một lớp, nhưng chân váy này của em nó là hai tà hai lớp cho em. Đây các chị nhá, bên trong các chị, các chị thấy không ạ? Bình thường người ta thiết kế một cái chân váy người ta chỉ tốn vật liệu để cho một lớp vải thôi. Đó, nhưng mà đây cái chân váy này nó gấp đôi vật liệu để làm nên một cái chân váy này ạ. Vừa xếp nhúm lại còn vừa hai lớp luôn. Áo này ngực rất đẹp. Lấy chân váy này cứ để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV93 kèm số điện thoại cho em để có đơn các chị nhé. CV93 3 tông màu để mọi người lựa chọn, 3 tông màu cực kỳ sang, cực kỳ hiếm có trên thị trường luôn ạ. Em nói luôn là cực kỳ hiếm, không có sẵn ngoài thị trường các chị nhé. Màu đỏ này, màu be này và một tông màu nữa là tông màu đen ạ. 3 màu đều cực kỳ sang, đều cực kỳ đẹp ạ. Và rất là dễ, 3 màu này cực kỳ dễ để cho các chị mix đồ, mix áo lên đấy ạ. K1 nó không giãn, đố ai mà đi được luôn. K1 là chất liệu co giãn 4 chiều. Mình nói tí giới thiệu lại K1 sau. Còn bây giờ chốt cho em Lan cái này đi ạ. Áo 165. Các chị nhìn nhá, các chị đừng để những cái chiều dài áo. Các chị lưu ý giúp em là mình đặt hàng, mình comment cho em mã sản phẩm, đúng mã sản phẩm cho em nhá. Đúng mã sản phẩm và kèm thêm cho em số điện thoại nữa để hệ thống vào đơn ạ. Đúng mã sản phẩm bởi vì sao ạ? Bởi vì đúng mã sản phẩm thì các bạn nhân viên mới chốt đơn cho mình đúng hàng được, mình nhận hàng về tay với đúng chuẩn hàng của các chị đặt được, đúng không ạ? Em đố ai mà mua được áo này, em đố ai làm được áo này luôn. Áo nhớ để cho em hai mẫu này với không em kiện nha. Dạ vâng ạ, à, ok chị San San ạ, à, chị San San có đơn này, rồi ạ. T30 dạ vâng ạ, à, ok ạ. Anh không có, anh trả cho chị đấy. Chị San San ơi, nếu như mà như thế mình chủ động nhắn tin vào giúp em nhá. Chị chỉ cần nhắn cho em mã đặt hàng này, T30 kèm CV93 màu kèm size, thẳng vào đấy cho em. Nếu như chị chưa có địa chỉ thì chị nhắn cho em địa chỉ vào đấy. Đó, nhân viên sẽ auto lên đơn cho chị luôn ạ. CV93 à, em phải bật mí luôn cho chị này. Chân váy này ấy, đã có nhiều bên nó làm hàng nhái và nó chạy quảng cáo rồi đấy các chị. Đó, form dáng thì nó không thể nào xịn bằng chính thống như bên em được, phải không ạ? Nhưng mức giá thì lại cực kỳ bốp chát luôn ạ. Không có giá rẻ đâu các chị nhá. Ok cho mọi người, áo em mặc có màu khác không? À có, em có đen, có trắng và có xanh cổ vịt. Đấy, đừng có nhìn cái chiều dài của áo làm gì hết. Bởi vì cái áo này em thiết kế ra là vừa đi làm vừa đi chơi. 68 cân thì em lại không có size để phục vụ cho chị rồi ạ. Tiếc quá, đó. Tiếc quá, em chỉ có size XL. Em phục vụ cho các chị đến tầm 64-65 cân thôi. Em nhận an toàn dưới khoảng cân đấy chị nhá. Mua một cái áo 165.000 vừa đi mặc, vừa đi làm sơ vi được, vừa đi chơi được, mặc quần sóc được, quần jean được, quần suông được. Trời ơi. Lưu ý cho em nhá, lưu ý cho em nhá. Giá yêu 165.000 này hoàn toàn là giá em chỉ câu view, câu like ở đầu like thôi ạ. Chứ em không phải là giá của sản phẩm đâu ạ. Mọi người tranh thủ chốt nhanh cho em thì được mức giá này các chị nhá. Áo này là A1 165.000 một áo ạ. A1 165.000 một áo. Chân váy để lại cho em mã sản phẩm chân váy là CV93 muộn 225.000 một chân váy á. Chân là 225, áo là 165, thật sự rất rẻ. Áo mặc với chân váy 93 này là A1 chị nhá. Áo là A1 cho em ạ. A1 165.000 một áo, 4 size S, M, L, XL. Chân váy 225.000, mã sản phẩm chân váy là CV93 kèm số điện thoại giúp em để hệ thống vào đơn ạ. Chân váy
chân váy của em là 225. Các bác ơi, mình có mã có số điện thoại giúp em. Thật sự các chị sẽ không tìm được cái áo thứ hai ngoài trường mà với cái phần cổ thiết kế đẹp như này đâu. Mà đẹp ở đây không phải là trên ảnh nhá, mà đẹp ở đây là trực tiếp livestream, mà đẹp ở đây không phải mình em mặc, khách hàng cũng mặc, vai to cũng được, vai hụt cũng được. Các chị thấy không ạ? Tại sao mà phần vai em phải đưa cầu vai vào đây? Cái vai thực tế của em nó nằm ở ngoài này các chị này. Các chị thấy không? Để cho các chị biết rằng là cái vai này, cái phần tay này ạ, nó khiến cho vai chị em mình đẹp hơn, thon hơn. Nó đi nó rất là cân xứng với cái cổ các chị luôn. Áo chất không mỏng chế ơi, áo chất không bao giờ nhăn luôn, áo không bao giờ nóng luôn. Nếu nóng em trả lại tiền cho các chị. Em sẽ phải nói với các chị điều này nhá. Đó là cái áo mà càng cao cấp ấy, thì nó sẽ càng mỏng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó mỏng thì nó sẽ đi với các được cái những cái ưu điểm giống như là nó nhẹ này, nó mát này, đúng không ạ? Nó thông thoáng. Nhưng mà đặc biệt cho em là nó không được hở các chị nhá. Đó. Được không ạ? Nó mỏng nhưng mà nó không hề hở, đảm bảo cho em không nhăn, không nhầu và mặc phải mát. Đó. Thì như thế thì nó với ăn tiền phải không ạ? Những cái chất vải như thế nó càng có những cái ưu điểm như thế thì nó sẽ càng đắt cho em các chị nhá. Chứ không phải là vải mỏng thì nó mới là hàng lởm đâu ạ. Không tin lâu. Mũi nó gì chứ? Nó hát hơi như cái lòi. Nó bị viêm mũi gì rồi kìa. Em không à? Thế sao? Em ơi, có nhìn thấy chị không? Kìa. Dạ em có nhìn thấy chị ạ. Xem mày trắng đi. Em có chị Lâm Thảo, em chào chị ạ. Đẹp, em cảm ơn chị Khang Minh ạ. Được xem hàng không em? Hàng bên em kiểm tra hàng thoải mái cho em các chị nhá. Mua hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em. Nếu như không chuẩn mẫu, không chuẩn hàng như mẫu mặc, không chuẩn như hàng bên em giới thiệu thì các chị không cần phải nhận hàng ạ, không vấn đề gì cả chị nhá. Chị Linh ơi, K1 chị Linh ơi. Mã đôi cá là K1. Sau lại mã K1 cho chị Linh nhá. Đợi em tí. Mà em phải nói luôn là thời buổi nào rồi mà mua hàng còn không được kiểm tra hàng đúng không ạ? Ờ đúng. Cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em vui vẻ thì mình nhận hàng cho em các chị nhá. Nói vậy đấy, chứ mà em mua hàng em ít khi kiểm tra lắm, tại vì em bận nhưng mọi người toàn nhân viên nó nhận thôi nên là em không kiểm tra hàng. Nhưng mà các bác ạ, mua quần áo là phải kiểm tra, tại sao? Tại vì là tiền nào của đấy, có cho mày dài, mặc luôn cho mày dài nhá. Rồi đợi em tí, mọi người chia sẻ like cho em đi. Các chị cố gắng tặng em một vài lượt chia sẻ được không ạ? Tiếp tục săn cho em một mã hàng nữa cực kỳ đỉnh cao luôn. Siêu hot, siêu siêu hot cho em ạ. Chị chốt đơn 5 lần em không đọc dạ thế ạ. À, chị ơi, hàng bên em các chị cứ để lại cho em mã kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng rồi ạ. Bên em không đọc tên chốt đơn giống như những bên khác các chị nhá. Chị Lâm Thảo em nhận đơn chị rồi ạ. Em nhận đơn chị A1 và CV53, CV93 cho chị rồi chị nhá. Các chị đặt hàng cứ để lại cho em mã kèm size kèm số điện thoại cho em vào đây là hệ thống lên đơn cho mình rồi ạ. Và một lát nữa các bạn nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn tư vấn size số màu sắc và xin địa chỉ để chốt đơn cho các chị nhá. Đúng rồi ạ, các chị lấy váy đuôi cá cứ để lại cho em mã sản phẩm của váy đuôi cá là K1 kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng rồi ạ. Lên váy hoa trên giá kia đi Lan. Mình đặt K1 và A1 có thấy không ạ? Dạ chị photocopy ấy, chị có đơn hàng rồi chị nhá. Chị có đơn rồi ạ, em nhận đơn chị rồi ạ. Các chị đặt hàng cứ để lại cho em mã vào đây là được ạ. Bên em không giống như các đơn khác là đọc tên để chốt đơn đâu ạ. 100% luôn các chị đặt hàng là sẽ có đơn hàng cho em ạ. Váy đuôi cá có mất tiền ship không bạn? Dạ váy đuôi cá, chị đặt một váy đuôi cá cộng thêm giúp em 30.000 phí ship vào chị nhá. Đọc lại mã áo chân váy, dạ vâng ạ. Mã áo Lan mặc vừa rồi mình để lại cho em mã sản phẩm của áo là A1 cho em, sâu A1 cho anh em. A1 ạ, lấy chân váy comment cho em mã của chân váy là CV93. Các chị cứ đặt hàng cứ để lại cho em mã sản phẩm kèm thêm cho em số điện thoại là hệ thống lên đơn cho mình rồi ạ. Một tuần rồi mà mình vẫn chưa nhận được hàng, mình nhắn tin vào giúp em để các bạn nhân viên kiểm tra đơn hàng cho chị ạ. Nút ăn chơi vẽ trưởng luôn đấy. Đấy, xin chưa? Thích kín thì hở kín nhá, thích hở ạ. Màu xanh. Cái vải này nhá, bác nào ở Hà Nội ấy, nhận hàng bây giờ còn thấy lạnh ấy thì sao nó mát quá. Vải này rất mát luôn mọi người, mát cực. Đấy, được chưa ạ? Mới xinh hả? Ôi trời ơi. Làm cái beo đi em. Lên cái beo rất là xinh luôn. Đây em phải lên cái beo.
cam màu chất gì, chất liệu vải co giãn 4 chiều, cho vào máy quay thoải mái luôn. Các bác lên được chưa? Ngắm được màu chưa? Em qua mã luôn đấy mọi người ạ. Em rút mã luôn đấy. Áo chấm bi còn không anh ơi? Áo chấm bi em sợ là hết hàng rồi. Chị cứ để lại cho em mã của áo chấm bi là T30 giúp em nhé. Nếu như may mắn mà còn hàng thì các bạn nhân viên sẽ chốt cho chị ạ. Để chỉnh lại cái dây đấy nào. Okay, mã áo của chấm bi là T30 ạ. T30 mình cứ đặt, mình cứ lên cho em mã đặt hàng đi ạ. Mã kèm số điện thoại cho em là mình có đơn hàng rồi ạ. Thế chị ở đâu? Chị ở Đà Nẵng mà nó chốt rồi. Chị hỏi nó xem địa chỉ mày lấy đâu ra. Rồi thôi không sao, báo đổi địa chỉ đi à, lấy mã đơn hàng. Báo vận chuyển đổi địa chỉ đi. Các bác ơi, có đẹp không? Cái chân váy dài như thế này á mà không mua hơi bị tiếc luôn. Nào đưa đây, đưa beo đây. Thật ra những cái set như này chị em mình nick beo nó rất ăn chơi. À đúng rồi, các chị xem like của nhiều bên có phải là các chị thấy họ quăng hàng đúng không ạ? Họ xếp một chồng hàng lên đó, xong rồi họ quăng hàng rồi đọc tên các chị đúng không ạ? Nhưng quá. Mà thôi, em bên em không cần phải làm thế dạ, đâu. Các chị cứ bình thường cho em, các chị cứ đặt hàng vào đây cho em, để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là hệ thống bên em auto lên đơn cho các chị đầy đủ ạ. Và em sẽ dành những thời gian mà đọc tên ném hàng như thế. Đó, em sẽ giới thiệu sản phẩm nhiều hơn đúng không ạ? Em sẽ tâm sự mỏng với các chị nhiều hơn được chưa ạ? Tâm sự mỏng thì là tâm sự dày. Bán hàng đi. Nào đưa đây, áo chị đang mặc. Áo đang mặc bao nhiêu? Áo đang mặc mình để lại cho em mã sản phẩm của áo là A1 cho em các chị nhá. A1 ạ, A1 giá yêu thương 165k cho một áo ạ, thiết kế 4 size S MLXL A1 kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hay hàng không? Rồi ạ. Hay cái tay không? Cái tay hay không? Duy nhất em là người nhìn ra và đây nó là hình trái tim. Xinh dã man. Áo này xinh cực kỳ luôn. Chân váy dài bao nhiêu? Bán cái chân váy dài này dài để giá đầu một thế luôn. Bà nào cũng lăn tăn. Cứ bảo thế quái nào cái chân váy dài như thế mà nó bán đầu một. Xong về nhà không dám mua. Xong về nhà cầm cái chân váy này lên để bảo rằng là ôi giời ơi nó có từng này thôi thì mặc làm gì. Đấy mọi người chán không? 188.000. Rẻ, mọi người chê rẻ em vẫn bán. Tại sao? Vì chân váy này em không cần lời. Chân váy này em chỉ cần bán lấy thương hiệu thôi. CV53 kèm số điện thoại. Em bán cái chân váy này đến bây giờ là năm thứ tư rồi. Và khách hàng của em Lan mua đỉnh cao nhất là 320.000 một chân. Em có lời. Sau đấy, 2 năm sau em xuống 230.000. Và đáng lý ra bây giờ phải bán 230. Nhưng nhân viên nhà em nó bảo thủ quá, không ai chịu lên giá cả. Em vẫn bán 188 và hiện tại giá này là em bán lỗ. Riêng chân váy này em chỉ bán lấy thương hiệu thôi. 188.000 một chân, 4 size S, M, L, L. Chúng ta có màu trắng ạ, chúng ta có màu đen và chúng ta có màu cắt cháy. Chân nhé. Váy dài, chất vải gì em? Dòng vải này của em là ra. Dòng vải U Mì nhập cao cấp ạ. Nhập trực tiếp từ nước ngoài về đấy ạ. Chỉ bên em sản xuất được cái dòng vải này thôi các chị nhá. Dòng vải này nó như thế nào nhỉ? Em tả thì các chị dễ hiểu nhá. Nó co giãn 4 chiều cho em và đặc biệt mặc mùa hè rất mát. Không nhăn, không nhàu, các chị ngồi văn phòng thoải mái cho em. Không sợ nhăn, không sợ nhàu, không sợ bí, không sợ nóng các chị nhá. Nếu như ai đấy có một cái vòng eo nhỏ giống như Lan, mọi người đã từng trải qua cái cảm giác ngày xưa lúc mà em đi làm ấy. Em mua cái chân váy này đấy, em thề luôn. Cách đây là bao nhiêu năm? 13, 14 năm là em mặc cái chân váy đấy ạ, nó toàn bị bênh ở đây ra này các chị này, ngồi phát nó bênh ra. Nhưng cái này không bao giờ luôn các chị ơi, không bao giờ luôn vì nó sát 100% vào hot của chị luôn. Các chị thấy đẹp không? Đấy, chân váy dài. Chân váy dài có màu khác không? Dòng chân váy này em có 3 màu để các chị lựa chọn đấy ạ. Trắng này màu nâu cắt cháy, nâu này không của em không phải nâu thường đâu ạ, màu nâu cắt cháy cực kỳ sang chảnh các chị nhá. Và một màu nâu mà một màu nữa là tông màu đen basic cơ bản đấy ạ. Riêng chân màu trắng của em được thiết kế hai lớp kín đáo lịch sự, đảm bảo cho các chị đi làm này, đi dạy này không lo lộ hở gì cả các chị nhá. Kín đáo lịch sự 100% cho em ạ. Ok cho mọi người. Xin giá áo, áo này của em là A1, mã của áo là A1 kèm số điện thoại cho em để có đơn. A1 kèm số điện thoại các chị nhá. 165k cho một áo ạ, 165.000 một áo. Các chị đặt hàng chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm thêm cho em số điện thoại là mình có đơn em hàng rồi ạ. Em vẫn chưa bán beo nhá anh ạ. Em vẫn chưa bán beo đúng không? Beo này nhá. Không bán buôn nhớ nhá, không ra buôn. Mặc dù em biết rằng là những người nào đi buôn giống em thì con beo này đang buôn. Cái beo này của em là kiểu như là nhân viên em nó đang bị cài, nó bị lỗi. Cái ngọc nó ở giữa nhá, ngọc nó ở giữa này nó rủ ra, xong đấy cái dây xích này. Toàn bộ hai cái dây ở dưới này mình tháo được nhá. Cái con beo này các chị để cho em Lan là đai xịn đấy. Đấy đúng rồi ạ, đai xịn kèm đai số điện thoại để có đơn hàng. Cái này Lan hàng thế á. chị vào bươi bươi hôm qua tối qua em muốn đi live lắm luôn nhưng mà không live được.
đấy, tại vì sao, vì bận thằng bé con, xong là sáng nay cũng muốn đi sớm mà không đi được, bây giờ phải cày cố đấy. Tại sao hôm nay á còn bao nhiêu mẫu chưa lên đấy mọi người, beo này là đeo beo mới chưa lên này, lên đơn là đai xịn kèm số thoại giúp em. Nếu như các chị mua buôn là 230.000 một cái, thề luôn không có hàng loại hai. Cái mặt của em cầm thôi đã thấy rất là khôn cái đai rồi các chị nhá. Em bán tặng các chị 135.000, 135.000 một cái bán một cái đai. Nếu như ai mua được rẻ hơn cái đai này giá dưới 130.000 qua đây em tặng một cái. Không ai, em đố các chị mua buôn được giá dưới 230.000 cơ. Được chưa? Đai xịn kèm số thoại. Cái đai này make với quần suông đẹp lắm luôn. Make với chân máy ôm đẹp cực kỳ, make với lại quần jean rất đẹp. K1 vải của K1 là một lớp chị nhá, một lớp ạ. Yên tâm đâu. Cho em là kín 100% cho em ạ. Nếu lộ tặng thêm một cái. Chỉ cần một lớp thôi ạ, bởi vì làm hai lớp thì nó sẽ gây nóng ạ, nó sẽ gây nóng, gây bí và rất là khó chịu khi mà các chị mặc ở trong một cái thời tiết mùa hè rất là nóng nực và khó chịu phải không ạ? Rồi, đọc lại mã cho em đi anh. À, tôi nhắn tin thầm kín cho Lan tí, Lan hỏi nhân viên nói lại xem có ok không nha. Sao ok chị Tâm Phạm ạ? Nhắn tin thầm kín qua nhân viên. Ok bác, tí em vào đọc cho. Đấy mọi người nhá. Mã này là gì anh? Đai thì lên đơn là đai xịn. Các chị lấy áo, các chị lấy áo, chị cần lấy lại cho em mã sản phẩm của áo là A1 kèm số điện thoại là được ạ. Lấy chân váy comment cho em mã chân váy là CV53. Còn lấy đai để lại cho em mã là đai xịn kèm cho em thêm số điện thoại để hệ thống vào đơn cho các chị nhé. Em cái đen áo bao nhiêu? 165.000 một áo. Thôi đọc mã đi. Đấy, các bác khen em hăng cái là lên hăng ngay mà. Đấy, lại thêm chị Trần Nga nữa. Chị ơi, thế chị có kiểm tra hàng không chị? Xấu đừng nhận, thật xấu đừng nhận. Đó chị ạ, chị kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé chị Trần Nga. Nhưng mình comment vào đây em nói thật là chị rất là bất lịch sự đấy ạ. Đúng ạ, rất là bất xấu lịch sự ý. Luôn ạ. Em có bắt chị mua đâu. Ở ngoài túi hàng có chữ cho kiểm tra hàng. Đó, chưa kiểm tra hàng trước khi nhận chị nhá. Và chị nếu như mà chị comment thêm một lần nữa bất lịch sự vào livestream của em là em sẽ block luôn đấy ạ. Không phải rất là bất lịch sự chị là... em cảm thấy là chị có những lời lẽ không lịch sự một chút nào cả đâu ạ. Nhưng mà nói thật lòng mọi người như này đó là nhà em ý mọi người. Mình mua hàng ở cái thời buổi nào rồi mà mình lại còn có những cái không lời lẽ khiếm nhã như thế này vào đây ạ. Rất là bất lịch sự luôn ạ. Em khẳng định luôn nó là rất là bất lịch sự và em rất không vui vì điều đấy ạ. Phải không ạ? Tại vì sao? Vì chúng ta được kiểm tra hàng. Nếu như xấu không nhận. Vì thực tế luôn là không ai bán cho một người các chị nhá. Em cũng có thể hiểu được là không biết là chị có phải là khách hàng hay không, hay là chị là một cái đối thủ nào đấy comment chơi xấu chị chẳng hạn. Nó rất gì? Xem chị mua gì? Trần Nga. Comment thứ hai. Thôi em ơi, em không cần phải mất công kiểm tra đâu, mất thời gian, em làm việc của em đi. Ok chưa? Đấy, mọi người bỏ nhá. Qua khách đấy đi. Mà còn nếu như mà có thêm một lời lẽ nào bất lịch sự vào đây nữa thì sẽ bị block thẳng tay nhá. Vì bóc hàng ra kiểm tra đi. Block thẳng tay luôn cho anh. Không đẹp thì nhìn thì mua làm gì đúng không? Ở đâu vớ vẩn vào comment linh tinh. Ok nhá. Rồi áo cho em Lan là màu xanh, màu trắng và màu gì ạ? Màu đen, 3 tông màu. Em có 4 form size S, M, L, L. Em nhận từ 40 cân cho đến 60 mấy cân. Thật sự mọi người luôn là nhà em từ khi em bắt đầu bán hàng rồi em đã bảo rồi cứ kiểm tra để làm gì, em bận lắm, em có thời gian giải trình. Shop này mình mua mấy lần rồi, nói đúng như quảng cáo nha mọi người. Em cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Các chị cứ feedback lên cho em đi ạ. Mua hàng của bên em thì em phải khẳng định luôn là các chị không mua ở đâu có nhiều feedback không như bên em luôn ạ. Không bao giờ có một bên thứ hai như thế luôn mọi người. Tại sao ạ? Bởi vì là đó, mà em cũng phải nói luôn là không bao giờ em gặp những cái tình trạng mà có những cái khách hàng hay là có những cái người mua hàng bất lịch sự như này ạ. Mua hàng hay là ở đâu đến mà comment những cái lời lẽ nó thiếu tế nhị như thế đúng không ạ? Thì chúng ta có một khoảng inbox mà, hoặc không nữa chúng ta chê thì chúng ta phải vào hotline hoặc bất kể một cái gì đấy. Nhưng mà đừng chê, vì sao? Vì tiền ở trong túi chúng ta. Mà nói chung là cần gì phải chê, phải không ạ? Không cần phải chê. Ở ngoài túi hàng nó có chữ cho kiểm tra hàng, các chị kiểm tra hàng cho em. Các chị vui vẻ thì các chị nhận cho em. Nếu như hàng đẹp mà các chị không vui, không cần phải nhận, cho hàng hoàn về ngay cho em ạ. Thì đây, chị mất tiền thì ai bảo chị không kiểm tra, đúng rồi. Đúng rồi, tiền trong túi các chị. Tại vì sao? Em đã nói với mọi người rồi mà. Đó là có thể nhân viên em nó bỏ qua cả 4 khâu, tự nhiên đến cái hàng của chị nó bị lỗi. Mình bị mua lỗi hàng bên này, mình mua hàng bên này 4 năm rồi, chuẩn như like. Em cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Mới nhận hàng xong quá ok, yên tâm luôn phải không ạ? Đấy, feedback luôn. lên âm dần dần luôn ạ. Không tại hiểu sao? Là ở đâu có một cái thành phần ở đâu mà rất là bất lịch sự vào comment. Các chị có thấy bực mình không ạ?
Các chị còn bực mình nữa, nói gì là em đúng ạ? Đang cao trào, đang vui. Đấy, làm quá em là bất lịch sự luôn, quá là vô ý thức luôn đấy. Ok cho mọi người. Thôi được rồi, bỏ qua câu chuyện đấy đi mọi người. Tại sao? Vì tiền trong túi chúng ta, em hay là ai cũng thế mọi người. Bây giờ các bác còn, mà bác ấy nhá, còn mua một cái nhỏ như này mà còn không biết đường làm như nào thì bác ấy mua cái to, các bác ấy còn bị lừa nữa. Tại sao? Vì đâu có ai người ta móc tay thế đâu. Bây giờ mua một cái áo có hơn 100.000 mà mình còn bị lừa như thế. Thế bây giờ mình mua cái xe mấy tỷ, một cái nhà mấy tỷ thì khẳng định luôn là mình không thể mua được rồi. Một cái áo hơn 100.000 mình không mua được thì bây giờ mua tiền tỷ làm sao mua được, đúng không ạ? Tại sao? Vì ở ngoài đây nó có mà. Chỉ như thế thôi là mình đã khẳng định được cái con người nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Mình đặt hai lần mà chưa nhận được hàng rồi, nó sẽ hơi lâu một tí. Đúng rồi, kệ đi, thôi kệ, bỏ qua đi. Áo vest đi chị á, áo vest thật luôn là nó cứ treo đây nhưng nó có một cái thôi ấy, mọi người. Có một cái thôi ạ, để yên nhá, để em xem size gì nhá. Xem nào, con này là hàng hiếm đúng không em? Một cái xe M này, con này hàng hiếm, một cái xe M này. Đấy các bác thấy không, cái con áo của em nhá, em đưa lên thoải mái luôn. Rồi em sẽ quay cho mọi người một cái mã khác để đổi gió nhá. Con áo này em có một cái thôi này, anh tặng các bác này. Con này tặng một cái nhá, xem chân váy nhúm à. Chân váy nhúm mới á, em ơi thề luôn đấy. Cứ mặc chân váy là bị dồn chân váy luôn đấy. Từ nãy giờ muốn qua váy không được luôn, em ơi chân váy nhúm đâu em. Mình vừa nhận được hai váy xong mà chất vải đẹp quá, ok mà giá chỉ hơn 400.000. Em cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Feedback quá nhiều luôn phải không ạ? Em cảm ơn các chị rất rất nhiều ạ. Và bây giờ em sẽ lên bù cho các chị một mã áo vest nhá. Phá giá để vui được không ạ? Phá giá để chị em mình được vui ngày hôm nay được không ạ? Lấy CV86 đây chị biết cái con này. Em ơi còn mã gì nhiều hàng không? Còn nhiều hàng thì lên phá giá cho các chị một chút cho vui đi. Ừ, em qua mẫu luôn đây. Từ em vừa mới con này với CV86 em qua mã luôn. Nói chung là đừng vào nhà em chê nhà em làm gì hết. Ờ không, có khen thì phải có chê phải không ạ? Điều đấy là em khẳng định luôn. Và bên em rất là ghi nhận những cái ý kiến của mọi người. Có khen thì cũng phải có chê. Chê thì làm sao ạ? Em rất là thích những cái lời chê của các chị. Bởi vì sao? Có lời chê thì để em ghi nhận và để em cố gắng sửa chữa để cho nó được phục vụ các chị được tốt hơn phải không ạ? Lấy váy nữa đi. Nhưng mà nó chê như thế nào ạ? Nó chê như thế nào? Nó tế nhị một chút xíu. Chứ không phải là lên live stream để mình có những lời lẽ nó bất lịch sự thì cực kỳ là không hay đúng không ạ? Rồi ok, được chưa? Ưng đồ của shop. Ôi, comment nhảy nhiều quá, em chưa kịp đọc luôn. Ôi, comment toàn là comment feedback xịn xò luôn này. Đây, mua hơn 20 sản phẩm rồi mà chưa trả lại được cái nào, vì quá ưng nhận hết. Em cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Chị Linh, áo sơ mi cộc tay là cái áo nào nhỉ? Mã nào đầu năm? Ủa nhiều mã quá, chả biết nó còn hết được. À, ưng đồ của shop và ưng giọng nói của anh chủ hay như bình luận bóng đá. Dạ thế ạ, em cảm ơn các chị rất nhiều luôn ạ. Dừng bỏ thời tiết giờ sang bóng đá rồi. Cái này bóng Bắc Linh, cái con này phải không? Ôi con này chị Linh ơi, mua đi chị Linh ạ. Con này thật sự đẹp luôn ấy. Con này đẹp mà cái vải của em làm nó là bằng kiểu vải, nó không phải tuyết mưa mà cũng không phải mấy cái vải thun mỏng mỏng ấy, mà vải này khá đanh, mặc sướng. Áo đang mặc bao nhiêu? Đấy, con này đẹp lắm mà con này đặc biệt khi mà sơ vin lên. Thề mấy em phải cầm một chiếc cái màu trắng. Sơ vin lên chân váy xòe, hết nước trống. Mặc chân váy ôm không nói nhá, mặc lên y kiểu váy liền luôn. Đấy, mất công chị Linh hỏi lên luôn. Nhưng mà con này em thề luôn, con này là các bác mua hàng phải đợi tầm 2 ngày nữa mới có hàng trả. Vì đang làm mà không kịp luôn. Hay đặt nhiều quá con áo này. Để em bán rẻ các chị. Các chị biết không, kiểu tầm kiểu áo nhá, cổ mà sang như này, đúng chất liệu vải này, nó hết cho các chị tầm 350 một con. Em áo này là một em áo mới về tại shop em và nó là hàng cao cấp các chị nhá. Nó là hàng cao cấp đấy ạ, và đang được phục vụ với giá niêm yết tại shop là 420k. Nhưng mà hôm nay em sẽ bù vui cho các chị một chút xíu được không ạ? Như em xe MC hãy chọn giá đúng mấy chị. Dạ thế ạ, em cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Này, các chị nhìn này, mặc với xòe này đẹp không? Em hướng cho các chị xem để các chị biết rằng là cái con này đi với cái gì nó cũng đẹp. Xòe nhá. Em áo này là hàng cao cấp các chị nhá. Đầy đủ luôn ạ. Em có đầy đủ 4 size để các chị lựa chọn, đó là size S, size M, size L và size XL ạ. Với hai tông màu là màu trắng và tông màu be ạ. Màu trắng và màu be. Hôm nay chốt giá yêu cho các chị luôn này. Quay lại phá giá đấy, em buồn lắm. Phá giá được không ạ? Phá giá cho em áo này các chị nhá. Chốt nhanh cho em này, bởi vì hôm nay đang rất là vui ạ, rất rất vui ạ. B2 kèm số điện thoại cho em để có đơn. 220k cho một áo, lưu ý cho em. Miễn phí ship toàn bộ đơn hàng cho em với em áo này cho em các chị nhá. B2 220.000 một áo và miễn phí ship cho em ạ. Chốt nhanh cho em để được mức giá cực kỳ hời này ạ. B2 kèm số điện thoại cho em để được miễn phí ship ạ. Rút mã. 60 cân có vừa áo đó không ạ? 60 cân mình vừa cho em sẽ XL chuẩn đẹp luôn rồi ạ. B2 ạ, B2 kèm số điện thoại cho em các chị nhá. Em qua mã rồi các bác ơi, không đặt được nữa đâu. Trời ơi.
vải của nó là một cái dòng vải mà em chưa bao giờ dùng để làm áo. Tại vì sao? Bởi vì nó quá đắt, không thể mà không bao giờ làm áo. Mà làm áo phải bán lên đầu ba. Trời ơi, phải gọi là một cho một em áo, phải gọi là hàng siêu khủng, siêu siêu cao cấp của shop. Đang bán với mức giá là 420.000 một áo. 420.000 một áo ra để vui vẻ cho các chị đây ạ. 220.000 một áo và miễn phí ship cho toàn bộ các chị đang xem live stream của em trong ngày hôm nay ạ. 220k một áo cho mã áo B2 kèm số điện thoại cho em để được miễn phí ship ạ. Gia đình bắt đoàn kết từ đây. Rồi áo xanh nhá. Thôi áo đấy bỏ qua đi. Áo em đang mặc 165k cho một áo ạ. Áo đang mặc là B1 các chị nhớ. A1 ạ. A1 kèm số điện thoại cho em để có đơn. 3 tông màu, em có 3 tông màu để các chị lựa chọn, đó là màu đen này, tông màu xanh và tông màu trắng ạ. 3 size áo, 4 size đúng không? Em có đồ đầy đủ 4 size để các chị lựa chọn luôn là S, M, L, XL. 165.000 cho em áo A1 này các chị nhá. Ok ạ, ok ạ, em nhận đơn B2 cho các chị rồi ạ. B2, mặc áo B2 đi em. B2 có mặc không? Em không mặc, em không nhận bất kỳ ai đâu. Vì em thề luôn là lỗ sấp mặt luôn. Thôi các bác đừng lên nữa. Ôi các bác lên tim em cứ thắt lại thôi. 220.000 của miễn ship. B2, 220k miễn phí ship luôn ạ. Miễn phí ship luôn được không ạ? Quần đi em á, quần đến tối mọi người. Em thêm một lên và thêm một 3 váy xòe nữa thôi là rút mã. Sâu lại chân váy xòe chị. Chân váy xòe là 245.000 CV86 kèm số thôi. Ôi các bác ơi, các bác phải thương em. Các bác phải thương em, mã này lỗ sấp mặt luôn. Nhưng mà thật sự mã này đẹp lắm các chị. Mã này rất rất đẹp luôn các chị ơi. Nó đẹp từ cái phần cổ nhá. Nhận hàng ra, mở hàng ra cho em nếu như nó không lên thần thái, không phải là hàng cao cấp, thì các chị không cần phải nhận hàng cho em các chị nhá. Chân váy xòe vừa giờ nãy giá bao nhiêu em? Dạ, chân váy xòe vừa giờ mình để lại cho em mã sản phẩm của chân váy là CV86 giúp em ạ. CV86 các chị nhá. Giờ cho anh màu be đi, cái màu kia nó sẽ bị lòa. Đây ạ, chị hỏi chân váy này về không ạ? Chân váy này mình để lại cho em mã đặt hàng là CV86 cho em ạ. CV86 245.000 cho một chân váy. Em có 4 màu. Màu xanh cổ vịt, màu be hành ô liu, một tông màu nữa là tông màu nâu, và em có tông màu cơ bản là tông màu đen ạ. Thiết kế đầy đủ 4 form size S, M, L, XL. 245.000 cho một em chân váy xòe này chị nhá. S, M, L, XL. Mã sản phẩm của chân váy là CV86 kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng ạ. Em ơi, nghe máy chưa? B2, B2 ok ạ. Các chị đặt hàng cứ để lại cho em mã sản phẩm, kèm thêm cho em số điện thoại vào là hệ thống lên đơn cho các chị rồi ạ. Vâng, đúng rồi, có vấn đề gì ạ? Cái này đi, cái màu cổ này xinh dã man thôi. Ôi trời ơi, lại tiếp tục một siêu phẩm nữa đây các chị ơi. Không ra nhé. Em dành 5 giây để siêu phẩm xuất hiện các chị nhá. Đếm ngược 5 giây để em ra mẫu ạ. 5, 4, 3, 2, 1 siêu phẩm xuất hiện đây ạ. Sao mà các bác lên nhiều B2 của em thế? Đau quá, đau lòng quá đi. Trên váy bút chì bố mặc có một em size L không? Có, cái gì cũng có đầy đủ 4 size S, M, L, XL hết. Không có gì một size cả. Ôi cái này nó xong rồi nó nổ con thiên nga là xinh giá man. Em ơi có ai tin ở cái vòng này 122.000 không? Không, kể cả em chọn cái chị lên Shopee chẳng một. Vòng của em là full đá trên cái mặt con thiên nga nhé. Quá xinh luôn phải không ạ? Quá xinh đẹp, quá xuất sắc, trẻ trung năng động đều hội thụ tụ ở thôi, một em váy này luôn ạ. Mã này sẽ là mã kết like nhá, nên là cho một cái mức giá sốc vào cho em. Được chưa? Riêng mã này là em tặng các bác. Đấy chứ còn B2 là không tặng đâu. Ok nha mọi người. Đấy. Ok nhá. Các chị để lại cho em mã này nhá. Là một mã đặc biệt để kết like trong ngày hôm nay, và chỉ em chỉ chốt cho các chị xem live tại live stream này thôi ạ. Được không ạ? Các chị comment cho em mã đặc biệt kèm số điện thoại cho em để có đơn hàng ạ. Đặc biệt kèm số điện thoại cho em để có đơn các chị nhá. Đầy đủ 4 size S, M, L, XL. Nhận hàng ra về, mở hàng ra kiểm tra cho em. Nếu như em vải này không xịn, không đẹp, hoàn ngay về cho em. Hoàn ngay và luôn các chị nhá. Không nói nhiều ạ. Không cần phải nói nhiều cho em ạ. Đặc biệt lên đơn cho em này. Đặc biệt kèm số điện thoại cho em để có đơn. 4 size S, M, L, XL dưới 65 cân. Các chị vội thoải mái cho em ạ. Có lên đơn không? Lên đơn giúp mã này. Đặc biệt kèm số điện thoại cho em. Tay dài nhưng không nóng mọi người nhé. Cái này Sài Gòn mặc rất nhiều luôn ấy. Cái này nó không bị nóng một xíu nào luôn. Riêng mã này em lại không có đen. 59 cân chị vừa size L. Em nhận đến dưới 64-65 cân. Chất liệu vải cực kỳ sướng. Váy đặc biệt. Váy đặc biệt cho một mức giá cực kỳ đặc biệt luôn ạ. Mà
làm sao ạ? Mà làm sao? Bởi vì làm sao? Chỉ có những chị xem live tại live stream này mới được chốt với mức giá đặc biệt này thôi ạ, đúng không ạ? Em không có đen đâu, em chỉ có hai màu, một là be, hai là đỏ thôi. Đỏ này lên da rất là đẹp nhá. Em chưa bao giờ bán giá này này, hôm nay em lên giá cho các chị nhá. Em nói thật lòng luôn. Đó, bác nào đặt được ở đây thì mình có, còn không đặt được xin phép không nhận. Đặc biệt kèm số điện thoại cho em để mình có đơn hàng trong ngày hôm nay cho em ạ. Rất đẹp luôn. Hai tông màu để các chị lựa chọn đó là tông màu be hay còn gọi là tông màu da đấy ạ. Và một tông màu nữa là tông màu đỏ cho em các chị nhá. Đỏ này nó cực kỳ đẹp và cực kỳ sang chảnh. Nó không phải là đỏ đô, nó cũng không hẳn là đỏ tươi gây chói đâu ạ. Nó nằm ở trong khoảng giữa hai tông màu đấy, nó lên một cái màu đỏ rất là sang, rất là dễ chịu luôn ạ. Đặc biệt kèm số điện thoại cho em để có đơn, báo giá các chị đi. Cho các chị nhớ giá này. 222.000. 222k cho một váy ạ. Quá đặc biệt đã luôn phải không ạ? Bao giờ nhà mình bán giá này chưa anh? Chưa bao giờ luôn ạ. Giá sale thấp thật nhất luôn của em váy này em sẽ nói luôn với các chị là 268.000 các chị nhá. 268.000 là giá thấp nhất cho sản phẩm này. Và giá đặc biệt cho em này ngày hôm nay là 222k các chị nhá. Không cần biết là cái sản phẩm này em làm thành phẩm nó hết đến bao nhiêu cái tiền vải phải không ạ? Và mất bao nhiêu tiền để tiền công để cho thợ để làm nên một em váy đẹp như thế này. Mà em chỉ cần biết hôm nay chị, các chị chốt tại live stream ngày hôm nay mới mức giá đặc biệt cho em, mã sản phẩm đặc biệt kèm giá đặc biệt 222k một váy cho em ạ. Hai túi bên sườn nhá, túi rất to, thích được cái gì được ạ. Đặc biệt kèm số điện thoại cho em để có đơn. Em sẽ dành thêm độ vài phút nữa để các chị chốt đơn và em tắt like các chị nhá. Em tắt like ạ, kết thúc live stream ngày hôm nay ạ. Mức giá đặc biệt cho một em váy đặc biệt. Các bác nhìn này, 222k cho một váy thiết kế đầy đủ cho các chị đến 4 size để các chị lựa chọn luôn ạ. 4 size F, M, L, XL dưới 65 cân các chị vợt cho em ạ. Váy của em lan không một đường ly nhưng vẫn có lóng vải. Các chị thấy không? Không một đường ly nhưng vẫn lóng vải mọi người nhá. Nó lên này. Đó. Hai tông màu màu be và màu đỏ. Các chị chọn màu, chọn size thoải mái cho em. 4 size F, M, L, XL. Quá đẹp đúng không ạ? Và yên tâm cho em này. Đó, các chị nhìn váy thì tưởng là không có túi nhưng không ạ. Thiết kế của em rất là cẩn thận, có túi sườn hai bên cho các chị nhá. Cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, có khóa chìm kéo sau ạ. Mã sản phẩm là đặc biệt kèm số điện thoại cho em để chốt like trong ngày hôm nay ạ. 222.000 cho một váy ạ. Được chưa? Ok chưa? Shop em ở 63 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Bác nào ở Hà Nội mình mọi người ghé nhà em thoải mái, và nhà em là mặt đường lớn, ô tô đỗ thoải mái nhá. Ngày hôm qua đang vừa về thì khách hàng nói là em ơi đỗ xe. Chế hỏi nhân viên tôi nhắn gì thầm kín đi nhé. Dạ vâng ạ, okay. Dạ vâng ạ chị, dạ. Gì đấy, bác có cái deal gì cho em đấy hả? Bác có deal gì cho em đấy, bác tặng em cái gì đấy? Có tặng em cái gì không? Chắc bác tặng em cái gì rồi? Chắc bác có quà tặng em phải không ạ? Ok ạ, các chị đặt hàng cứ để lại cho em mã sản phẩm em váy này là đặc biệt cho em nhé. Đặc biệt kèm số điện thoại cho em là hệ thống vào đơn cho mình rồi ạ. Bên em không đọc tên chốt đơn đâu ạ. Các chị chỉ cần đặt hàng để lại cho em mã kèm thêm cho em số điện thoại vào là hệ thống vào đơn cho các chị rồi ạ. Ok rồi, được chưa? Khả năng dừng nhá. Em dừng like nhá mọi người nhá. Đấy, tại vì là tí nữa là còn một ca like nữa mọi người này. Tầm khoảng độ 7 rưỡi em là lên tiếp một ca nữa. Thì em nghỉ tí để cho mọi người còn nghỉ ngơi, cũng là mọi người mất công. Hôm nay xem mãi, mặc nâu đi bạn á. Ở nâu lâu lắm cũng không được mặc đúng không? Thôi được rồi, mặc nhá. Chiều các chị tí nhá. Đấy, Bình Phước. Ship bên em nhớ ship nhà shop. Dạ ok ạ. Okay. Bình nhiều ship phải không ạ? Ship là 30.000 ạ. Bên em đồng giá là 30.000 tiền ship hết ạ. 30.000 từ Bắc vào Nam, từ đầu cầu Hà Nội đến Cà Mau cũng chỉ là 30.000 thôi ạ. B2 trắng, CV86 xanh. Dạ ok ok, em nhận đơn chị rồi ạ. Các chị đặt hàng chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm thêm cho em số điện thoại là mình có đơn hàng rồi các chị nhé. Đặc biệt kèm số điện thoại cho em, đúng rồi ạ. Ok, em nhận đơn các chị rồi ạ. Mã sản phẩm đặc biệt kèm số điện thoại cho em ạ. Hủy K1 chuyển sang đặc biệt đỏ. Dạ ok chị Hà Hoàng luôn ạ. Tối cho bảo Lâm mà cởi áo ra bán cho các chị. Cái váy nó xinh đến nỗi này. Lên hai nút luôn. Chất nó đẹp lắm, tức là về nó không mỏng mỏng kiểu giống như thun đâu. Ngày xưa em có làm một loại chất mỏng thì chất đấy đúng khi nào mà kiểu tầm tháng 7, tháng 8 em mới bắt đầu làm.
lúc nào nóng ấy, nhưng mà cái chất này thời điểm bây giờ mặc hơi bị hợp lý luôn. Sài Gòn mặc thoải mái nha, vì em bán ở Sài Gòn cái váy này rất rất nhiều, các chị mua ưng cực. Chất này của em nó hoàn toàn là chất vải đấy các chị ạ. Chất vải này nó mặc mùa hè không gây nóng các chị nhá. Chất vải này mặc rất là dễ chịu. Hoặc là bác nào kiểu mình mặc một thời gian ấy không thích ạ, mang ra hàng này mình thu phát lên tay lỡ, vì cái này phiên bản lúc đầu là em cũng mặc là tay lỡ, mấy đứa em lời hàng tay lỡ đấy. Nhưng mà bây giờ cái tay dài ấy chúng ta mặc ứng dụng rất là cao luôn. Hà Nội mà hơi xe lạnh một xíu kiểu không nào mưa ấy, chúng ta mặc rất là hợp lý mọi người. Đây các chị ngắm qua cho em màu be nhé, màu be đấy ạ. Hai tông màu của váy lên thần thái nó cực kỳ sang chảnh luôn ạ. Rất sang chảnh, rất là dễ mặc và nó không hề kén da một chút xíu nào đâu ạ. Hai tông màu này đều là những tông màu đặc biệt lên da, nó cực kỳ tôn da luôn ạ. Mã sản phẩm của em váy này là đặc biệt cho em, chốt nhanh tại livestream 222k cho một váy, 222.000 một váy thôi ạ. Ok cho mọi người, rồi em đọc lại mã một lần nữa mọi người nhá. Đặc biệt kèm số điện thoại. Đấy. Thấy like lần nào cũng thấy chị đi giày cao gót nhìn kiểu xinh xinh. Có bao giờ like giày cao gót không ạ? Dạ, giày cao gót thì hiện tại là bên em vẫn chưa về để phục vụ cho mọi người đấy ạ. Ngày trước ấy là em có bán, cách đây 1 năm là em có bán. Khi mà em có hai cửa hàng em vẫn bán, và giày của em thì không bao giờ có giá dưới 300 nhỉ? Dưới 500 luôn ấy. Không bao giờ dưới 500 luôn. Toàn bộ là hàng cao cấp ạ. Giày của em chỉ bán có hàng cao cấp thôi ạ. Là chỉ có hàng đắt thôi. Nhưng mà kiểu lâu lắm rồi ấy là không thể nào mà ke thêm mảng đấy nữa. Em ơi váy này thì hết lời, cực chất luôn. Tôi mua rồi thật đúng không? Váy này chất sướng dã man mà nó không bao giờ nhăn luôn các chị ơi. Mặc nó cứ như này này, kiểu các chị bây giờ mùa đông ấy, các chị mặc cái con váy này nếu như mới mặc vào người là còn cảm giác lạnh, vì sao? Vì nó mát quá, vải nó mát cực kỳ. Đấy mọi người cứ nghe em đi, không bao giờ nó nhăn luôn các chị nhá, không bao giờ nhăn. Thôi rồi, đúng 30 giây thôi, em cắt mã, em giúp mã rồi này. Đặc biệt kèm số lại 63 cân mặc size L cho em, 4 size S, M, L, L. Cứ mua về đi ạ, mặc một thời gian chán mang ra hàng cắt thành tay lỡ cho em lan, mặc đẹp. Ứng dụng cao lắm mọi người, mà chỉ có 222.000 nó chưa bán hoài luôn rồi. Thật sự S, M, L, L, 4 size. Chốt nhanh mọi người nhá. Cho mọi người thêm 1 phút nữa em giúp mã luôn. Đặc biệt kèm số điện thoại. Giá này chỉ nhận ở like. Tất nhiên là vào inbox nó sẽ đắt hơn một tí, nhưng mà nó cũng không đáng. Nhưng mà kiểu trên like mình có vui, mình link. Vòng em không bán mọi người nhá. Vòng đợi em. Để em tìm một nguồn hàng bán hay gì, hiện tại giờ chưa bán được. Ok ạ, à, các chị lấy váy này cứ để lại cho em mã sản phẩm của em. Váy này là đặc biệt kèm số điện thoại cho em để mình được hưởng cái ưu đãi đặc biệt này thôi ạ. Chỉ tại livestream này, các chị đặt hàng qua livestream này mới được mức giá ưu đãi đặc biệt này thôi các chị nhá. 222.000 cho một váy thiết kế 4 size S, M, L, XL cho hai tông màu, màu be và tông màu đỏ ạ. Một lớp ạ, nhưng mà nếu như chị về nhà chị mặc mà nó bị bay váy, bị tốc váy này, hoặc là bị mỏng này, em tặng chị thêm một cái. Ờ em không nói về chất vải nữa đâu, mọi người về và cảm nhận cho em nhé. Cảm nhận trực tiếp cho em cái chất vải của nó để biết được là nó cao cấp, nó xịn sò như thế nào, phải không ạ? Lên cho em đúng mã đặc biệt đi bác ơi. Đấy ok, thấy chưa, các chị thấy chưa? Đấy, em có bán cho anh như này đâu. Nhưng mà nha mọi người nha, nhiều chị cũng nghĩ rằng là đã sale rồi phải rẻ rẻ một tí. Không các chị ơi, làm ra còn trả được ấy. Tại vì mỗi cái váy em chỉ có mười mấy nghìn thôi. Kiểu em đứng đây em bán cho nó vui thôi. Ok chưa, rồi ạ, chúng ta sẽ tạm dừng buổi live stream buổi trưa ngày ở đây mọi người nhá. Các chị nhớ cho em là em Lan có 2 khung giờ live một ngày. Buổi trưa của em Lan giờ tầm khoảng 12 giờ 15 gì đấy em sẽ lên live 1k. Buổi tối của em Lan là 7 giờ 30. Và luôn luôn có những cái mã hàng mà thật sự luôn. Tôi mua 268k ấy, dạ đúng rồi ạ, đúng rồi. Là các bác không thể nào mà vượt được hết mật tất cả các mã anh em. Bởi vì làm sao ạ, bởi vì em đã nói luôn rồi ạ. Bởi vì bây giờ em không cần biết là cái giá thành phẩm của em váy này là bao nhiêu. Em mới tốn bao nhiêu là nguyên liệu thành phẩm của để lên tiền vải để lên em váy này. Cũng không cần biết là bao nhiêu tiền công nữa đúng không ạ. Mà các chị chỉ cần đặt hàng cho em vào đây, mã đặc biệt kèm số điện thoại cho em, là chắc chắn 100% các chị sẽ được mua em váy này với giá cực kỳ đặc biệt rồi, đúng ạ. 222k cho một váy á. Nhận được váy với ưng dã man. Đấy, váy VIP em còn chiều hàng lên trả cho các chị đây. Đấy, áo xanh bao nhiêu? Áo xanh mà lúc nãy em vừa mặc á là 165.000. Ok chưa? Rồi ạ. Bây giờ thì Lan xin phép là Lan sẽ dừng live ở đây để cho các chị em mình còn làm việc. Chị em mình sẽ gặp nhau vào khung giờ live tối nay lúc 7:30. Bác ơi, bác cho em Lan xin số điện thoại đi ạ. Chị Hồng Linh cho em Lan xin số điện thoại nhá. Và nếu như chị nào bận buổi tối ạ thì mình cố gắng theo dõi live vào của Lan vào lúc cái khung giờ là 12:15 buổi trưa. Nếu như bận buổi trưa chúng ta xem vào lúc 7:30 buổi tối mọi người nhá. Có rất nhiều deal hời trên cái livestream của em, và tối nay đặc biệt ạ, có gì ạ? Có một siêu phẩm máy hoa về chỉ một lần duy nhất. Tại sao? Tại vì là nó hết sạch vải rồi, em đặt rồi. Đấy mọi người nhá, thì tối nay vào xem live với em bật mí đấy. Đấy được chưa ạ? Áo trên sao? À cái đấy chị chụp ảnh màn hình nhắn tin nhắn hộ em. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ tạm dừng live đây, và những ai có đơn của nhà em thì để điện thoại nhân viên gọi đơn nhá. Bye bye mọi người, hẹn gặp các chị vào tối nay.